Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 15. Càng đi vào sâu bên trong, mặt đất liền càng thêm đỏ tươi, trong không khí khi thì bay ra một đạo thần hà chói mắt, sắc bén tựa như thiên đao, không cẩn thận sẽ bị đâm rách làn da ngay. Lạc Phượng Cốc, ba chữ kia được khắc trên một tấm bia đá nghiền nát, chính là dùng máu tươi của Phượng Hoàng tụ tập mà thành, quanh có khúc khuỷu, yêu dị đến tựa như hỏa diễm. Đã đến. Cô gái mặc áo đen dừng lại bên ngoài một động phủ bị khói đen đậm đặc bao lấy, ánh mắt thận trọng nhìn chằm chằm vào trong. Nàng dừng bước chân lại, lạnh lùng mà nghiêm túc, hắc y trên người bị gió lạnh từ trong động phủ thổi ra khiến bay lên, hoàn toàn phác họa ra dáng người mỹ diệu của nàng. Bạch cốt cung điện trong đan điền Phong Phi Vân cũng bắt đầu phát ra một hồi rung rung, lực lượng của thiện thi từ trong thi cung bộc phát ra, tràn ngập khắp toàn thân Phong Phi Vân, cổ lực lượng này tinh thuần mà thánh khiết. Có thánh quang màu trắng lưu động trên làn da Phong Phi Vân. Cô gái mặc áo đen chậm rãi vươn ra cánh tay ôn nhu, một đạo vết cào dọc theo cánh tay bay ra, chính là linh quang ngưng tụ, tìm kiếm vào trong động phủ. Oanh! Bỗng dưng, trong động phủ tĩnh mịch kia truyền đến một hồi chấn động đáng sợ chấn vỡ vết cào do cô gái mặc áo đen đánh ra. Bản tôn đã chết, còn lợi hại như vậy. Cô gái mặc áo đen lui về phía sau hai bước, hừ lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp biến thành một đạo thần hoa màu đen xông vào trong động phủ. Phong Phi Vân lại chưa cùng đi vào, cẩn thận canh giữ ở bên ngoài. Sau khi tiến vào mảnh sơn cốc này, lòng hắn từ đầu đến giờ vẫn không thể an bình, bị bóng mờ tử vong đậm đặc bao lấy. Ngươi đang lo lắng điều gì? Thanh âm thiện thi vang lên trong đầu Phong Phi Vân, thanh âm của nàng thanh thúy dễ nghe, như thanh tuyền chảy trên đá, khiến người có thể quên hết tất cả phiền não. Phong Phi Vân lắc đầu, tự nhiên không có khả năng nói cho nàng biết kiếp trước mình chính là Phượng Hoàng, từ khi chứng kiến Phượng Hoàng vẫn huyết thì trong lòng liền thấy cực kỳ áp lực, mặc dù nàng chính là thiện thi cũng tuyệt đối không thể nói. Ta suy nghĩ ngay cả ác thi thiện thi, cũng đã tu luyện ra trí tuệ của mình, bản tôn cho dù đã chết, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, chỉ sợ cũng đã tu luyện ra trí tuệ của mình. Phong Phi Vân nói, ầm ầm, trong động phủ tĩnh mịch kia truyền đến một hồi nổ vang. Cả sơn cốc đều bị run rẩy, mặt đất vỡ ra, vách núi lăn xuống huyết thạch, một đạo vầng sáng màu đen từ trong động phủ chạy ra. Cô gái mặc áo đen sắc mặt tái nhợt, ôm lấy ngực, bị thương không nhẹ. Bản tôn đã tu luyện ra trí tuệ, lây dính huyết khí và yêu khí của Phượng Hoàng trong sơn cốc, so với nữ ma còn tà dị hơn vài phần. Cô gái mặc áo đen lòng còn sợ hãi nói. Oanh! Một cổ khí lãng màu đen từ trong động phủ thổi ra. Xen lẫn huyết khí vô biên. Liên thủ trấn áp nàng, phai mở trí tuệ trong cơ thể nàng. Trong thân thể Phong Phi Vân tràn ngập lực lượng thiện thi, hắn lấy thạch đao từ trong giới linh thạch ra, cánh tay vận khí, một mảng lớn bạch sắc quang mang liền xông vào trong thân đao. Một nữ ma cũng đã đủ đáng sợ, nếu lại xuất hiện thêm một người, như vậy cũng được sao? Khí lãng mãnh liệt do Phong Phi Vân bổ ra cùng cô gái mặc áo đen đồng thời đánh vào trong động phủ. Trong tòa động phủ này tràn đầy huyết khí, trong không khí càng có hỏa diễm đang lưu động, người bình thường nếu đi vào, nhất định sẽ trong nháy mắt liền biến thành cho bụi ngay. Ta sao lại nghe thấy được một cổ yêu khí chỉ Phượng Hoàng mới có thế? Phong Phi Vân mỗi khi tiến về trước ba bước tim đập liền sẽ tăng nhanh thêm một phần. Bản tôn đã ở chỗ này 3 vạn năm, trong thân thể đã xâm nhập Phượng Hoàng chi huyết, lực lượng tương đối đáng sợ. Chỉ là trí tuệ trong cơ thể nàng còn rất yếu ớt. Chỉ cần có thể ngăn được nàng trong nháy mắt thì ta liền có thể đi vào thân thể của nàng, gạt bỏ đi tia trí tuệ kia, sau đó đoạt lại thân thể. Cô gái mặc áo đen mặt trầm như nước, nàng mới chính là thần thức của bản tôn tự nhiên cũng là thân thể của nàng. Sâu trong động phủ tĩnh mịch có một tấm giường đá tràn đầy hàn khí, trên đó có một nữ tử linh lung mà uyển chuyển nằm lấy, đã ngủ say vô tận tuế nguyệt, vẫn không nhúc nhích, tựa như do băng chạm ngọc mài mà thành vậy. Dưới mặt đất, trên thạch bích, có từng đạo máu chảy nho nhỏ thấm ra, tụ tập tới chỗ nàng, chậm rãi chảy vào thân thể của nàng, khiến làn da nàng trở nên càng thêm tinh xảo đặc sắc. Đây chính là bản tôn của Tiêu Nặc Lan sao? Trên người nàng một tia sinh khí cũng không có, cũng không có tả khí yêu dị. Nhưng khi Phong Phi Vân bước đến gần nàng 10 bước thì trong thân thể mềm mại vốn lẳng lặng nằm trên giường đá liền bộc phát ra một cổ sức mạnh to lớn khiến cho người ta sợ hãi. Con mắt xinh đẹp của nàng bỗng nhiên mở ra, có hỏa diễm vô cùng vô tận từ trong ánh mắt bay ra, bao phủ toàn bộ động phủ.
Vầng sáng hoa mỹ tràn ngập chung quanh, khiến người ngay cả con mắt cũng không mở ra nổi. Muốn nhờ Phượng Hoàng huyết dục hỏa trùng sinh, nào dễ dàng như vậy? Phong Phi Vân ném ra xương cốt Phượng Hoàng ngăn cản lấy hỏa diễm vô biên kia, trực tiếp đánh tới bản tôn. Cô gái mặc áo đen theo sát ngay sau lưng Phong Phi Vân sau lưng, bước nhanh theo, trong đôi tinh mâu mang theo vài phần nghi hoặc, đối với thân phận của Phong Phi Vân đã sinh ra hoài nghi. Bản tôn vẫn nằm trên giường đá không nhúc nhích, cánh tay cứng ngắc giơ lên, một cỗ nữ thi giơ tay lên, một màn này thật sự quá kinh hãi, điều này chẳng lẽ biểu thị bản tôn sắp triệt để thức tỉnh sao? Vừa đưa tay lên, liền có một mảnh sóng lửa ngưng tụ, trực tiếp đánh bay phượng cốt ra ngoài, đụng vào trên vách tường. Phong Phi Vân cầm thạch đao trong tay, đã phá vỡ sóng lửa, mãnh liệt giết về trước một bước, đã đứng ở cạnh giường đá. Hắn liền triệu hồi phượng cốt, tế trong tay, gột rửa ngọn lửa trên người bản tôn. Giờ phút này, hắn có thể thấy rõ ràng nữ tử nằm trên giường đá kia, ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, lông mi uốn lượn mà thon dài, dáng người kinh diễm. Đặc biệt là bộ ngực nhô lên cao kia, quả thực so với nữ ma thiện thi còn muốn đầy đặn hơn, eo nhỏ mảnh khảnh, còn có cặp đùi ngọc tuyết trắng mà mảnh khảnh kia. Người đang nhìn gì thế? Cô gái mặc áo đen sắc mặt tái nhợt, cực kỳ bất mãn với Phong Phi Vân, dù sao đó là thân thể của nàng. Đặc biệt là nhìn thấy hai vệt máu nơi đầu mũi Phong Phi Vân quả thật khiến nàng phải nghiến răng nghiến lợi. Ta đang xem phải làm sao mới có thể phong bế huyết mạch của nàng. Ngăn cản nàng dục hỏa trùng sinh. Phong Phi Vân biểu lộ hết sức nghiêm túc, xoa xoa vết máu trên đầu mũi, mặt không đỏ sắc không thay đổi nói. Dục hỏa trùng sinh cũng có thể ngăn cản. Cô gái mặc áo đen cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, hỏi lại. Có thể thử một lần. Phong Phi Vân không hề do dự, nếu lại đợi thêm lát nữa, bản tôn triệt để thức tỉnh, sẽ có thứ tôn nữ ma thứ hai xuất thế, đến lúc đó thì phiền toái lớn rồi. Trong thân thể bản tôn có lực lượng mãnh liệt lao ra, nhưng đều bị Phong Phi Vân và cô gái mặc áo đen liên thủ áp chế, khiến nàng rất khó nhúc nhích. Khiến cô gái mặc áo đen càng bi phẫn chính là Phong Phi Vân sau khi nói xong lời kia liền vươn hai tay mò tới trên gương mặt trắng nõn của bản tôn, động tác thập phần kiều diễm, khiến nàng như phát điên lên, hàm răng nghiến ken két. Ngươi muốn làm gì vậy? Cô gái mặc áo đen phi thường tức giận, cắt đứt động tác kế tiếp của Phong Phi Vân. Hắn thật sự quá mức quá phận, khiến nàng không thể không ra tay ngăn cản. Ta muốn dùng miệng hút Phượng Hoàng yêu khí trong cơ thể nàng ra, sau đó mới có thể phong bế huyết mạch trong cơ thể nàng được. Phong Phi Vân hai tay áp vào khuôn mặt trơn bóng của bản tôn, biểu lộ thập phần chăm chú, không giống như đang nói giỡn, nhưng cái cắm hắn lại cô gái mặc áo đen gắt gao ngăn lấy, căn bản không vào được nửa phần. Hơi quá đáng, thực sự quá mức quá phận. Phượng Hoàng yêu khí đã triệt để sáp nhập vào trong máu huyết nàng, nếu không hút yêu khí ra thì không có khả năng phong bế huyết mạch của nàng được, đến khi nàng dục hỏa trùng sinh, chúng ta đều phải chết hết. Phong Phi Vân nghiêm nghị nói. Cô gái mặc áo đen cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói. Ta đến. Không được a hát, Phượng Hoàng chính là một trong tứ đại yêu tộc, Phượng Hoàng yêu khí thực sự quá mức bá đạo, ngươi chỉ là thần thức chi thân. Nếu dính vào Phượng Hoàng yêu khí sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành yêu ma mất. Phong Phi Vân lời nói thấm thía nói, có một loại khí khái anh hùng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Lực lượng trong thân thể bản tôn càng ngày càng lớn mạnh, hỏa diễm càng thêm cực nóng, cho dù hợp lực hai người bọn họ cũng không thể áp chế nổi nữa. Không thể đợi thêm nữa rồi. Phong Phi Vân một tay đẩy tay cô gái mặc áo đen ra, sau đó liền mãnh liệt hôn vào trên môi bản tôn. Bờ môi bản tôn giống như hồng bảo thạch mềm mại, không chỉ có không lạnh như băng, hơn nữa còn mang theo vài phần lửa nóng, quả thực cực kỳ trong cơ thể nàng, thơm ngào ngạt khiến người rất muốn cắn một ngụm. Phong Phi Vân hai tay ôm lấy mặt bản tôn, cơ hồ ôn cả nửa thân thể nàng vào ngực, động tác rất là thành thạo, biểu lộ rất là say mê. Cô gái mặc áo đen đứng ở một bên, phảng phất có thể nhìn thấy đầu lưỡi Phong Phi Vân vươn vào trong miệng bản tôn, thỏa thích mút lấy, quấy lấy chiếc lưỡi thơm tho. Nàng thấy thế liền nghiến răng nghiến lợi, đôi tay cũng siết chặt lại, nếu ánh mắt có thể giết người thì Phong Phi Vân đã sớm chết cả trăm ngàn lần rồi. Nàng hiện giờ tuy rằng còn chưa đoạt lại bản tôn, nhưng đó dù sao cũng từng là bản thân mình, hôm nay Phong Phi Vân hôn hít lấy như thế, tựa như đang cách không hôn lấy nàng vậy. May mắn là đôi tay kia của Phong Phi Vân coi như còn có quy củ, cũng không sờ loạn khắp nơi, bằng không nàng khẳng định sẽ không dễ dàng tha cho hắn,
đã trực tiếp giết chết tên hỗn đản thừa cơ làm loạn này rồi. Phượng Hoàng yêu khí trong thân thể bản tôn dị thường tà dị, nếu là người khác dù chỉ dính vào một ít cũng sẽ bị yêu khí xâm lấn, mất đi lý trí ngay, nhưng Phong Phi Vân có được Phượng Hoàng linh hồn, có thể trấn áp Phượng Hoàng yêu khí, hút vào thân thể, không chỉ sẽ không bị yêu khí xâm lấn, ngược lại còn có thể luyện hóa, xúc tiến việc tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân. Phượng Hoàng yêu khí không ngừng từ trong thân thể bản tôn chảy xuôi đi ra, một đôi tinh mâu của bản tôn lần nữa tuôn ra hỏa diễm, bắt đầu giãy giụa lấy, muốn ngăn cản Phong Phi Vân tiếp tục hấp nàng. Giúp ta đè tay nàng lại. Phong Phi Vân dùng thần thức nói cho cô gái mặc áo đen. Cô gái mặc áo đen trong lòng phi thường giãy giụa, thập phần không tình nguyện, nhưng vẫn tiến lên đè lấy tay bản tôn. Giúp ta đè lại chân của nàng. Cô gái mặc áo đen rất giống như đang muốn mắng chửi người. Giúp ta đè eo của nàng. Cô gái mặc áo đen ngay cả tâm mắng chửi người cũng đã mất đi, chỉ muốn trực tiếp tiêu diệt Phong Phi Vân ngay thôi. Đầu gối nàng đang hất ta, người đến cùng có làm theo không đấy? Ặc, tay phải của nàng nới lỏng, lưng ta bị nàng xé rách một miếng áo, chảy ra hai vết máu rồi này. May mắn Phong Phi Vân giờ phút này chính là dùng thần thức nói cho cô gái mặc áo đen, bằng không nếu bị người ngoài nghe được, còn tưởng rằng Phong Đại Thiếu gia muốn bắt đầu chiếm đoạt thiếu nữ đàng hoàng, làm một ít chuyện táng tận thiên lương ấy chứ. Hơn nữa còn có người đang giúp hắn làm lấy. Cô gái mặc áo đen giờ phút này sao lại không có ý nghĩ như vậy chứ, nàng có cảm giác như đang trợ trụ vi ngược, hơn nữa người bị hành hạ còn là chính bản thân mình. Bản tôn rốt cục vẫn phải bình tĩnh lại, Phượng Hoàng yêu khí trong thân thể bị Phong Phi Vân hút hết, tay hết sức nhỏ ôn nhu từ trên lưng Phong Phi Vân vô lực thả xuống, đôi đùi gợi cảm thon dài kia cũng chậm rãi duỗi thẳng, thật giống như hư thoát sau khi cao trào qua đi vậy. Những phượng huyết vốn đang liên tục không ngừng chảy vào thân thể nàng cũng ngừng lại, giống như mạch máu bị chặt đứt vậy. Bờ môi Phong Phi Vân có chút lưu luyến không rời tách ra khỏi nàng, đứng dậy, dùng ống tay áo lau đi nước bọt bên khóe miệng, trên đó tựa hồ còn mang theo dư hương. Hắn thật sự rất mệt mỏi, trên trán có mồ hôi đang lăn xuống, quần áo trên lưng bị xé nát rất nhiều mảnh, còn mang theo dấu móng tay, hắn thở một hơi thật sâu, sửa sang lại quần áo một chút. Quấn chặt lại đai lưng vốn đã hơi nới lỏng một chút, có chút mỏi mệt nói. Cuối cùng cũng thu thập được nàng. Cô gái mặc áo đen trán đầy hắc tuyến, trông thấy bộ dáng Phong Phi Vân giờ phút này thật giống như một tay ăn chơi vừa làm chuyện gì đó khó coi vậy. Huyết mạch của nàng đã bị ta phong bế, kế tiếp phải giao cho ngươi rồi. Phong Phi Vân thấy nàng ta sắc mặt bất thiện, cũng không dám ở lâu nữa, nói xong lời này liền phóng nhanh ra ngoài động phủ. Trong thân thể bản tôn tuy rằng sinh ra trí tuệ độc lập, nhưng còn rất yếu ớt, muốn phai mờ cũng không phải việc khó gì, điểm này căn bản không cần Phong Phi Vân lo lắng. Đi ra bên ngoài động phủ, Phong Phi Vân liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa Phượng Hoàng yêu khí trong thân thể. Phượng Hoàng yêu khí đối với việc tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân có lợi ích rất lớn, Phong Phi Vân muốn mượn nhờ Phượng Hoàng yêu khí, một lần hành động phá tan bước thứ tư hoán huyết, khiến thể chất lại tiến một bậc. Trở thành thiên tài cấp bậc sử thi. Phượng Hoàng yêu khí lưu động trong huyết mạch, mang theo một cổ lực lượng cực nóng thúc dục lấy huyết dịch cấp tốc vận chuyển, thật giống như hỏa diễm đang nhảy lên trong máu vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phong Phi Vân vận chuyển pháp quyết bất tử Phượng Hoàng thân tu luyện, khiến Phượng Hoàng yêu khí không ngừng dung nhập vào trong máu, khiến huyết dịch vốn đã vàng chói trở nên càng thêm linh tính bức người. Phẩm chất huyết dịch đét vững bước tăng lên, trở nên càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng sôi trào. Chợt, một cổ ma tính bị Phượng Hoàng yêu khí kích thích, bắt đầu nổi lên từ chỗ sâu trong huyết dịch, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong óc Phong Phi Vân, ảnh hưởng lý trí của hắn. Đây là yêu ma chi huyết, bị Phượng Hoàng yêu khí kích thích nên lại thức tỉnh một tia. Trong mắt Phong Phi Vân bắn ra hai đạo hào quang đỏ thẫm, trên hai cánh tay có từng mảnh long lân hiện lên, trở nên càng ngày càng tráng kiện. Có ma vụ màu đen lao ra, đậm đặc bao khắp toàn thân của hắn. Ngao! Diện mục trở nên có chút dữ tợn, trong miệng hắn phát ra tiếng thét dài giống như dã thú. Có một cổ khát máu và dâm dục đang thức tỉnh trong máu huyết hắn, lần này không giống với lần trước đó, lý trí của hắn cũng bắt đầu bị ma tính công kích, suy nghĩ trở nên càng ngày càng hỗn loạn, có một loại cảm giác không cách nào khống chế được bản thân. Khống chế được! Tuyệt đối không thể bị yêu ma chi huyết đánh bại vào lúc này được. Hai tay Phong Phi Vân đánh vào mặt đất, cực
cưỡng ép áp chế yêu ma chi huyết trong thân thể, muốn lần nữa áp chế ma tính vào trong máu, nhưng hắn lại cảm giác được lý trí càng ngày càng bạc nhược yếu kém, đã bị trùng kích càng ngày càng mạnh, đầu hắn cũng như muốn vỡ ra. Chợt, có một đạo lực lượng nhu hòa chảy xuôi ra, chậm rãi chân áp ma tính trong máu, lý trí Phong Phi Vân cũng dần dần ổn định lại, thân thể dần hồi phục lại như cũ. Cảm ơn! Phong Phi Vân sau khi triệt để luyện hóa Phượng Hoàng yêu khí liền mở hai mắt ra. Trong thân thể ngươi chảy xuôi yêu ma chi huyết, tương lai tất thành họa lớn, ta có thể giúp ngươi một lần, chưa hẳn đã giúp được ngươi lần hai. Thanh âm Thiện Thi vang lên trong thi cung, thanh âm nàng vẫn cực kỳ nhu hòa như vậy, khiến lòng người tĩnh lặng. Ta tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Muốn triệt để giải quyết tai họa ngầm này nhất định phải quay về Phong gia thu hồi cưu cửu quái bào, chỉ có cưu cửu quái bào mà mẫu thân lưu lại mới có thể trấn áp yêu ma chi huyết. Sau khi xông qua tầng thứ 6, trong đầu Phong Phi Vân cũng đã ngưng tụ ra đạo thần thức thứ 7, cách thần cơ đại viên mãn đã càng ngày càng gần rồi. Nhưng sau khi luyện hóa được Phượng Hoàng yêu khí hắn cũng không hoàn thành hoán huyết, vẫn còn kém một chút xíu, thủy chung không thể nào đột phá được, tư chất Phong Phi Vân hiện giờ vẫn chỉ có thể coi là nghịch thiên tài tuấn, không tính là thiên tài cấp bậc sử thi. Liên tiếp 7 ngày qua đi, cô gái mặc áo đen mới đoạt xá bản tôn, nàng biến thành thần thức, sáp nhập vào trong thân hình bản tôn, từ trong động phủ đi ra ngoài. Nói đúng ra thì đây mới là Tiêu Nặc Lan thật sự. Khi lần nữa nhìn thấy nàng, Phong Phi Vân trung quy vẫn có chút xấu hổ, hắn thậm chí còn không biết nên xưng hô người con gái trước mặt này thế nào nữa. Gọi ta là Tiêu Nặc Lan đi. Tiêu Nặc Lan thản nhiên nhìn thẳng Phong Phi Vân, sau khi thần thức cùng bản tôn dung hợp, khí chất và khí độ của nàng đều trở nên có chút không giống, ánh mắt mang theo vài phần không linh, ẩn chứa một loại hàm xúc xuất trần, giống như Lăng Ba tiên tử hạ phàm trần vậy. Chẳng qua lúc nàng thấy Phong Phi Vân há miệng ra thì vẫn nhịn không được giật giật bờ môi óng ánh, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Nếu không phải Phong Phi Vân ở ngay bên cạnh thì chỉ sợ nàng đã lau miệng hơn 10 lượt rồi. Phong Phi Vân cũng một người ra mặt dày, hắn cười nói. Chúc mừng Tiêu tiên tử đoạt lại bản tôn. Tiêu Nặc Lan không thể nào cười nổi, chỉ đạm mạc nói. Hiện giờ chúng ta đi ra ngoài đi, cũng đến lúc nên gặp lại nữ ma rồi, ta ngược lại muốn xem thử nàng hiện giờ mạnh thế nào. Mảnh sơn lĩnh lơ lửng trên bầu trời này cũng không phải thí luyện chi địa của vô lượng tháp tầng thứ 7, thí luyện chi địa chính thức chính là ở thế giới phía dưới sơn lĩnh. Phong Phi Vân vốn muốn đi sông vô lượng tháp tầng thứ 7, nhưng Tiêu Nặc Lan lại không cho hắn cơ hội này, cưỡng ép kéo lấy hắn, quay trở về tầng thứ 6. Phong Phi Vân cũng biết dùng tu vị hiện giờ của mình, sông tầng thứ 7 cũng tuyệt đối không có nửa phần kết quả, cho nên liền đành phải trở ra bên ngoài vô lượng tháp. Dù sao tương lai còn rất nhiều cơ hội, cũng không cần gấp trong nhất thời. Tiêu Nặc Lan lại biến thành một thạch đầu nhân ngẫu màu đen, chui vào trong giới linh thạch trên người Phong Phi Vân để tránh né lực lượng cấm phong của vô lượng tháp. Sau khi vô lượng cổ kính trên tấm bia đá trăm trượng mở xuống, đám tu sĩ bên ngoài liền biết rõ Phong Phi Vân rốt cục muốn đi ra, thần sắc cả đám đều chuyển động, thật giống như nghênh đón anh hùng trở về vậy. Trong vạn tượng tháp có mấy lão bất tử bối phận cao đến dọa người cũng chui ra, chính là những tồn tại cùng cấp bậc với thần vương, bọn họ đã chờ ở bên ngoài vô lượng tháp rất nhiều ngày, đều định đến đây để cướp người, mấy lão bất tử này đều đằng đằng sát khí, hung uy hách hách, ột bộ nếu ai dám đoạt với ta, lão tử liền giết người quả thật khiến nhiều người phải kinh hãi. Đúng là trời tháng 9, cuối thu khí sảng. Bên ngoài vô lượng tháp hào khí thập phần náo nhiệt, rất nhiều người đều đã vung tay vung chân, chăm chú nhìn chằm chằm cửa ra vào vô lượng tháp, chỉ cần Phong Phi Vân từ trong vô lượng tháp đi ra thì sẽ lập tức ra tay cướp người ngay. Đại lão cấp bậc lão bất tử đến đây thật sự quá nhiều, khiến vị hộ tháp lão đạo kia cảm giác áp lực rất lớn, không ngừng dùng ống tay áo sát cái trán, chậm rãi tránh lui, sợ sẽ ảnh hưởng đến người vô tội. Thần vương Long Xuyên Phượng xung trận ngựa lên trước, đứng dưới tấm bia đá trăm trượng, trên đỉnh mái tóc màu trắng mang theo phát quan màu vàng, ngọc hư trường tu, dáng người cao ngất, dày giá trị vạn kim, đai lưng cũng là do vàng ròng tạo thành, mặc một bộ áo bào màu vàng phong cách đến cực điểm, toàn thân đều váng chói, khí độ thập phần bất phàm. Đã muốn thu đồ đệ, tự nhiên phải lộ ra thể diện của mình, bằng không thì sẽ không có đồ đệ nào dám theo ngươi lăn lộn cả. Thần vương cũng đã đứng ở chỗ đó, những người lòng dạ khó lường khác tự nhiên đều lui về phía sau, không dám tranh chấp với thần vương, đây chính là một lão lừa gạt nổi danh,
không ai dám đắc tội với hắn cả. Đương nhiên cũng có mấy lão bất tử không hề sợ hãi thần vương, mấy lão bất tử này đều là tháp chủ thế hệ trước của vạn tượng tháp, chính là mấy người đứng trên đỉnh thế giới này. Hừ, Long Xuyên Phượng, người không phải đang bế quan tu luyện cửu chuyển tử sinh diệt sao, chạy đến đây làm gì, không sợ trăm năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Một lão giả mặc thái cực bát quái đạo bào đứng trên tấm bia đá trăm trượng, hắn cũng già nua đến cực điểm, trên mặt tràn đầy khe rãnh, tuổi không hề nhỏ hơn thần vương chút nào. Hắn gọi thẳng tục danh của thần vương hiển nhiên chính là nhân vật cùng thế hệ, địa vị tuyệt đối không thấp. Trong tay hắn cầm một cây phất trần trắng muốt linh quang lập lòe, trên đạo bào màu trắng lưu động lấy hào quang xanh ngọc, đỉnh đầu ngưng tụ tam hoa vân, trên lưng phát ra đại đạo bảo quang, lộ ra tiên phong đạo cốt. Đây chính là tiền tháp chủ của đạo hiệu Phù Trần Tử, ở trong vạn tượng tháp tu vị có thể được xếp vào top 5, hơn nữa hắn còn có một thân phận khó lường, chính là một trong ba vị tán nhân của đạo môn, từng khai đàn diễn giải, ngay cả rất nhiều trưởng giáo các đại tiên môn đều từng đi dự thính, ở thần tấn vương triều đạo gia chư phái luôn có được lực hiệu triệu không hề tầm thường. Ở tu tiên giới, luận lực ảnh hưởng, Phù Trần Tử thậm chí còn trên cả thần vương. Chỉ cần Phù Trần Tử nói một câu, vậy thì mấy tiên môn đỉnh tiêm ở Nam Thái Phủ, ví dụ như Thiên Nhất Tiên Môn, Tử Tiêu Động Phủ, Đại Diễn Tiên Môn, cũng không dám lại đuổi giết Phong Phi Vân nữa. Đương nhiên ở triều đình thì lực ảnh hưởng của thần vương đương nhiên mạnh hơn Phù Trần Tử nhiều rồi. Hai người này đều là nhân vật cấp đại lão, lực ảnh hưởng tuy rằng có mạnh có yếu, nhưng cái gọi là mạnh yếu, kỳ thật đều chỉ là cách nói tương đối, lực ảnh hưởng của Phù Trần Tử tại triều đình cũng rất lớn. Lực ảnh hưởng của thần vương tại tu tiên giới cũng là cấp bậc thái đầu. Phù Trần Tử, người không phải đang ở sinh tử nhai bế quan, nói muốn bế quan 300 năm sao, mới qua không đến 200 năm sao lại chạy đến đây rồi. Thần vương chố mắt nhìn, phát ra tiếng cười khanh khách. Phù Trần Tử tự nhiên chính là được hộ tháp lão đạo thông chi nên mới gấp gáp chạy đến. Người đạt tới cấp bậc như bọn hắn, đều muốn tìm được một môn nhân phù hợp truyền thừa đạo thống, dạy dỗ một thiên kiêu. Có thể lưu danh bách thế, dạy dỗ một tên ngu xuẩn, chỉ tổ để tiếng xấu muôn đời. Hai người các ngươi đều đã có truyền giáo đệ tử, càng là thân phận tháp chủ, cần gì phải tham lam như vậy, lần này để ta đi. Một lão đầu gầy luôn mang giày rơm rách nát, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước thần vương và Phù Trần Tử, ngồi trên một tảng đá. Lão nhân này tay cầm một cái mũ bện từ lá trúc, trong tay còn ôm một cái đòn gánh đào mộc, trên tóc còn có vài miếng lá cây. Hắn dùng mũ rơm trong tay nhẹ nhàng vẫy lấy, thật giống như một tiểu phu đang ngồi hóng mát dưới cây vậy. Lão gia hỏa này lộ ra một ngụm răng vàng, híp mắt cười với thần vương và Phù Trần Tử, mà hàm răng kia rõ ràng lại mất hai cái, nhìn qua có chút trống trải. Lão gia hỏa này cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó, tất cả mọi người đều không phá hiện ra hắn, thẳng đến khi hắn mở miệng nói chuyện, mọi người mới thấy hắn ở đó. Mẹ nó, Lam Mộc Tiều! Người còn có chết sao? Thần vương trực tiếp kéo đai lưng xuống, muốn đi hung hăng quất lão tiểu phu kia hai roi. Thần vương từng đánh cuộc thua lão tiểu phu này, thiếu chút nữa đã thua đến mức ngay cả quần cũng không còn, nhưng về sau mới phát giác mình đã bị lão tiểu phu này lừa gạt, đến khi muốn tìm hắn tính sổ thì lão côn đồ này lại như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một lần thất tung đã là 200 năm không thấy bóng dáng. Hôm nay rốt cục gặp lại lão tiểu phu, thần vương há có thể buông tha hắn. Vô Lượng Thiên Tôn, Lam Mộc Tiều, còn không mau trả lại linh khí thần tiêu châm của đạo môn ta lại, lão đạo hôm nay liều mạng với ngươi. Phù Trần Tử sắc mặt tái nhợt, săn ống tay áo, muốn đánh nhau một trận. Lão tiểu phu cũng từng lừa gạt hắn không nhẹ, từ trong tay hắn gạt lấy một kiện linh khí đỉnh tiêm thần tiêu châm của đạo môn, nói là trong vòng 3 ngày sẽ trở về. Kết quả là sau khi mượn đi liền 200 năm không thấy bóng dáng, quả thực khiến tóc Phù Trần Tử cũng gấp đến mức bạc trắng rồi. Lão tiểu phu cũng không phải người bình thường, chính là tháp chủ của thần thông tháp, có rất ít người biết rõ hắn đến cùng đã sống bao nhiêu tuổi, chỉ biết là 800 năm trước, hắn cũng đã là tháp chủ thần thông tháp rồi. Nghe đồn hắn còn một thân phận khác, đó chính là cung chủ đời trước của thần Linh Cung. Chỉ riêng thân phận này thôi cũng đủ hù chết một mảng lớn người rồi. Chỉ là không biết là thật hay giả, chưa từng có ai chứng thực qua, lão tiểu phu cũng chưa từng thừa nhận qua. Các ngươi bình tĩnh A-Hát, rất nhiều tiểu bối ở đây, chú ý hình tượng A-Hát. Lão tiểu phu đội mũ lại lên đầu, đặt đòn gánh lên trên vai,
khom người, cong lưng, tựa như một con chuột vậy, xíu. Yêu yêu, một tiếng liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Thần vương và phù trần tử đều vồ hụt. Chúng ta đều là người có thân phận, các ngươi cũng quá keo kiệt rồi, không phải chỉ là vài món bảo vật sao, mượn tới chơi mấy ngày thôi mà, xem các ngươi gấp đến độ nào kia. Khi lão tiểu phu lần nữa xuất hiện đã đứng ở trên tấm bia đá cao trăm trượng, khiêng đòn gánh, ghé vào trên tấm bia đá, trung thực nói với bên dưới. Chúng ta đều là người có tiết tháo, ba ngày sau khẳng định sẽ hai tay hoàn trả. Mẹ nó, lại là ba ngày. Vô lượng thiên tôn, ba ngày con em ngươi à? Thần vương và phù trần tử cũng không thể bình tĩnh được nữa, đã hoàn toàn bị lão tiểu phu chọc giận, trên người chiến khí mãnh liệt, thoáng qua đã rơi xuống trên bia đá. Nhưng lúc bọn hắn xuất hiện thì lão tiểu phu đã lại biến mất không thấy đâu nữa. Những đệ tử một đời tuổi trẻ bên dưới đều cả kinh đến ngay cả cằm cũng suýt rơi xuống đất. Ba vị này đều là nhân vật cao cấp nhất Vạn Tượng Tháp, bình thường đều được tôn kính đến cực điểm, nhưng một màn trước mắt này lại hoàn toàn phá vỡ hình tượng trong lòng bọn họ. Đặc biệt là tháp chủ thần thông tháp, lão hàng này quả thực chính là một tên côn đồ, nào giống như một nhân vật truyền kỳ chứ. Tiểu cô nương, ta thấy người cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, chính là thiên tài tu luyện trong vạn người không một, có nguyện ý theo ta tiến vào thần thông tháp, trở thành truyền nhân y bát của ta không, tương lai sẽ kế thừa vị trí tháp thủ thần thông tháp của ta. Lão tiểu phu chẳng biết lúc nào chui ra từ sau lưng tiểu tà ma, biểu lộ thần thánh, có vài phần bộ dáng như cao nhân đắc đạo. Lão tiểu phu đã đắc tội thần vương và phù trần tử không nhẹ, không muốn lại cùng bọn họ tranh giành phong phi vân, miễn cho bị quần ẩu. Vì vậy hắn liền nhắm vào tiểu tà ma. Hắn nháy mắt con ngươi, tựa như một quái thúc thúc đang lừa gạt tiểu nữ hài, không, phải là quái gia gia mới đúng. Tiểu tà ma ôm Bạch Miêu Nhi, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lão côn đồ đột nhiên xuất hiện này, bờ môi trắng nõn nà giật giật, dùng ngón tay gãi gãi lọn tóc, bộ dáng rất là đáng yêu. Hiển nhiên là còn chưa kịp phản ứng. Được rồi, nếu ngươi đã đồng ý, vậy thì hiện giờ ngươi chính là quan môn đệ tử của ta. Ngày mai ta liền truyền vị trí tháp chủ thần thông tháp cho ngươi. Lão tiểu phu sờ lên cái cằm, thần sắc cực kỳ cao ngạo nói. Tiểu tà ma há ra miệng nhỏ nhắn, không cách nào khép lại, lão côn đồ này đang lầm bầm lầu bầu gì thế. Mau theo ta đi. Lão tiểu phu thấy trên bầu trời có hai đạo quang mang bay tới, sắc mặt hơi đổi, lập tức bế tiểu tà ma đặt trên vai, liền phá không mà đi, lách mình mấy cái đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây mới là cướp người thật sự. Tên khốn này. Lúc thần vương và phù trần tử đuổi tới, lão tiểu phu đã không còn bóng dáng. Không bao lâu, Phong Phi Vân cuối cùng cũng mỏi mệt từ trong vô lượng tháp đi ra, vừa mới bước ra, còn chưa thấy rõ mặt trời ở hướng nào thì bên tai đã truyền đến một trận xé gió. Trong lòng thầm hô một tiếng hỏng bét, vừa muốn ra tay ngăn cản nhưng đã muộn, một tiếng trống vang lên, trước mắt liền tối sầm, bị người một gậy gõ cho ngã xuống đất. Trương Bá Đạo lập tức thu côn sát to như cánh tay lại, nhếch miệng cười cười, khiêng Phong Phi Vân trên vai, liền âm thầm chạy trốn khỏi đám người. Tự nhiên có người thấy được, nhưng không có ai dám mở miệng, Trương Bá Đạo chính là tháp chủ võ tháp, người cũng như tên, nổi danh hoành hành ngang ngược, sau lưng càng có thần vương làm chỗ dựa, không ai dám nhiều chuyện vào lúc này cả. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Hai đạo vầng sáng từ chân trời bay trở về. Thần vương và phù trần tử đồng thời đuổi theo lão tiểu phu, nhưng vẫn không thấy được chút bóng dáng, lão côn đồ kia thật sự như một con chuột, nhanh như chớp, chỉ một thoáng đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Phù trần huynh, xin cáo từ. Thần vương hơi quét mắt qua trong đám người, không nhìn thấy bóng dáng Trương Bá Đạo liền biết rõ đại sự đã thành, khóe miệng lộ ra một tia độ cong mịt mờ. Long huynh, chẳng lẽ định chủ động rời khỏi sao? Phù trần tử cảm thấy kinh ngạc. Một tên đồ đệ mà thôi, cần gì phải ngươi tranh ta đoạt, đây không phải là khiến bọn tiểu bối chế giễu sao? Làm người cần có khí độ a hát. Thần vương vỗ vỗ bả vai phù trần tử, đột nhiên trở nên to lớn cao ngạo hơn không ít, thần sắc cao thượng, rất có bộ dáng tiên hiền di phong, giống như một vị cổ thánh nhân không tranh danh lợi vậy. Phù trần tử khẽ nhướng mày, không chỉ có không thấy cảm động, ngược lại còn thấy có chút không ổn, sống đến tuổi như bọn hắn rồi, đều là loại cáo già cả. Long Xuyên Phượng là mặt hàng gì, hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác, không có khả năng nói ra những lời hiên ngang lẫm liệt như thế được. Chúc phù trần huynh thu được hiền đồ, tương lai trở thành một đời danh sư tu tiên giới,
trường lưu sử sách. Giờ xin cáo từ vậy. Thần vương thần sắc tiêu điều, mang theo vài phần thất lạc, sau đó biến thành một đạo cầu vồng kim sắc biến mất giữa sương mù. Hắn chạy trốn rất nhanh, sợ bị phù trần tử quấn lấy. Võ tháp, đã từng là thánh địa chiến lực đệ nhất vạn tượng tháp, chỉ tiếc trăm năm qua không còn có thiên kiêu xuất thế, đệ tử trẻ tuổi đều không có mấy người có thể sát nhập bách tháp bảng, đã dần xuống dốc, cũng không còn huy hoàng ngày xưa nữa. Tháp cao trăm tầng nguy nga mà tráng lệ, dưới ánh sáng mặt trời lưu động lấy quang mang kim loại. Nơi này từng có vô số siêu cấp cường giả xuất thế, hoành hành trong thiên địa, trong mỗi một tầng tháp cơ hồ đều có chữ khắc do tổ tiên tiền bối lưu lại, ghi lại một ít tâm đắc tu luyện, có thể nói đây tuyệt đối là một tu võ thánh địa chân chính. Phong Phi Vân sau khi bị Trương Bá Đạo đoạt về liền làm quan môn đệ tử của thần vương, trở thành sư đệ võ tháp tháp chủ, tuy rằng hắn chính là yêu ma chi tử. Nhưng có vị sư phụ thiện nghi thần vương này rồi liền không còn ai dám nói này nói kia nữa. Thẳng đến một tháng sau. Yêu ma chi tử thì làm sao? Liên quan đến con chim ngươi à, con mẹ nó ngươi còn dám nói này nói kia, có tin lão tử đánh ngươi không? Trương Bá Đạo đứng trên võ tháp, chửi ầm lên với ba người mặc quan bào bên dưới, tựa như một người đàn bà chanh chua chửi đồng lên vậy, ngay cả giày cũng cởi ra, ném tới đỉnh đầu ba người kia. Ba người mặc quan bào này lai lịch không phải chuyện đùa, chính là quan viên cấp bá tước của thần tấn vương triều, cưỡi võ báo dị thú mà đến, trong đó trong tay quan viên đứng ở trước nhất còn cầm một tấm lệnh bài, ô quang lập lòe, được chế tạo từ hắc kim. Tu vi của bọn hắn đều không đơn giản, nguyên một đám tinh thần no đủ, hai mắt như tinh thần, mặc quan bào màu xanh, eo treo ba phiến kim lân, có ba cổ khí tức không giận tự uy từ trong thân bọn hắn truyền ra. Tu sĩ cảnh giới linh dẫn bình thường cũng sẽ bị khí tức này áp bách khiến phải quỳ gối trước mặt bọn hắn. Ba đầu võ báo dị thú cao 5 mét đứng ở trên quang trường lát đá trắng bên ngoài võ tháp, trong mũi phun ra khói trắng, hiển nhiên là từ rất xa chạy đến, ngay cả dị thú cũng mệt đến ngất ngư. Ba vị quan viên mang theo thiết lệnh mà đến, đứng ở dưới võ tháp. Yêu ma chi tử chính là sứ giả của nữ ma, mà nữ ma lại đang công chiếm lãnh thổ vương triều. Chính là đại địch của thần tấn vương triều ta. Yêu ma chi tử thân phận đặc thù, chúng ta chính là phụng mệnh thái tế đại nhân đến, hy vọng thần vương nghĩ lại cho kỹ. Người đứng trước nhất trong ba quan viên tiến lên trước một bước, lấy ra lệnh bài của thái tế nâng cao trước ngực, thần khí nói. Bọn họ đều là môn nhân thái tế, ở thần tấn vương triều có năng lực hô phong hoán vũ, ngoại trừ phải khom mình hành lễ trước mặt thái tế và tần đế thì bọn hắn sẽ không cúi đầu trước bất luận người nào. Thái tế chi lệnh, ha ha, chỉ là cộng lông a hát, vậy mà cầm thái tế chi lệnh tới dọa thần vương, thực là muốn chết. Trương Bá Đạo giống lớn một tiếng, tóc trên đầu cũng dựng đứng lên, tựa như một đầu hoàng kim sư tử vậy. Ba quan viên bên dưới bị hắn giống một tiếng, chấn đến khí huyết sôi trào, ngũ tạng run run, đồng thời ra tay, từng người đánh ra chín đạo linh thông, biến thành thuật pháp hồng lưu phá được tiếng hống kia. Bất quá ba vị quan viên vẫn bị cổ lực lượng kia đánh cho phải lui về sau hơn 10 trượng, mới đứng vững được bước chân. Hừ, thần vương chẳng lẽ định không để ý đến cơ nghiệp ngàn năm của vương triều, cấu kết nữ ma, họa loạn thiên hạ sao? Lại có một quan viên lớn giọng quát một tiếng. Thần vương thân là đương triều đệ nhất vương, lẽ ra nên làm gương tốt, giao yêu ma chi tử cho chúng ta, sau khi mang về thần đô, chúng ta sẽ ở trước mặt tần đế tranh công cho thần vương. Tên còn lại nói, ba tên quan viên này đều đã có chuẩn bị, có thái tế ở sau lưng làm chỗ dựa, bọn hắn không sợ hãi, huống chi bọn hắn còn chiếm lấy chữ lý, không sợ thần vương không theo. Ba người lỗi lạc đứng ở bên dưới võ tháp, thần khí đến cực điểm, trên mặt treo nụ cười lạnh, đang chờ thần vương đáp lời. Đánh cho ta! Thần vương từ trong võ tháp đi ra, mặt không đổi sắc nói. Trương Bá Đạo cũng đã sớm muốn đánh người. Sau khi được thần vương phân phó, lập tức nhếch miệng cười cười, nhổ xuống lòng bàn tay hai bãi nước miếng, xoa xoa đôi bàn tay, liền rút ra một cây côn sắt lớn, từ trên võ tháp nhảy xuống dưới. Trông thấy Trương Bá Đạo từ trên võ tháp đằng đằng sát khí nhảy xuống, ba quan viên đều sắc mặt đại biến, không kìm được lui về sau một bước, một người trong đó duỗi ra ngón tay, run rẩy nói. Chúng ta chính là môn nhân của thái tế. Oanh! Đánh đúng là môn nhân thái tế. Trương Bá Đạo đã rơi xuống trên mặt đất, một gậy đập vào trên lưng người này, đánh bay hắn ra ngoài, lại theo chân bay đi, thừa dịp thân thể của hắn còn không chưa rơi xuống đất lập tức bồi thêm một bước,
đá vào ngay cái mông hắn. Vị quan viên cấp bậc bá tước này bị Trương Bá Đạo hung hăng giẫm nát dưới chân, mặt trực tiếp đâm vào trên đá, mũi bị đập gãy, hàm răng cũng mất đi ba cái. Trương Bá Đạo, người rõ ràng dám đánh môn nhân thái tế. Ai ôi, mặt của ta! Vị quan viên này còn chưa nói hết lời, đã bị Trương Bá Đạo một gậy đánh vào mặt, cái cằm trực tiếp chật khớp, khuôn mặt in ra một đạo côn ấn huyết hồng. Đây là Trương Bá Đạo đã lưu thủ, bằng không thì đầu hắn đã bị đập nát như dưa hấu rồi. Bành 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 bành. Phía dưới võ tháp truyền đến một hồi oanh minh, xen lẫn tiếng kêu rên của ba quan viên kia, quả thực giống như ba lão xử nữ bị một đám trâu đực trà đạp vậy, tràng diện thập phần huyết tinh, thập phần bạo lực, khiến người không đành lòng nhìn. Phong Phi Vân giờ phút này cũng đứng ở trên đỉnh võ tháp, nhìn qua cảnh tượng thê thảm bên dưới, cảm giác trên trán đổ mồ hôi lạnh, đây chính là ba tên quan viên cấp bậc bá tước, có thể so với quận chúa một quận phủ, bình thường vẫn luôn diễu võ dương oai, vô số người đều phải khúm núm quỳ rước mặt bọn họ, nhưng giờ phút này lại bị đánh đến mức khóc cha hô mẹ, đánh thành ba cái đầu heo. Thật sự là quá mãnh liệt. Vị sư huynh Trương Bá Đạo này quả thực là một mãnh nam. Thần vương mạnh mẽ, căn bản là không cần nể mặt thái tế, quan viên mà thái tế phái tới trực tiếp điên cuồng đánh cho một trận, một chút mặt mũi cũng không cho, toàn bộ thần tấn vương triều chỉ sợ khó mà tìm ra người nào dám đối địch với thái tế như thế. Sư tôn, thái tế đến cùng là người nào? Phong Phi Vân hỏi. Thần vương ánh mắt thâm thúy, cười nói. Thái tế cũng không phải người bình thường. Ở thần tấn vương triều đứng hàng tam công, luận quyền thế đứng thứ hai khắp thiên hạ, trong 18 chư thiên hầu ra, có 1/3 người đều là một tay thái tế cất nhắc lên, người nói hắn là người nào. 18 chư thiên hầu ra, chính là đại quân nắm giữ toàn bộ thần tấn vương triều, tu vị mỗi vị hầu ra đều đạt đến cấp bậc cự kình, dưới trướng có mấy ngàn vạn quân sĩ, trấn áp 18 phương vương triều, chính là nhân vật cấp bậc đại lão chính thức của thần tấn vương triều. Mà trong 18 vị chư thiên hầu gia này thậm chí có 1/3 đều là môn nhân của thái tế, cổ thế lực này, quả thực không cách nào tưởng tượng nổi, hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền hủy diệt đi gia tộc tu tiên đỉnh tiêm như Phong gia. Quan trọng nhất là thái tế còn là đương đại gia chủ của một trong tứ đại môn phiệt, Bắc Minh gia tộc. Thần vương cười lạnh nói. Bắc Minh gia tộc. Phong Phi Vân nhẹ nhàng thì thầm. Tứ đại môn phiệt của thần tấn vương triều chính là quái vật khổng lồ. Truyền thừa cổ xưa, thâm căn cố đế, nội tình hùng hậu, có thậm chí đã truyền thừa trên vạn năm, thời gian còn lâu hơn cả từ khi thần tấn vương triều lập quốc. Bất kỳ một môn phiệt nào đều có được lực lượng đủ để dung chuyển căn cơ thần tấn vương triều, cho nên coi như là tần đế cũng sẽ không dễ dàng đắc tội tứ đại môn phiệt. Nếu ví triều đình là một tòa cung điện, vậy thì tứ đại môn phiệt chính là thiên điện vây quanh ở tứ phương cung điện, bất luận toàn thiên điện nào sụp đổ thì toàn bộ cung điện đều sẽ chấn động. Thậm chí sẽ theo đó mà hư hào cực nặng. Lão hồ ly Bắc Minh mặc thủ kia chẳng qua là muốn mượn lần nữ ma náo động này để bài trừ đối lập, cất nhắc nhân mã, mở rộng thế lực và lực ảnh hưởng của mình. Người đầu tiên hắn muốn diệt chính là ta, người chẳng qua chỉ là một cái cớ để hắn ra tay thôi. Thần vương tuy rằng đã ẩn cư ở võ tháp nhiều năm, rất ít khi đi lại bên ngoài, nhưng lực ảnh hưởng của hắn ở thần tấn vương triều lại không bình thường, khiến thái tế tương đối cấp bách. Nữ ma náo động, ảnh hưởng đến toàn bộ Nam Thái Phủ, làm rối loạn bố cục thế lực khắp nơi, rất nhiều người đều đã bắt đầu lần nữa bố trí, xem đây như một cơ hội, muốn từ đó tranh giành lợi ích. Vậy phải làm sao bây giờ? Phong Phi Vân suy nghĩ sâu xa nói. Hắn nếu đã ra chiêu, ta tự nhiên cũng phải đáp trả, đã thật lâu không hành tẩu ở tu tiên giới và vương triều rồi, có lẽ có người đã sắp quên mất ta là ai rồi. Thần vương không giận tự uy. Đứng ở trên đỉnh võ tháp, như là có thể tay trích tinh thần, đỉnh thiên lập địa, uy thế như bạch hồng quán nhật, tràn ngập giữa thanh minh. Vạn tượng tháp không thuộc về bất kỳ một thế lực nào cả, chính là thánh địa học thuật thiên hạ, cơ hồ toàn bộ tê thiên tài các thế lực lớn khắp thần tấn vương triều đều đến vạn tượng tháp tu luyện. Võ tháp chính là nơi cường giả qua lại ya, hôm nay các cao thủ đứng đầu thần tấn vương triều có không ít đều từng tu luyện ở võ tháp, chính là môn nhân của võ tháp. Thế lực mà những người này nắm giữ to lớn, kinh khủng đến cỡ nào chứ? Tuy rằng hôm nay bọn hắn đã ra hỏi võ tháp, đã trở thành hùng chủ một phương, nhưng lại đều coi thần vương như ân sư, trong đó càng có không ít người từng chịu ân huệ của thần vương, chỉ cần thần vương nói một câu, những người này đều không chút do dự cam tâm tình nguyện đầu rơi máu chảy. Phong Phi Vân biết rõ tu vi mình hiện tại còn quá thấp,
đối với những tu tiên giới đại lão chính thức này mà nói, hắn chẳng qua chỉ là một con tôm nhỏ, cơ hồ không có chút sức nặng nào cả, thậm chí ngay cả quyền lên tiếng cũng không có. Hiện giờ duy nhất cần phải làm là không ngừng tăng lên tu vi của mình. Lại ở trong võ tháp tu luyện gần nửa tháng, chủ nhân thần bí kia lần nữa tìm tới hắn. Từ khi tiến vào võ tháp thì thần bí chủ nhân kia liền chưa từng xuất hiện qua, rất hiển nhiên là sợ bị thần vương và Trương Bá Đạo phát hiện. Hôm nay Phong Phi Vân một mình một người ngồi ở trên đỉnh núi Ngộ Đạo, tu luyện bát thuật quyển, hắn liền xuất hiện. Hắn cũng không phải là chân thân hàng lâm. Xíu, yêu yêu. Có một đoàn hỏa diễm đỏ thấm từ phía trên bay tới, tựa như một mảnh mây tàn huyết hồng, bên trong bao vây lấy một quả phi phù xanh ngọc. Tối nay thiên tài biệt viện quần hùng lại tụ họp, có một kiện thần bí lễ vật muốn tặng, cam đoan Phong huynh sẽ rất muốn nhận lấy. Mong Phong huynh đến dự đúng giờ. Trên ngọc phi phù viết một hàng chữ như vậy. Phong Phi Vân đem ngọc phi phù cho bóp vỡ, ánh mắt nhìn xa chân trời, lông mày lần nữa nhíu. Trên cổ tay mang theo huyết cấm huyền trạc, tự do cũng bị tước đoạt, chỉ có thể mặc người bài bố, loại cảm giác này khiến Phong Phi Vân thập phần khó chịu, nhưng trước khi gỡ huyết cấm huyền trạc xuống, vẫn không thể không đến dự tiệc. Thiên tài biệt phủ ở ngay tại Vạn Tượng Tập. Vạn Tượng Tập chính là một phiên chợ cho tu luyện giả ở bên ngoài Vạn Tượng Tháp. Rất nhiều đệ tử Vạn Tượng Tháp đều đến Vạn Tượng Tập giao dịch hàng hóa, mua bán linh bảo, đương nhiên phàm là tu sĩ muốn khảo hạch tiến vào Vạn Tượng Tháp phần lớn đều trước tiên dừng chân ở nơi này. Vô tận 5 tháng qua đi, Vạn Tượng Tập không ngừng phát triển lớn mạnh, đã đủ để dung nạp trăm vạn người, giống như một mảnh thành vực vậy. Đêm xuống, Vạn Tượng Tập trở nên đặc biệt náo nhiệt, có một chiếc linh đăng nhỏ lơ lửng trên đường phố, chiếu cho cả phiên chợ trở nên sáng trưng. Yêu ma chi tử kia thật sự làm được, vậy mà dùng nghịch thiên chi tư xâm nhập vào vô lượng tháp tầng thứ 7, trở thành truyền nhân thần vương, danh chấn thiên hạ, rất nhiều vương giả một đời tuổi trẻ đều đã coi hắn như đối thủ cạnh tranh của mình. Có mấy loại người hung ác đã lên tiếng, muốn triệt để đánh bại hắn, dẫm lên thi cốt hắn để đạp vào đỉnh phong chi lộ. Sóng gió lần này thật sự không nhỏ, trên bách tháp bảng có mấy nghịch thiên tài tuấn vốn đang bế quan nghe nói việc này, cũng đã xuất quan. Cho rằng yêu ma chi tử chỉ là nhờ vận khí tốt mà thôi, luận thiên phú, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Đi trên con đường đá xanh của Vạn Tượng Tập, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng nghị luận, rất nhiều đều là về Phong Phi Vân và Tiểu Tà Ma, đương nhiên Phong Phi Vân còn nghe được một tin tức không tốt. Nghe nói trước đó vài ngày tinh hà nghịch chuyển, thiên địa tinh tượng phát sinh đại biến, hiện ra tinh tượng, quần long phệ thiên, thái vi thủ tâm, thái tế đại nhân suốt đêm tiến cung, gặp mặt tần đế. Công bố đây chính là đại hung hiện ra, trong tương lai không lâu sau, toàn bộ thần tấn vương triều sẽ phát sinh biến hóa kinh thiên. Phong Phi Vân cũng hiểu được quan tinh chi thuật, đã sớm phát giác được tinh tượng đang nghịch chuyển, số mệnh toàn bộ thần tấn vương triều đều trở nên quỷ dị khó lường, trong tương lai không lâu sau, có lẽ thật sự sẽ xuất hiện một đại thế quần hùng cùng khởi, chiến hỏa sẽ lan tràn khắp toàn bộ vương triều. Rốt cục đi tới thiên tài biệt phủ. Ngưu Nô đã từng tiếp dẫn Phong Phi Vân đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Phong Phi Vân hắn lập tức liền khom mình hành lễ, so với lần trước càng thêm cung kính, nói. Bái kiến Phong công tử. Phong Phi Vân nói. Tiệc rượu đã bắt đầu chưa? Phong công tử còn chưa đến, tiệc rượu tự nhiên không có khả năng bắt đầu. Ngưu Nô cười nói. Phong Phi Vân biết rõ thần bí chủ nhân nhất định là có một đại âm mưu, muốn lợi dụng mình cho nên mới đối tốt với mình như vậy. Lúc mình không còn giá trị lợi dụng nữa thì ở trước mặt hắn cái gì cũng không phải. Theo Ngưu Nô cùng nhau tiến nhập thiên tài biệt viện, khiến Phong Phi Vân kinh ngạc chính là, ngoại trừ trước những nhân kiệt lần trước đã đến kia, vậy mà lại có thêm một ít khuôn mặt mới, trong đó có mấy người càng là khí độ bất phàm, đỉnh đầu có long hổ khí tượng, tu vị thâm bất khả chắc. Trong đó có hai gương mặt quen thuộc, ở diễn võ chiến tháp từng đứng ra lấy lòng Phong Phi Vân, đưa cho hắn linh đan chữa thương và cây xương bồ. Phong huynh diễn võ chiến tháp năm chiến năm thắng, tư thế oai hùng, lúc ấy ta đã đoán được, Phong huynh không lâu sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Hai tháng qua đi, gặp lại Phong huynh nay đã trở thành chuyên nhân thần vương, thật sự là một chuyện đáng chúc mừng. Con trai trưởng của Hổ Thiên Hầu đi tới, mời Phong Phi Vân một ly rượu, kéo hắn tới vị trí cạnh mình ngồi xuống. Hổ Thiên Hầu chính là một trong 18 chư thiên hầu gia, con trai trưởng Hổ Thiên Hầu cũng chính là người thừa kế thiên hầu. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho ý chí của Hổ Thiên Hầu Phủ, hắn rất hiển nhiên là đang muốn lôi kéo Phong Phi Vân.
Người này tu vị cực cao, đã nội liếm linh khí toàn thân vào trong đan điền, chỉ có trong đôi mắt là mang theo vầng sáng khiếp người, tu vi của hắn đã đạt đến thần cơ đại viên mãn. Phong Phi Vân đã từng xem qua Bách Tháp bảng, con trai trưởng Hổ Thiên Hầu bài danh top 50 trên đó. Cố Thanh tu luyện ra 8 đạo thần thức cũng chỉ có thể bài danh thứ 278 trên Bách Tháp bảng, đã được xưng là đệ nhất nhân dưới thần cơ đại viên mãn. Bởi vậy có thể thấy được top 50 Bách Tháp bảng đều là nhân vật đứng đầu chính thức trong một đời tuổi trẻ. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu nhiều lần lấy lòng, càng tặng một viên nhị phẩm linh đan cho Phong Phi Vân chữa thương, Phong Phi Vân cũng không nên cự tuyệt hảo ý của hắn, liền nhận lấy chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Chúc mừng, Phong Huynh, chúc mừng, Phong Huynh. Thần Vương tổng cộng cũng chỉ thu qua 2 đệ tử là Tháp Chủ Võ Tháp và Phong Huynh, trăm năm sau. Phong Huynh sợ rằng sẽ có cơ hội kế thừa vương tước của Thần Vương rồi. Tam Vương Tử Đại Thực Quốc, đầu đội xích long quan, mặc tử long bào, cũng bưng một chém rượu thanh đồng tới mời rượu. Tam Vương Tử Đại Thực Quốc đã từng đưa qua một cây xương bồ 800 năm cho Phong Phi Vân, đã sớm muốn kết giao với hắn. Tam Vương Tử nói đùa rồi, vương tước của Thần Vương tự nhiên nên do hậu nhân của Thần Vương kế thừa, có xoay chuyển thế nào cũng không tới phiên ta được. Phong Phi Vân cười nói, vương tước của Thần Vương cũng không phải bình thường, ở Thần Tấn Vương triều chính là một mặt cờ xí, có thể quang minh chính đại thỉnh động tiên hiền của hoàng tộc tổ địa, Thanh Quân Trắc, Chu Hôn Quân. Trong 18 chư thiên hầu ra có 3 vị đều là trực tiếp nghe lệnh Thần Vương mỗi một thời đại, tam đại thiên hầu, nắm giữ hơn 1 tỷ quân đội, ngay cả Tần Đế cũng không có quyền điều động, cổ lực lượng này mới thật sự là có thể uy chấn thiên hạ. Đây cũng là nhân vì sao Thái Tế coi Thần Vương như mối họa tâm phúc lớn nhân, tìm cách muốn suy yếu lực lượng Thần Vương, thậm chí diệt trừ Thần Vương. Thần Vương càng có đất phong, tổng cộng nhiều đến 5 quận. Có thể nói, sự tồn tại của Thần Vương vừa phụ trợ Tần Đế an thiên hạ, cũng phụ trách giám sát Tần Đế, nếu Tần Đế đời đó là hôn quân, Thần Vương có quyền phế bỏ, trọng lập Tân Đế. Thần Vương không có hậu nhân a. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu thấp giọng nói bên tai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân sau khi nghe thế liền có chút trầm xuống, tiếp theo liền vừa cười nói. Cho dù Thần Vương không có hậu nhân thì người thừa kế vương tước cũng không có khả năng rơi vào tay một người khác họ như ta được. Quyền lợi mà Thần Vương nắm giữ thật sự quá lớn, chính là thủ hộ thần của hoàng tộc, cũng là một lá bài tẩy cuối cùng của hoàng tộc, có thể điều động một nửa lực lượng hoàng tộc. Không có khả năng phó thác của lực lượng này vào tay người khác họ được, ít nhất Phong Phi Vân cho rằng như vậy. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu lắc đầu, nói. Thần Vương mỗi một thời đại đều là do Thần Vương đời trước chọn lựa, sau đó đưa đến hoàng tộc tổ địa, chỉ cần có thể qua được cửa các vị tiên hiền hoàng tộc thì dù là khác họ, cũng có thể được phong làm Thần Vương. Trong lịch sử từng xuất hiện qua 2 vị dị họ Vương, đều là vì Thần Vương không hậu nhân. Mới từ trong số các đệ tử kiệt xuất nhất lựa chọn ra người thừa kế. Tam Hoàng Tử Đại Thực Quốc ngồi xuống cạnh Phong Phi Vân, lặng lẽ nói. Khác họ cũng có thể phong Thần Vương, chỉ có điều, Thần Vương đời sau nhất định phải lựa chọn từ trong hoàng tộc. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu vừa cười vừa nói. Phong Phi Vân ngón tay khẽ vuốt trên chén rượu, lâm vào trầm tư. Thần Vương không hậu nhân, môn hạ thân truyền đệ tử cũng chỉ có Võ Tháp Tháp Chủ và Phong Huynh thôi. Nếu thật sự muốn từ trong 2 người chọn ra một người thừa kế Thần Vương, rất hiển nhiên Phong Huynh chính là nhân tuyển tốt nhớ TS. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu lại nâng chén kính. Ha ha, 2 người chúng ta cũng nghe nói Phong Huynh sẽ tới, cho nên mới đến đây dự tiệc, bằng không chủ nhân nơi này cũng không mời được bọn ta. Tam Hoàng Tử Đại Thực Quốc cũng là nhân kiệt đỉnh tiêm bài danh top 50 trên Bách Tháp bảng, chính là một vị nghịch thiên tài tuấn. Không chỉ là Tam Hoàng Tử Đại Thực Quốc và con trai trưởng Hổ Thiên Hầu đã coi Phong Phi Vân như người thừa kế tương lai Thần Vương Vương Tước, ở đây có rất nhiều người đều có cùng cách nghĩ với vì bọn họ, lại có mấy nhân vật cấp bậc thiếu chủ các tiên môn tới mời rượu, Phong Phi Vân đều mỉm cười uống xuống, cùng những người này trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Hừ, chẳng qua là vận khí tốt thôi, vạn tượng tháp người thiên tư cao hơn hắn, tu vị mạnh hơn hắn có cả một bó to. Một thanh âm không hài hòa vang lên. Không hề hạ giọng, mặc dù không chỉ tên điểm họ nhưng mọi người đều biết hắn đang nói ai. Bất quả chỉ là một tên bị gia tộc bỏ rơi thôi, nếu vận khí ta tốt một chút thì cũng có thể xông vào vô lượng tháp tầng thứ 7, có gì đâu chứ. Rất nhiều người đều cảm giác được hào khí được không đúng, tự giác vọt sang một bên, cả thiên tài biệt phủ đều an tĩnh hơn không ít.
Phong Phi Vân mỉm cười uống rượu, có chút liếc qua, chỉ thấy trong cung điện bên kia có hai nam tử mặc cẩm y ngồi đối diện nhau, một người trong đó chính là Bắc Minh Đường. Sau lưng hai người này vây quanh mấy lão giả, đều tu sĩ tu vị cao tuyệt. Bắc Minh Đường cùng và nam tử cẩm y kia ngồi đối diện nhau đối ẩm, chuyện trò vui vẻ, Bắc Minh Đường coi như chỗ không người, lại nói. Nghe nói Tần Đế đã chuyển hạ ý chỉ, mệnh lệnh ba vị thiên hầu, xuất lĩnh 100 triệu thần vũ quân, muốn tiêu diệt nữ ma, quét sạch Nam Thái Phủ, cũng không biết tay sai nữ ma có nằm trong danh sách bị tiêu diệt không đây. Bắc Minh Đường cũng đã nói đến đây rồi, quả thực là đang cố ý đang gây hấn, tất cả mọi người đều rõ ràng đối tượng mà hắn muốn công kích. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu hai mắt trầm xuống, bỗng nhiên đứng dậy, nhưng lại bị Phong Phi Vân kéo cánh tay lại, kéo hắn ngồi lại xuống ghế. Bắc Minh huynh, đây là đang nói ai thế? Phong Phi Vân ra vẻ không biết dò hỏi. Thần bí chủ nhân còn chưa tới, trong thiên tài biệt phủ đã tràn ngập một cổ mùi thuốc súng, người trẻ tuổi bên người có mấy tu sĩ tu vị thâm bất khả trắc kia trên mặt vui vẻ, lẳng lặng nhìn chuyện tiếp tục phát triển. Ai ôi, đây không phải là truyền nhân thần vương sao? Phong huynh, thật sự là thất kính, thất kính. Bắc Minh Đường căn bản không liếc nhìn Phong Phi Vân, bưng chén rượu âm dương quái khí kêu lên một tiếng. Nam tử ngồi ở đối diện Bắc Minh Đường có chút quay đầu, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân. Hai mắt hắn có chút hiu dị, đồng tử lộ ra màu đỏ tím, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, rượu trong chén rượu trong tay Phong Phi Vân đã kết thành khối băng, toát ra một tia hàn khí. Phong Phi Vân trong lòng hơi kinh hãi, không khỏi hướng nhìn thoáng qua cẩm y nam tử kia, nhưng cẩm y nam tử này cũng đã quay đầu đi, tiếp tục uống rượu. Khóe miệng Bắc Minh Đường có chút nhếch lên, cười lạnh nói. Phong huynh mới chỉ là thần cơ đỉnh phong đã xông đã đến vô lượng tháp tầng thứ 7, quả thực để khiến ta cực kỳ bội phục, cũng không biết Phong huynh đến cùng có phải dựa vào bản lĩnh thật sự không. Bắc Minh Đường xông 6 lần, ngay cả vô lượng tháp tầng thứ 5 cũng không xông qua, mà Phong Phi Vân chỉ một lần đã xông đến tầng thứ 7, lòng hắn sao có thể không ghen ghét cho được. Quan trọng nhất là, sức nặng của Phong Phi Vân ở trong lòng thần bí chủ nhân lại tăng thêm một phần, cái này khiến hắn càng thêm ghen ghét. Bản lĩnh thật sự. Giữa hai ngón tay Phong Phi Vân có một cổ hỏa diễm chi lực vô tung vô ảnh truyền vào trong chén rượu, rượu băng chợt hòa tan, sau đó liền uống một hơi cạn sạch chén rượu đó. Bắc Minh Đường bỗng nhiên đứng dậy, có Bắc Minh hàn khí lưu chuyển toàn thân, khí vũ hiên ngang nói. Nếu không phải sử dụng linh khí, bản lĩnh thật sự của ngươi chưa hẳn đã mạnh bằng ta. Bắc Minh Đường từng thua ở trong tay Phong Phi Vân. Nhưng hắn cho rằng đó là Phong Phi Vân mượn nhờ linh khí chi uy, mới đánh bại hắn, luận tu vị hắn chưa hẳn kém hơn Phong Phi Vân. Bắc Minh Đường xông vào vô lượng tháp tầng thứ 5, cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, hôm nay cũng là cảnh giới thần cơ đỉnh phong, tu luyện ra 7 đạo thần thức, tu vị quả thật không hề yếu hơi Phong Phi Vân. Nếu ngươi muốn chiến, ta một tay phụng bồi, tuyệt không sử dụng linh khí. Phong Phi Vân ngồi ở chỗ kia, khoan thai uống rượu, thản nhiên nói. Mọi người đều kinh hãi, Phong Phi Vân vậy mà nói ra lời này, một tay nghênh chiến Bắc Minh Đường, tu vị hai người chỉ sàn sàn nhau, thắng bại còn rất khó nói, Phong Phi Vân có phải đã có chút vô lễ rồi không? Có người muốn thay Phong Phi Vân xuất chiến, nhưng đều bị Phong Phi Vân từ chối nhã nhặn. Thật sự quá cuồng vọng rồi. Bắc Minh Đường hừ lạnh một tiếng. Phong Phi Vân nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn ngươi. Ta cho dù ngồi ở chỗ này, một tay cũng có thể đánh bại ngươi. Phong Phi Vân mặt không đổi sắc nói. Đáng giận. Phong Phi Vân lời này khiến Bắc Minh Đường tức giận, không hề do dự, trong thân thể có 9 đạo Bắc Minh hàn khí thanh sắc lao ra, hình như thứ long, động như thần hà, đồng thời đánh tới Phong Phi Vân. Những thiên tài tuấn kiệt trong cung điện đều lui về phía sau, từng người vận khởi hộ thể thần quang, lại liên thủ bố trí cấm phong đại trận, kiềm hãm sóng chiến đấu cuồng bạo vào trong khu vực trung ương. Đây chính là tiệc rượu của thần bí chủ nhân, tất cả mọi người không muốn hủy diệt đi thiên tài biệt viện, chọc giận tới vị thần bí chủ nhân kia cũng không có chỗ tốt gì cả. Phong Phi Vân tựu như bàn thạch ngồi trên mặt ghế, một đạo linh khí bay thẳng cánh tay, từ nơi ngón tay điểm ra một đạo vầng sáng màu đen, phá tan tất cả Bắc Minh hàn khí. Tu vị đạt tới thần cơ đỉnh phong, uy lực của hắc thủy thuật càng mạnh hơn nữa, có thể đơn giản điều động trong hơi nước không khí hóa cho mình dùng. Bá. Bên hông Bắc Minh Đường lao ra một đạo kiếm quang, một thanh bạch ngọc bảo kiếm liền bay vào trong tay của hắn,
đây là một kiện chuẩn linh khí, trình độ cứng rắn của chất liệu đã có thể so với linh khí, chỉ là con thân kiếm còn chưa thai nghén ra linh tính ra, uy lực kém xa linh khí cả xa vạn dặm, nhưng so với bảo khí đỉnh tiêm lại cường đại hơn không ít. Bắc Minh Đường từng ở tại đạo môn tu luyện qua mấy chiêu kiếm quyết trên kiếm điển, mỗi một chiêu đều là chiêu số cấp bậc tuyệt học, hắn giờ phút này liền đánh ra một chiêu kiếm quyết. Một kiếm xuất, thiên địa băng. 76 đạo kiếm khí liền như thực chất xuyên qua chung quanh thân thể hắn, bạch kiếm như rồng, sắc bén mà thần thánh, hắn thật giống như hóa thân thành một vị tuyệt thế kiếm tiên, nương theo gió mà đến vậy. Một chiêu này chính là chiêu số trên kiếm điển, Bắc Minh Đường đã lĩnh ngộ được một hai phần chân đế, đủ để nghịch thiên phạt tiên. Phong Phi Vân vẫn ngồi ở chỗ kia, ngón tay sờ lên bên hông, có vầng sáng hiển hiện trên giới linh thạch bên hông, một thanh cự đao bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Không hề hoa mỹ bổ ra một đao, đao lãng như trường hà, lập tức chém nát thiên kiếm đầy trời. Đây là một thanh cự đại đá trắng dài chừng hơn 7 mét, rộng như ván cửa, nặng đến 35.000 cân, so với thân thể Phong Phi Vân cũng phải lớn hơn gấp bội, nắm trong tay, khí phách lộ ra ngoài. Một thanh bạch thạch cự đao này cũng không tính là linh khí, giống như là đao do bạch thạch đúc thành vậy, chất phác và đôn hậu. Kiếm khí trên người Bắc Minh Đường không suy. Bạch Ngọc Bảo kiếm trong tay trực tiếp bay ra ngoài, chính là một chiêu ngự kiếm thần quyết, cũng là chiêu số trên kiếm điển. Bảo kiếm kéo lấy cái chuôi bạch quang dài 3 xích, phát ra tiếng kêu gào chói tai, một kiếm phá không mà đến. Oanh! Phong Phi Vân xoay cự đao trong tay hai vòng như quạt gió, lần nữa chém xuống một đao, trực tiếp đánh bay thanh Bạch Ngọc Bảo kiếm cấp bậc chuẩn linh khí này ra ngoài, ngược lại cắm ở trên vách tường. Trên mặt đất, có một đạo trường ngấn bị đao khí chạm liệt. Sàn nhà nhao nhao vỡ ra. Bành! Đao khí rầm rộ trực tiếp chém lên ngực Bắc Minh Đường, may mắn hắn sớm đã vận chuyển Bắc Minh thần công, khiến Bắc Minh huyền băng khải bao phủ toàn thân, bằng không thì một đao kia đã có thể trọng thương hắn rồi. Đây là đao gì, sao lại đáng sợ như thế, lại có thể hời hợt phá vỡ kiếm quyết trên kiếm điển. Mỗi người đều có thể nhìn ra, bạch thạch cự đao trong tay Phong Phi Vân chính là chất phác tự nhiên, cũng chưa từng tế luyện qua. Cũng không tính là linh khí, không phải linh khí nhưng uy lực tựa hồ còn mạnh hơn cả linh khí. Phong Phi Vân hoành đao mà ngồi, cười nói. Ta cho dù ngồi, chỉ dùng một tay, người cũng không phải đối thủ của ta. Bắc Minh Đường không phục, mặc Bắc Minh huyền băng khải, lực phòng ngự hắn đã là đệ nhất cùng cảnh giới, xem như dựng ở thế bất bại, đã như vậy còn gì phải sợ. Trên bàn tay Bắc Minh Đường tràn đầy Bắc Minh hàn khí, khiến không khí cũng bỗng dưng hạ nhiệt độ. Chung quanh thân thể có băng hoa bay múa, liên tiếp đánh ra chín trưởng, hàn khí kia càng ngày càng khủng bố, giống như có vô số lưỡi đao bay lượn trong không khí vậy. Trên bạch thạch cự đao trong tay Phong Phi Vân cũng phủ lên một tầng băng cứng dày đặc, trên cánh tay và ống tay áo có xương lạnh ngưng tụ, có từng mảnh băng hoa đập vào mặt, hàn thấu nhân tâm. Đây mới thực là Bắc Minh thần công, truyền thừa điển tịch của Bắc Minh gia. Nghe đồn Bắc Minh gia từng có cao thủ cấp bậc thi triển công pháp này. Khiến phạm vi ngàn dặm tháng 6 tuyết rơi. Cổ hàn khí này khiến mặt đất biến thành mặt băng, chín đạo hàn khí trưởng ấn kia càng thêm đáng sợ, lạnh đế thấu xương, chín tiếng nổ vang không dứt bên tai. Bành, 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 bành. Phong Phi Vân chậm rãi tay lên, nhấc bạch thạch cự đao lên, một tiếng long ngâm trầm thấp từ trên thân đao truyền ra. Nếu là người có nhãn lực tốt thì liền sẽ phát hiện ra trên bạch thạch cự đao có long văn nhàn nhạt đang lưu động, phát ra một tầng thiền quang màu trắng. Chỉ có mấy tuổi trẻ tài tuấn tu vi cao thâm đã nghe được tiếng long ngâm trầm thấp kia, sắc mặt đều hơi khẽ biến đổi. Long hoàng nhất đao sát. Trong miệng Phong Phi Vân đọc ra một câu như vậy. Một đao rơi xuống, một đầu long ảnh màu trắng từ trong thân đao bay ra, uốn lượn gào thét, giống như lưỡi đao, lại như long. Chín đạo trưởng ấn liền như tờ giấy, bị đơn giản chảm phá, long ảnh đao khí rơi xuống đỉnh đầu Bắc Minh Đường, một cổ lực lượng rung động nhân tâm trực tiếp áp bách khiến hai chân Bắc Minh Đường run lên, thiếu chút nữa đã quỳ trên mặt đất. Đao khí còn chưa chém trúng thân thể, trong thân thể đã nổi lên khiếp đảm phát ra từ sâu trong lòng, có một cổ hàn khí từ lòng bàn chân chạy lên tới cột sống, sau đó xông vào sau ót. Đây là một loại hoàng giả chi khí. Răng rắc. Bắc Minh huyền băng khải cực kỳ cứng rắn lại bị long hình đao khí cho bổ ra một đạo vết rách, phát ra thanh âm khiến Bắc Minh Đường nội tâm run rẩy, không có khả năng, không có khả năng, Phong Phi Vân dùng linh khí cũng không thể công phá Bắc Minh huyền băng khải,
một đạo đao khí sao lại hung hãn như thế được? Bắc Minh Đường cảm giác cách tử vong càng ngày càng gần. Ngươi dám? Mấy lão giả vốn canh giữ ở sau lưng Bắc Minh Đường giết tới ra tay ngăn cản Phong Phi Vân. Trong đó có hai lão giả đều là thần cơ đỉnh phong, tu luyện ra chín đạo thần thức, còn có một người càng đạt tới cảnh giới thần cơ đại viên mãn, đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Bắc Minh gia tộc quả nhiên không hổ là một trong tứ đại môn phiệt, cao thủ vậy mà nhiều như vậy, hôm nay liền tàn sát hai tên thử xem. Long Hoàng nhất đao sát. Phong Phi Vân trở tay bổ ra một đạo, lại là một đạo bạch long đao khí bay ra, tựu như thiên hà hoành tinh không, chém ngang một lão giả trong đó thành hai đoạn. Phốc! Máu tươi nhuộm đao sắc, máu chảy khắp đầy đất. Lão giả này đã tu luyện ra chín đạo thần thức, dưới thần cơ đại viên mãn có thể nói là vô địch, nhưng lại không ngăn được một đao của Phong Phi Vân, bảy đạo linh thông hắn đánh ra đều bị long hình đao khí đơn giản chém vỡ. Một đao kia như có thể phá tận vạn pháp thế gian, khiếp sợ toàn trường. Con trai trưởng và Hổ Thiên Hầu và Tam Vương Tử Đại Thực Quốc liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nói, Long Hoàng đao quyết. Phong Phi Vân vậy mà tu luyện chí cao điển tịch mà chỉ hoàng tộc mới có thể tu luyện, Long Hoàng đao quyết, đây tuyệt đối là một tin tức khiếp sợ thiên hạ, một khi truyền đi, toàn bộ thần tấn vương triều đều sẽ phải chấn động. Rất hiển nhiên Long Hoàng đao quyết của Phong Phi Vân chính là do thần vương truyền lại. Thần vương có mục đích gì, vừa nhìn đã hiểu ngay, cái này là muốn bồi dưỡng Phong Phi Vân trở thành thần vương đời sau, bằng không thì không có khả năng truyền Long Hoàng đao quyết cho hắn được. Đây chính là điển tịch chỉ có đệ tử hoàng tộc mới có thể tu luyện. Có thể xuất hiện ở thiên tài biệt phủ ai mà không phải là dòng nhân, sau khi khám phá ra đao pháp của Phong Phi Vân thì đồng thời đều chấn động không nhẹ, có người đã lặng lẽ chạy ra thiên tài biệt phủ, muốn truyền tin tức kinh thiên động địa này ra ngoài. Thần vương đã chọn ra người rồi sao? Hiện giờ ánh mắt tất cả mọi người nhìn Phong Phi Vân đều có chút không giống với lúc trước, ngay khi hắn dùng ra Long Hoàng đao quyết thì đã in dấu lên tiêu chí thần vương tương lai, sẽ trở thành nhân vật cấp bậc bá chủ của thần tấn vương triều trong tương lai. Phong Phi Vân giờ phút này lại không biết chấn động do mình tạo thành lớn thế nào, hơn một tháng qua hắn luôn đi theo thần vương tu luyện đao quyết, hôm nay cũng đã tu luyện thành chiêu thứ nhất Long Hoàng nhất đao sát được ba phần chân tủy. Nhưng còn chưa thành thạo lắm, vừa vặn định mang mấy tên cao thủ Bắc Minh gia tộc này ra để thử đao. Phốc! Lão giả thần cơ đỉnh phong thứ hai bị một đao chém nát, miệng vết thương hình thành, một đao chém đôi thân thể, từ vị trí vai phải một mực bổ tới vị trí nách trái, huyết tuyền từ trong thân thể tuôn ra, tung tóe đầy người Bắc Minh Đường cách đó không xa. Chỉ trong hai cái chớp mắt ngắn ngủi, liền có hai gã cao thủ bị mất mạng, đều là thần cơ đỉnh phong tu luyện ra chín đạo thần thức. Mà Phong Phi Vân lại vẫn vững vàng ngồi trên mặt ghê, một tay để đao, Phong Khinh Vân đảm, chiến lực như vậy thật sự có chút nghe rợn cả người. Quá lớn mật, giết người Bắc Minh gia tộc ta, nhất định phải đền mạng. Vị lão giả cảnh giới thần cơ đại viên mãn kia hồn hển, thậm chí có người dám công nhiên đổ sát cao thủ Bắc Minh gia tộc, quả thực là quá không để tứ đại môn phiệt vào mắt rồi. Hắn thi triển tuyệt học linh thông, dùng thổ thạch ngưng cổ đỉnh, liên tiếp tế ra 10 cái cổ đỉnh. Mỗi một cái đều cao ba trượng, lơ lửng trong không khí, bộc phát ra hào quang màu tím, lưu động lấy quang mang như kim loại. Tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn không phải chuyện đùa, không phải thần cơ đỉnh phong có thể so sánh được, 10 cái cổ đỉnh tuy là do thổ thạch ngưng tụ thành, nhưng lại như do tử thiết tế luyện mà thành, chiếm cứ gần một nửa không gian nơi này. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được một cổ lực lượng đại khí huy hoàng nhét đầy thiên địa, chỉ có thể ngạnh kháng, không cách nào đào thoát. Long Hoàng nhất đao sát. Long Hoàng nhất đao sát. Long Hoàng nhất đao sát. Phong Phi Vân dùng hết khí lực toàn thân, trên người linh mang nổ bắn ra, liên tiếp bổ ra 10 đao, 10 đầu trường không màu trắng từ giữa lưỡi đao bay ra, chém cho 10 cái đại đỉnh kia thành cặn bã, một lần nữa biến thành thổ thạch. 10 âm thanh bạo liệt vang lên, cổ đỉnh nát bấy, hóa thành bùn đất màu vàng. 10 đạo bạch long hội tụ. Đồng thời chém tới vị lão giả cảnh giới thần cơ đại viên mãn, Long Hoàng đao quyết không thể đỡ, trên đó ngưng tụ hoàng giả chi khí ở giữa thiên địa, bá đạo khiếp người. Bành, 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 bành. Vị lão giả cảnh giới thần cơ đại viên mãn kia sắc mặt đại biến, trong tay không ngừng đánh ra linh thông đẹp mắt, liên tiếp lui về phía sau, nhưng tất cả linh thông đều không thể ngăn trở 10 đạo đao khí. Đao thứ 10 đã phá vỡ linh thông thuật pháp của hắn, một đao bổ vào trên ngực hắn.
xương sườn trên lồng ngực đều đứt gãy, ngũ tạng đều bị đao khí chấn nát, thân thể biến thành một đống thịt nhão ngang dọc trên mặt đất, thi thể nằm trong vũng máu. Ông trời, y ngắn. Vậy mà, thậm chí ngay cả tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn cũng chết dưới đao của Phong Phi Vân. Long hoàng đao quyết quả thực không thể đỡ. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt, hắn vẫn còn vững vàng ngồi trên mặt ghế, chưa bao giờ di động qua một bước, nhưng ba vị cao thủ thế hệ trước lại máu tươi ba bước. Bắc Minh Đường kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, đặc biệt là trông thấy ba bộ tử thi trên mặt đất, trong lòng càng thêm phát run, Phong Phi Vân vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Chợt, hắn cảm giác được một cổ tử vong chi khí đánh úp lại, Phong Phi Vân lại nhấc đao, một đao chém tới hắn. Đây là muốn lấy tính mệnh của hắn. Không, ta quyết không thể chết. Bắc Minh Đường trong lòng hò hét như thế, lần nữa ngưng tụ Bắc Minh Hàn khí, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Phốc! Bắc Minh Hàn khí căn bản không ngăn được long hình đao khí, Bắc Minh Hàn băng khải cũng bị đánh nát. Đường huynh ta chính là một trong bát đại thiên tài cấp bậc sử thi, Bắc Minh Bại Thiên, ngươi không thể giết ta. Trong lòng Bắc Minh Đường sinh ra cảm xúc không thể ngăn cản, gào rú một tiếng. Giết đúng là ngươi. Một đao vừa rồi đã phá vỡ Bắc Minh Huyền băng khải, đao thứ hai liền muốn Bắc Minh Đường nuốt hận tại đây. Hừ, yêu ma chi tử thật sự cuồng vọng, thậm chí ngay cả người trong tứ đại môn phiệt chúng ta cũng dám giết, hôm nay nếu không giáo huấn ngươi một chút. Tương lai chẳng phải người nào cũng dám đụng đến người tứ đại môn phiệt chúng ta sao? Nam tử một mực ngồi ở bên cạnh kia bỗng nhiên đứng dậy, thân thể tựa như u linh, lướt ngang ba trượng xa, vươn một tay ra, trên cánh tay mang theo một cái thiết chảo tràn đầy lân mịn. Bành! Thiết chảo kia ngang trời mà qua, rộng đến vài thước, một chảo chém ra liền bóp nát long hình đao khí. Hắn chắn trước người Bắc Minh Đường, hai mắt đỏ tía, tay chảo lay động ô quang. Chăm chú dừng ở trên người Phong Phi Vân. Ngươi cũng là đệ tử tứ đại môn phiệt. Phong Phi Vân thu hồi cự đao, trong lòng có chút cẩn thận nhìn chằm chằm vào nam tử kia. Nam tử này hừ lạnh một tiếng, đứng chắp tay, có chút khinh thường nói. Phong Phi Vân, thực lực của ngươi cách cường giả một đời tuổi trẻ chân chính vẫn còn chênh lệch không nhỏ, làm người chớ nên quá cuồng vọng. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu dùng thần thức truyền âm cho Phong Phi Vân, thanh âm vang lên trong đầu. Người này là một vị hậu duệ quý tộc của Ngân Câu gia tộc, cũng là một trong các nhân vật lĩnh quân của một đời tuổi trẻ Ngân Câu gia tộc. Tam hoàng tử Đại Thực Quốc cũng là thần thức truyền âm cho hắn, nói. Người này tên là Đông Phương Mục, chính là thiên kiêu bài danh top 5 trong một đời tuổi trẻ Ngân Câu gia tộc, thiên phú thẳng truy một trong bát đại thiên tài cấp bậc sử thi Đông Phương Kính Thủy. Thì ra là đệ tử Ngân Câu gia tộc, một trong tứ đại môn phiệt. Phong Phi Vân liền động dung. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu và Tam Hoàng tử Đại Thực Quốc sở dĩ mở miệng nhắc nhở hắn, chỉ sợ cũng là sợ hắn đồng thời đắc tội với Bắc Minh gia tộc và Ngân Câu gia tộc, ai cũng không dám đồng thời đắc tội hai đại môn phiệt này, coi như là thần vương cũng phải suy nghĩ vài phần. Tứ đại môn phiệt không phải chuyện đùa, đều là tu tiên gia tộc truyền thừa cổ xưa, nội tình thập phần dọa người, thế lực khổng lồ trải rộng mỗi một ngóc ngách thần tấn vương triều, có thể một tay che trời. Bắc Minh gia tộc nắm giữ 1/3 binh quyền thiên hạ, uy chấn bát phương, Ngân Câu gia tộc phú giáp thiên hạ, nắm giữ nửa số tài phú thần tấn vương triều, nghe đồn còn giàu có hơn cả quốc khố. Đồng thời đắc tội hai gia tộc này, tuyệt đối không phải chuyện sáng suốt. Phong Phi Vân nhíu mày, hừ lạnh nói. Ngân Câu gia tộc có gì đặc biệt hơn người chứ, Đông Phương Kính Thủy ở đây, ta có lẽ còn cho hắn 2 phần mặt mũi, về phần Đông Phương Mục ngươi, còn kém quá xa. Quá cuồng vọng rồi, quá cuồng vọng rồi. Phong Phi Vân, ngươi quá không biết trời cao đất rộng rồi. Đông Phương Mục trầm giọng nói. Tu vi của ngươi ở trước mặt ta, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đôi mắt đỏ tím kia của Đông Phương Mục mang theo tia sáng yêu dị, 99 huyệt vị toàn thân đều tản mát ra vầng sáng ra, khiến tất cả linh khí chung quanh trong nháy mắt đều chui vào trong thân thể hắn. Đây là đạt đến cảnh giới cực cao trong thần cơ đại viên mãn mới có thể có được khí tức như thế, so với lão giả thần cơ đại viên mãn vừa rồi chết dưới đao Phong Phi Vân thì cường đại hơn gấp chục lần. Phong Phi Vân hai mắt trầm xuống, cũng điều động lực lượng toàn thân, tới đối mặt. Hai vị, nơi này chính là địa bàn của chủ nhân, các ngươi cứ đánh như vậy, cũng quá không cho chủ nhân mặt mũi rồi. Một lão giả toàn thân đều bị bao phủ trong áo đen lăng không xuất hiện giữa Phong Phi Vân và Đông Phương Mục.
một cổ bình chướng đen kịt từ trong tay của hắn đẩy ra, trực tiếp đè khí thế trên người Phong Phi Vân và Đông Phương Mục trở về. Lão giả này chính là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh, chính là một trong các chủ sự thiên tài biệt phủ. Hắn áo đen bao phủ toàn thân, khí tức che giấu, hiển nhiên là không muốn để người khác nhận ra thân phận hắn. Thủ đoạn của thần bí chủ nhân thật sự lợi hại, thậm chí có tu sĩ cảnh giới thiên mệnh mặc hắn điều khiển, xưng hắn làm chủ. Lão giả áo đen này tuyệt đối là nhân vật nổi danh trong tu tiên giới, lai lịch không nhỏ, trong thiên tài biệt phủ này, cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Chủ sự cảnh giới thiên mệnh cũng đã xuất hiện, Phong Phi Vân và Đông Phương Mục tự nhiên đều thu tay. Mặc dù có phần đông thiên tài tuấn kiệt thủ hộ, nhưng toàn cung điện này vẫn hư hao không nhỏ, mặt đất nghiền nát, tràn đầy vết máu, nào giống một bữa tiệc rượu chứ, quả thực là một tòa chiến trường mà. Tình cảnh này nếu để cho thần bí chủ nhân trông thấy, nhất định sẽ đánh xuống lôi đình chi nộ, trách nhiệm này ai cũng chịu không nổi. Lão giả áo đen liền vội vàng thỉnh tất cả thiên tài tuấn kiệt tạm thời ra khỏi cung điện, sau đó an bài hơn 20 hạ nhân, bắt đầu quét dọn vết máu trên mặt đất, hy vọng trước khi thần bí chủ nhân đến thì tất cả đều đã khôi phục nguyên dạng. Sau khi an bài nhân thủ, lão giả áo đen liền dọc theo một con đường mòn, vội vội vàng vàng bước vào chỗ sâu trong biệt phủ. Thiên tài biệt phủ thập phần to lớn, cung điện mở tiệc rượu này cũng chỉ là một góc trong phủ. Phong Phi Vân đứng trong một góc, thu liếm khí tức trên thân, nhìn chằm chằm vào hướng lão giả áo đen kia rơi đi, lông mày có chút nhíu một cái, chẳng lẽ thần bí chủ nhân ẩn thân ở sâu trong biệt phủ kia sao? Phong Phi Vân sờ lên huyết cấm huyền trạc trên cổ tay, muốn không bị thần bí chủ nhân tiếp tục khống chế, muốn tháo huyết cấm huyền trạc này ra chỉ có hai phương pháp. Thứ nhất, dùng huyết dịch thần bí chủ nhân nhỏ lên trên vòng tay, cái vòng tay này dĩ nhiên sẽ chóc ra. Thứ hai, tìm được người tế luyện huyết cấm huyền trạc. Luyện chế huyết cấm huyền trạc tuyệt đối là một vị luyện khí đại sư, rất có thể hắn đang ở sâu trong thiên tài biệt phủ. Phong huynh, người đang nhìn gì đó? Con trai trưởng hổ thiên hầu đã đi tới, ánh mắt nhìn sang hướng Phong Phi Vân đang nhìn, ánh mắt ngưng trọng nói. Người cũng phát hiện. Phong Phi Vân có chút giật mình. Ta đã sớm thu được tình báo, chủ nhân thiên tài biệt phủ này thập phần quỷ dị, trong tòa phủ đệ này ẩn tàng rất nhiều bí mật. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu thấp giọng nói. Hổ Thiên Hầu phủ chính là một thế lực lớn, tự nhiên có tổ chức tình báo của mình, có thể tùy thời hiểu rõ động thái và đại sự kiện các nơi. Phong Phi Vân giật mình, nói. Lời này là có ý gì? Chủ nhân thiên tài biệt phủ trước kia vốn chính là một vị tiền bối cảnh giới thiên mệnh, nhưng hai tháng trước, đột nhiên thay đổi chủ nhân, mà vị tiền bối cảnh giới thiên mệnh kia cũng biến mất vô tung, như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu nói. Thậm chí có việc này sao? Phong Phi Vân cũng thoáng cả kinh. Ngày thần bí chủ nhân tiến vào thiên tài biệt phủ có người trông thấy một quan tài làm bằng huyền vũ thiết cũng được chuyển vào thiên tài biệt phủ. Quan tài kia chính là từ Nam Biên trở tới, dài chừng 10 mét, rộng 4 thước. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu nói. Mang theo một cái quan tài vào thiên tài biệt phủ, chẳng lẽ trong đó chính là người chết? Ách, người mới vừa nói cái gì? Quan tài làm bằng huyền vũ thiết. Phong Phi Vân có chút kinh ngạc. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu nhẹ gật đầu, nói. Tuyệt đối sẽ không sai, một trong các kim loại nặng nhất thiên hạ, huyền vũ thiết. Một cái quan tài lớn như thế, sẽ nặng bao nhiêu đây? Sợ là chừng 500 vạn cân. Sắc mặt Phong Phi Vân trầm trọng, nói. Có thể tạo quan tài bằng huyền vũ thiết, ít nhất cũng là thất phẩm luyện khí sư mới có thể làm được. Mấu chốt là chở quan tài chính là một đầu dị thú 700 năm, tu vị loại dị thú này không dưới tu sĩ cảnh giới thiên mệnh, cũng chỉ có thất phẩm ngự thú sư mới có thể phục tùng. Thần bí chủ nhân rốt cuộc có địa vị gì, lại dùng thủ đoạn gì, lại có thể khiến huyền sư thượng đẳng và cao thủ tuyệt đỉnh đều làm việc cho hắn. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu nói. Phong Phi Vân thở một hơi thật sâu, nói. Ta ngược lại có chút tò mò, một cái quan tài nặng 500 vạn cân. Bên trong đến cùng chứa cái gì? Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu nao nao, nói. Ngươi muốn điều gì? Thiên tài biệt phủ nguy cơ tứ phía, vừa ẩn tàng rất nhiều sát trận, càng có mấy tu sĩ cấp bậc thiên mệnh tọa chấn, không cẩn thận. Ta có chừng mực. Muốn mở ra huyết cấm huyền trạc, Phong Phi Vân cũng phải đi tìm kiếm quanh thiên tài biệt phủ này một chút, hơn nữa hắn rất muốn biết thần bí chủ nhân này đến cùng là người nào. Có lẽ có thể tìm được đáp án ở chỗ sâu trong thiên tài biệt phủ.
Cảnh ban đêm lờ mờ. Ở sâu trong thiên tài biệt phủ, có ban công cùng thạch tháp lâm lập, hai bên đường mòn có đường vân thần bí đang lưu động, cũng chỉ có Phượng Hoàng Thiên Nhãn mới có thể phát hiện ra những trận vân ẩn dấu này. Phong Phi Vân cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát khỏi những trận vân này, xuyên thẳng qua đến một cạnh một căn phòng thấp đen kịt. Hắn chính là theo dõi vị lão giả áo đen kia mà đến, dùng thanh mộc thuật ngăn cách khí thức trên thân, giống như hóa thân thành một cây cổ mộc, như thế mới lừa bịp được thần thức của lão giả áo đen. Lão giả áo đen này đi vòng vòng trong thiên tài biệt phủ vài vòng, đi phòng sách, đi mật thất, còn đi mấy tòa đình viện, nhưng cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, rất nhanh đã rời đi, cuối cùng mới đi đến gian phòng thấp này, trọn vẹn ở bên trong ngây người nửa canh giờ. Thân hình Phong Phi Vân lóe lên, dẫm trên không khí, vô thanh vô tức rơi xuống đỉnh căn phòng thấp kia. Két! Cửa phòng mở ra, lão giả áo đen kia từ bên trong đi ra, trên người hắc khí cuồn cuộn, sau đó biến thành một đạo quỷ ảnh tử màu đen, lắc mình một cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Lão nhân này đến nơi đây làm gì vậy? Phong Phi Vân từ trên nóc nhà bay xuống, nhìn nhìn căn phòng đen kịt kia, sau khi do dự cả nửa ngày, cuối cùng vẫn đẩy cửa tiến vào. Một vị tu sĩ cảnh giới thiên mệnh không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào trong một căn phòng nhỏ cũ nát như vậy, nơi này có lẽ cất giấu bí mật nào đó. Phong Phi Vân đã đi qua nhiều nơi, chỉ có nơi này là khả nghi nhất. Vừa đẩy cửa ra, bên trong đã toát ra một đạo ánh sáng màu đỏ chói mắt, có một trận vận hình tròn cự đại đánh tới trước mặt Phong Phi Vân, đây là một cái nhị cấp sát trận. 3. Phong Phi Vân nhanh chóng lấy đao đao, một đao bổ ra, chém lên trận nhãn, phá vỡ trận pháp kia, sau đó rất nhanh lách mình rơi vào trong phòng, vội vàng đóng cửa lại. Phong Phi Vân trong lòng kinh hoàng không thôi, sau áo đã bị mồ hôi cho thấm ướt, may mắn vừa rồi phản ứng rất nhanh, nếu vừa rồi đạo trận pháp chi quang kia lóe ra ngoài, nhất định sẽ bị tu sĩ trong thiên tài biệt phủ phát hiện, như vậy thì hắn giờ phút này đã lâm vào cảnh hẳn phải chết rồi. Đây là một căn phòng không lớn, bên trong chỉ có mấy cái bàn cổ xưa, bên trên tràn đầy cho bụi, hiển nhiên là đã thật lâu không có người nào lau chùi qua. Lòng đất có chấn động. Nếu người khác tới đây, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khẳng định sẽ lập tức xoay người rời đi, nhưng linh giác Phong Phi Vân hiện giờ đã có thể sánh với tam phẩm tầm bảo sư, chính là hơn 90 lần thường nhân, hắn cảm ứng được một tia chấn động đến từ lòng đất. Tia chấn động này bị trận pháp che giấu, thập phần nhỏ. Nhỏ đến mức giống như 7-8 mét dưới lòng đất có một con giun đang động vậy. Loại chấn động này, coi như là tu sĩ cường đại cũng sẽ xem nhẹ, nhưng Phong Phi Vân biết rõ lão giả áo đen ở chỗ này cả nửa canh giờ, vậy thì tia chấn động như vậy liền có chút bất thường rồi. Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Đôi mắt Phong Phi Vân cháy lên hai luồng hỏa diễm, nhìn xuống lòng đất, chỉ thấy dưới sàn nhà tràn đầy cho bụi kia, chôn lấy vô số khóa sắt to như cánh tay, một tầng trùng điệp lấy một tầng. Một mực kéo dài xuống lòng đất, thật giống như vong hồn địa ngục vậy, cực kỳ rung động nhân tâm. Cái này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi, lòng đất thiên tài biệt phủ sao lại có nhiều khóa sắt như vậy. Tiệc rượu cũng đã bắt đầu từ lâu, chủ nhân vì sao còn chưa xuất hiện. Đột nhiên, bên ngoài căn phòng truyền đến hai tiếng bước chân, đang đi tới hướng này. Nói chuyện là một thanh âm già nua, khô cạn và chói tai, thanh âm thật giống như từ trong xương cốt toát ra vậy. Vào lúc này lại có người đến. Phong Phi Vân trong lòng quát to một tiếng không ổn, vội vàng tán đi Phượng Hoàng Thiên Nhãn, tế ra Bạch Thạch Cự Đạo, nếu hai người này tiến vào trong, hắn ý định sẽ tiên hạ thủ vi cường, đánh chết hai người này, sau đó chạy ra thiên tài biệt phủ. Chuyện của chủ nhân chúng ta vẫn không nên quản thì tốt hơn. Ai, trên mặt đất tại sao lại có dấu chân, có người đi vào sao? Một người khác kinh hô một tiếng. Có lẽ không người nào dám xông tới đây, nửa tháng trước, một tu sĩ thần cơ đại viên mãn xâm nhập nơi này, đã bị Ngô chủ sự đánh chết, thi thể mang cho dị thú ăn đấy. Tuy rằng, bọn hắn cũng không tin có người dám xông vào thiên tài biệt phủ, nhưng lại đồng thời tế ra một kiện bảo khí, chậm rãi đi vào trong phòng. Phong Phi Vân đứng trong phòng, thần kinh toàn thân đều kéo căng, tựa như biến thành một cây cung đã lên tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Phải một đao đánh chết cả hai người. Bằng không thì nếu có tu sĩ cảnh giới thiên mệnh bị kinh động, như vậy hóa thành tử thi, cầm lấy cho dị thú ăn sẽ là hắn. Hai người các ngươi đang làm gì thế? Bên ngoài vang lên thanh âm thứ ba. Là thanh âm vị lão giả áo đen kia. Hồi bẩm Ngô chủ sự, trên mặt đất có dấu chân mới, chúng ta hoài nghi có người xông vào trong.
Hai người ngừng bước chân, quay người khom người với lão giả áo đen. Vậy sao, vừa rồi chính là ta đi vào. Lão giả áo đen âm trầm nói. Người ở bên trong không phải chuyện đùa, nếu để cho hắn chạy thoát ra ngoài, không ai có thể nhận nổi trách nhiệm, các ngươi về sau tốt nhất vẫn không nên đến gần căn phòng này thì hơn. Vâng, thuộc hạ, lĩnh mệnh. Hai người đứng lên khỏi mặt đất, sau đó rất nhanh rời đi, không dám dừng lại thêm. Ngô chủ sự này chính là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh, nghe đồn đã sống hơn 300 tuổi, một ánh mắt của hắn thôi cũng khiến người toàn thân sởn hết cả gai ốc, hai người này tự nhiên là có thể cách xa bao nhiêu thì hay bay nhiều rồi. Lão giả áo đen cũng lặng lẽ rời đi, đi về phía cung điện phía trước, tiệc rượu có lẽ đã chuẩn bị xong rồi. Hô! Thẳng đến khi bên ngoài yên tĩnh, Phong Phi Vân mới thở một hơi thật dài, thu bạch thạch trường đao vào, ánh mắt lần nữa rơi xuống lòng đất. Dưới lòng đất này đến cùng chôn thứ gì, sao ngay cả tu sĩ cấp bạc thiên mệnh cũng sợ hãi như thế? Phá cho ta! Phong Phi Vân điểm ngón tay vào mặt đất, một đá ốc hào quang toàn thân đánh ra, trận vân trên mặt đất thối lui đi giống như thủy triều, khóa sắt đen kịt vốn vùi trong lòng đất cũng bắt đầu kéo động, phát ra từng tiếng kim loại ma sát trầm thấp. Một đạo môn hộ thẳng tắp đi thông xuống lòng đất mở ra, bên trong có ánh sáng âm u truyền đến. Khóa sắt to như cánh tay nhiều đến hơn 270 sợi, chung quanh còn có từng đoàn hỏa diễm nhảy lên trong không khí. Những hỏa diễm này tuy rằng đều có thể đốt cháy thân thể tu sĩ, nhưng đối với Phong Phi Vân mà nói lại không là gì, căn bản không thể ngăn được bước chân của hắn. Lại có mấy tòa trận pháp bị Phong Phi Vân phá vỡ, biến thành từng tia khói xanh. Quả nhiên có một cái quan tài. Phong Phi Vân đi tới lòng đất, ở đây chôn lấy cái quan tài làm bằng huyền vũ thiết. Cao 10 mét, rộng 4 mét, thập phần trầm trọng, bị hơn 270 khóa sắt trói chặt lấy, che phủ tựa như một cái thiết kén cự đại vậy. Đến cùng là vật gì mà cần đến quan tài do huyền vũ thiết tạo thành dựng lấy, lại còn che giấu sâu như vậy, sử dụng nhiều trọng phong ấn chi thuật như vậy chứ? Phong Phi Vân ngày càng hiếu kỳ, đi tới chỗ quan tài huyền vũ thiết kia, mỗi khi hắn đi một bước, những khóa sắt to lớn kia liền nhẹ nhàng kéo động thoáng một phát ra thanh âm rầm rầm. Oanh! Đột nhiên, một đạo bóng đen từ đằng sau quan tài bay ra, con mắt màu thảm lục sắc, phát ra tiếng kêu khiến người sởn hết cả gai óc. Tốc độ cực nhanh, xoát một tiếng, liền từ trước mặt Phong Phi Vân xẹt qua, ở trên cổ của hắn kéo ra ba đạo vết máu. Giọt giọt máu tươi màu vàng từ trên cổ Phong Phi Vân nhỏ xuống, khiến đạo bóng đen kia phát ra tiếng kêu hưng phấn. Thứ quỷ gì thế? Hai mắt Phong Phi Vân nhíu lại, trên cổ có kịch độc xâm nhập thân thể. Vậy mà dùng bất tử phượng hoàng thân cũng rất khó bức độc ra bên ngoài cơ thể, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn. Cạc cạc, đạo bóng đen kia lần nữa từ trong góc bay tới, vẫn cực nhanh như trước, khó mà bắt được quỹ tích phi hành. Oanh, Phong Phi Vân trực tiếp tế ra phượng hoàng cốt, nóng bỏng như hỏa lô, hào quang đỏ thẫm, đâm vào trên người bóng đen kia, lập tức phát ra thanh âm suy suy, không ngừng có khói xanh thoát ra. Nhiệt độ của phượng hoàng cốt cao bực nào? Trực tiếp đốt cháy đạo bóng đen kia, chỉ hai lượt hô hấp đã đốt nó thành cho bụi. Xíu, yêu yêu. Bàn tay khẽ vẫy, phượng hoàng cốt liền lại bay trở về, rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Rốt cuộc là thứ quỷ gì thế? Phong Phi Vân sờ lên cổ của mình, miệng vết thương truyền đến đau đớn nóng rát, rất khó khép lại. Tốc độ bóng đen kia thật sự quá nhanh, từ đầu đến cuối, Phong Phi Vân đều không thấy rõ bộ dạng nó thế nào. Chỉ có thể cảm giác được tựa hồ cũng không phải nhân loại, nếu không có phượng hoàng cốt, Phong Phi Vân chưa hẳn có thể thu thập được nó. Hẳn là lại là dương giới tam dị, âm giới tam tà rồi. Phong Phi Vân đi tới, trên mặt đất chỉ còn lại có một đống cho bụi màu đen, thứ quỷ kia đã sớm bị đốt trụi ngay cả cặn bã cũng không còn. Đứng ở trước quan tài huyền vũ thiết, hắn khẽ vượn tay chạm tới vách quan tài, muốn vận dụng bạch kim thuật pháp điều tra trong quan tài đến cùng có cái gì. Bạch kim thuật pháp chính là chiêu thứ tư trong tiểu diễn thuật, một khi tu luyện thành công, không chỉ có thể dò xét những kim loại hiếm trong lòng đất, càng có thể điều tra của quý được bao trong kim loại. Đây cũng là một chiêu tối trọng yếu trong tầm bảo thuật, đương nhiên cũng khó học nhất. Phong Phi Vân đã tu luyện hơn một tháng, cũng mới chỉ hiểu được một ít gia lông. Thậm chí có trận pháp cách ly. Phong Phi Vân biết rõ bạch kim thuật của mình còn chưa đủ cao minh. Cho nên mới không cách nào dò xét bên trong quan tài huyền vũ thiết đến cùng có thứ gì. Hy vọng không nên thả ra một con quái vật mới tốt.
Vốn trước khi không điều tra rõ ràng trong cự qua có gì thì Phong Phi Vân rất không muốn trực tiếp mở quan tài ra, nhưng bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác. Dùng xích hỏa thuật phá vỡ 9 tòa trận pháp bên ngoài hòm quan tài, sau đó hai tay vận đủ khí lực, đẩy ra nắp quan tài nặng đến mấy vạn cân, động tác thập phần chậm chạp. Ông ông! Nắp quan tài ma sát với quan tài, phát ra âm thanh chói tai. Ầm ầm! Nắp quan tài mở ra một tia, bên trong có hào quang màu xanh vọt ra, mang theo ăn mòn chi khí mãnh liệt, lập tức liền khiến hai ống tay áo Phong Phi Vân bị ăn mòn thành cho bụi. Phượng Hoàng cốt lần nữa tế ra, ngăn trở cổ khí thức ác liệt kia, bằng không thì huyết nhục trên cánh tay Phong Phi Vân đều bị ăn mòn hầu như không còn, biến thành bạch cốt. Ta, thật, hận! Trong quan tài truyền ra một thanh âm suy yếu, thật giống như quỷ hồn từ trong địa ngục thở dốc. Thanh âm này khiến Phong Phi Vân cảm giác có vài phần quen thuộc, tiếp theo trong quan tài lại có thanh âm khóa sắt kéo động truyền đến, lại là một câu trầm thấp. Ta, thật, hận. Thanh âm này. Trong lòng Phong Phi Vân khẽ run lên, nhớ lại một người, thanh âm thật sự rất giống, nhưng... điều này sao có thể được? Phượng Hoàng cốt tế trong tay, đỏ thẫm như huyết ngọc, toát ra hỏa diễm nhàn nhạt ngăn trở cổ khí tức ăn mòn từ trong quan tài phát ra. Lúc này mới không bị ăn mòn huyết nhục. Khí tức trong quan tài lại khủng bố như thế, coi như là thần cơ đại viên mãn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, hơn phân nửa sẽ bị ăn mòn thành một đống xương cốt. Người này tuy rằng thanh âm suy yếu, nhưng khí tức lại kéo dài, sinh mệnh lực giống như dòng suối nhỏ chảy dài cuồn cuộn không dứt, lại có thể ngăn cản khắp lê chi khí, tu vị này quả thực không phải chuyện đùa. Ngươi là ai? Phong Phi Vân muốn giải khai nghi hoặc trong lòng. Sau khi nghe được thanh âm Phong Phi Vân, trong quan tài lập tức bộc phát ra một cổ lực lượng mãnh liệt, tựa như núi sông đang lướt ngang, đại địa tuôn ra nham tương, trực tiếp từ khe hở chỗ quan tài lao ra, đánh tới trước mặt Phong Phi Vân. Người này trong lòng tràn đầy hận ý, nén giận một kích, cho rằng Phong Phi Vân và chủ nhân thần bí kia là cùng một bọn. Đã bị khóa ở trong quan tài mà vẫn còn hung hãn như thế. Long Hoàng nhất đao sát. Phong Phi Vân một bên tế ra Phượng Hoàng cốt, một bên lấy ra bạch thạch cự đao, hai chân đứng vững vàng trung bình tấn, hai tay nắm ở chuôi đao, một đao bổ ra một đạo đao khí bạch sắc, bổ tan cổ lực lượng kia. Ầm ầm, cổ lực lượng kia thật sự quá mức cường hoành, khiến Phong Phi Vân phải lui về sau hơn 3 trượng, thân thể dán trên khóa sắt lạnh như băng, lúc này mới đứng vững được thân thể. Chỉ một đạo nộ khí đã mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ thật là hắn? Bạch thạch cự đao thật sự quá khổng lồ, chặt đứt mấy sợi khóa sắt dưới mặt đất, quan tài huyền vũ thiết vốn đóng chặt cũng buông lỏng không ít. Rầm rầm, khóa sắt trên cự quan bị một cổ lực lượng trong quan tài khu động, bắt đầu rơi lả tả, nắp quan tài kia vậy mà bắt đầu chuyển rời, phát ra từng tiếng ông ông chói tai. Nhưng trong quan tài lại có trận pháp khác đang ngăn cản hắn phá quan mà ra, ba đạo trận bàn thảm lục sắc từ nắp quan tài ấn xuống dưới. Trực tiếp đánh vào trong quan tài, đánh cho bên trong truyền ra kêu thảm thiết liên tiếp. Oanh, oanh, oanh. Ba tòa trận vân đánh vào quan tài, tựa như ba cái thần chùy cực lớn đánh cho người trong quan tài kia cốt cách đều đứt gãy, huyết nhục đều mơ hồ. Ta, thật, hận. Người nọ cắn răng nói. Ngay cả Phong Phi Vân cũng có thể cảm nhận được cổ hận ý vô biên kia. Trong quan tài chậm rãi yên tĩnh lại, người nọ xem ra đã bị sợ. Không dám lại phản kháng nữa, càng không dám chạy trốn ra khỏi cự quan. Ta đến giúp ngươi. Phong Phi Vân bước nhanh tới phía trước, dùng hai tay đặt trên nắp quan tài, lần nữa thôi động, khe hở kia càng lúc càng lớn, từ rộng một ngón tay đến một bàn tay, lại đến rộng một xích. Có càng nhiều khớp lê chi khí lao ra, cơ hồ tràn ngập toàn bộ lòng đất. Vầng sáng của Phượng Hoàng cốt chiếu sáng lên một góc quan tài. Tình cảnh này rất giống như một tên trộm mộ trong lòng đất mở ra một chiếc cổ quan, cầm một chiếc đèn soi vào bên trong vậy. Phong Phi Vân, là ngươi. Trong quan tài truyền ra một thanh âm vô cùng kinh ngạc, thanh âm cũng thoáng dùng một tia khí lực. Phong Phi Vân chưa từng thấy qua người nào lại thê thảm như vậy, hắn nằm ở một góc trong cự quan, cầm tú bào trên người cũng rách nát, bị huyết dịch làm ướt sũng, trên đó tràn đầy máu khô màu đen, còn có huyết dịch còn mới từ trong huyết nhục mơ hồ tràn ra. Chảy khắp quan tài. Trên ngực hắn ghim lấy 9 khỏa thần hoàn, ở vào trên 9 đại huyệt vị, có 9 ký khóa sắt theo xuyên qua lồng ngực, gơi ở điểm cuối quan tài, cùng toàn bộ quan tài huyền vũ thiết nối liền một chỗ. Ngoài ra, hai tay, hai chân,
cặp xương quai xanh của hắn đều có thiết châm đóng đinh lấy, phong kín lấy lực lượng toàn thân hắn. Xương cốt trên người cũng không biết đã gãy bao nhiêu chỗ, huyết nhục trên người cũng không biết đã bị đánh nát bao nhiêu lần, cả người muốn thê thảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ có thể từ mái tóc tán loạn kia thấy được một gương mặt anh tuấn đến cực điểm, nhưng lại dính đầy máu đen. Vô Hà công tử. Phong Phi Vân thật sự không dám tin vào hai mắt mình nữa, đây là thiên hạ kia đệ nhất Mỹ nam tử, nhân sinh Vô Hà, hoàn mỹ vô khuyết, Vô Hà công tử sao? Vô Hà công tử chính là một trong bát đại thiên tài cấp bậc sử thi, Phong Phi Vân từng thấy qua hắn và Đông Phương Kính Thủy giao thủ, lúc đó núi cao bị san thành bình địa, tu vị khủng bố đến dọa người, hắn nếu muốn đi, cho dù nửa bước cự kình cũng khó mà ngăn được hắn, nhưng mà... giờ phút này hắn lại bị nhốt ở đây, cái này bảo Phong Phi Vân sao có thể tiếp nhận được chứ? Đệ nhất thiên hạ Mỹ nam tử, vậy mà chật vật đến nỗi rơi vào tình trạng như thế. Khanh khách! Vô Hà công tử đắng chát cười, cười đến vô cùng thê lương, nói. Vô Hà công tử, thật sự là thật buồn cười, thật buồn cười. Ngươi sao lại bị nhốt ở đây, rốt cuộc là người phương nào hạ độc thủ? Phong Phi Vân sờ lên giới linh thạch bên hông mình, đây vốn là bảo vật của Vô Hà công tử, nhưng lại rơi vào trong tay thần bí chủ nhân, sau đó giao cho hắn. Lúc ấy Phong Phi Vân vô luận như thế nào cũng không tin thần bí chủ nhân chính là đối thủ của Vô Hà công tử, cho tới giờ khắc này, gặp được Vô Hà công tử bị nhốt ở đây, mới tin tưởng vài phần. Khanh khách! Vô Hà công tử chỉ cười, cười đến vô cùng cô đơn. Là thần bí nhân toàn thân bao phủ trong hỏa diễm đỏ thấm kia đã đánh bại ngươi sao? Trong lòng Phong Phi Vân rất muốn biết thần bí nhân rốt cuộc là ai. Ngươi cũng đã gặp nàng. Vô Hà công tử bỗng nhiên bắt đầu kích động, lửa giận ngập trời và hận ý tràn ngập trong cự quan. Gặp rồi. Phong Phi Vân nói. Đã thấy mặt nàng rồi sao? Vô Hà công tử càng thêm kích động. Cái này thì chưa. Phong Phi Vân nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chưa thấy mặt nàng còn có cơ hội sống sót, còn có cơ hội sống sót. Vô Hà công tử thoáng yên lặng, trong miệng không ngừng thì thầm. Phong Phi Vân nhíu mày, nói. Chẳng lẽ nàng có thân phận nào đó, một khi nhìn mặt của nàng liền sẽ bị diệt khẩu sao? Rất nhiều đại nhân vật đều có mấy cái thân phận, có thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi bị người phát giác, sẽ vô tình gạt bỏ người này ngay. Nàng khó lường chính là ở khuôn mặt nàng, nếu ta không thấy qua mặt nàng, cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế. Ta quả thật đã thất bại. Ta vốn tưởng rằng có thể dựa vào khuôn mặt và mị lực của mình khiến tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều quỳ gối dưới chân ta như nô bộc, nhưng mà, đến khi ta nhìn thấy khuôn mặt nàng, lại phát hiện mình đã biến thành nô bộc. Phong Phi Vân hoàn toàn nghe không hiểu Vô Hà công tử đang nói gì, cảm giác suy nghĩ hắn có chút thác loạn, ngôn ngữ không rõ, cho là hắn đã bị nhốt ở nơi này quá lâu, bị tra tấn quá sâu nên thần trí trở nên hỗn loạn. Thật sự nói chuyện quá giật gân rồi. Hoàn toàn là yếu hóa thần bí chủ nhân kia lên rồi. Phong Phi Vân rất rõ loại cảm thụ này, khi một người bị hãm hại càng sâu, hận ý trong lòng cũng sẽ càng đậm đặc, sẽ cảm thấy người hãm hại mình càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng giống như là quỷ quái vậy. Vô Hà công tử giờ phút này sợ rằng đã lâm vào tình trạng đó. Đương nhiên điều này cũng không thể trách Phong Phi Vân hiểu lầm Vô Hà công tử, dù sao Phong Phi Vân từ đầu đến cuối đều coi thần bí chủ nhân kia là nam. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy thần bí chủ nhân hắn đều là dùng thanh âm của nam, trong tiềm thức Phong Phi Vân đã xem hắn ta là nam rồi. Cho nên mới có thể lý giải cảm thụ của Vô Hà công tử giờ phút này. Đương nhiên Phong Phi Vân cũng là người cực kỳ chú ý cẩn thận, trong lòng đã một mực nhớ kỹ lời Vô Hà công tử nói, trước khi không có đủ thực lực chống lại thần bí chủ nhân thì ngàn vạn không thể nhìn hình dạng của hắn. Ta tới cứu ngươi ra. Phong Phi Vân lấy ra bạch thạch cự đao. Một đao chém tới khóa sắt trên người Vô Hà công tử, hỏa hoa văng khắp nơi, khóa sắt không chút nào tổn hại, ngược lại cánh tay của hắn lại bị chấn khiến run lên. Không có tác dụng đâu, khóa sắt này chính là huyền vũ thiết luyện thành, bên trong khắc lục ngũ cấp trận pháp, coi như là linh khí cũng chưa hẳn có thể đánh gãy nó. Vô Hà công tử nhắc nhở. Ngươi tốt nhất vẫn nên mau chóng rời khỏi đây đi, nếu bị nàng phát hiện, kết quả của ngươi sẽ còn thảm hơn cả ta đấy. Chợt. Thần thức của Phong Phi Vân cảm ứng được trên mặt đất có một tia động tĩnh, có người đang đi tới đây. Vô Hà công tử cũng cảm ứng được, vội vàng mở miệng nói.
ngươi nếu thật muốn giúp ta, chỉ có một biện pháp, lấy nhị muội minh hỏa, khai mở ngũ cấp trận pháp, nung chảy huyền vũ thiết, xem như Tô quân ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, tương lai nếu ngươi có đại nạn, cho dù cách xa 10 vạn dặm, cũng tất sẽ dốc sức chạy đến, liều chết tương trợ. Phong Phi Vân cũng không phải một người tốt, nhưng có vài lúc, hứa hẹn ở ngay trong nháy mắt. Đợi ta. Phong Phi Vân đậy nắp quan tài lại, sau đó từ lòng đất đi ra ngoài, trên ngón tay đánh ra vầng sáng màu đen, khiến mặt đất kia một lần nữa khép kín lại. Tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là một căn phòng thấp cổ xưa, trên mặt đất tràn đầy cho bụi. Thế sự khó liệu, một đời thiên kiêu lại bị người nhốt trong một trong cỗ quan tài. Xem ra Vô Hà công tử đích thật là quá cường đại, bằng không thì thần bí chủ nhân cũng sẽ không dùng nhiều thủ đoạn như vậy để khốn cấm hắn, đã vùi trong lòng đất, còn chế tạo ra quan tài huyền vũ thiết nặng 500 vạn cân, càng phong chín thiên mệnh huyệt, khóa tứ chi, loại tra tấn này cũng chỉ có thiên tài cấp bậc sử thi mới có thể chịu nổi, người khác chỉ sợ đã sớm sụp đổ tinh thần mà chết rồi. Bỗng dưng, một đạo làn gió thơm đột nhiên ập đến sau lưng Phong Phi Vân, đến thật sự quá đột ngột, quả thực vô thanh vô tức. Sau khi tiến vào phòng, Phong Phi Vân mới phát giác ra nàng. Phong Phi Vân bỗng nhiên lướt ngang ba thước, đanh ra một trường. Một đạo hồng ảnh hiện lên, một trường ngưng tụ vô tận sát phạt của Phong Phi Vân chỉ dính được vào một tia góc áo của nàng. Nàng liền lại rơi xuống bên tay phải Phong Phi Vân, một bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng đặt trên đầu vai Phong Phi Vân, thanh âm vũ mị, nói. Là ta, huyết phũ. Phong Phi Vân thở dài một hơi. Cô gái này dáng người cao gầy, đẫy đà xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt, người mặc một kiện hồng sa mỏng dính, khiến hai ngọn núi tuyết trắng ngạo nghễ kia như ẩn như hiện, tràn đầy hấp dẫn vô tận. Khó trách tu vị cao như thế, dĩ nhiên là nàng, yêu cơ ải danh thứ ba của tuyệt sắc lâu. Người biết đây là nơi nào không? Thật không ngờ dám xông loạn, sẽ gây ra nạn chết người đấy. Hai con mắt vũ mị của huyết phũ nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Lại không giấu được vẻ yêu mị phong tình vạn trùng kia. Người sao lại xuất hiện ở đây? Phong Phi Vân cười nói. Huyết phũ mắt trắng không còn chút máu, lôi kéo hắn ra ngoài phòng, đi đến cung điện ở tiền viện, nói. Còn không phải tới tìm ngươi sao, tất cả mọi người đều đủ, chỉ có ngươi biến mất. Vậy sao ngươi biết ta ở chỗ này? Phong Phi Vân vẫn cười nói. Phía trước đã truyền đến tiếng người náo nhiệt, đã đi tới bên ngoài cung điện rồi. Huyết phũ bỗng nhiên dừng bước, tức giận nói. Lá gan ngươi như vậy, tự nhiên là nơi nào cũng dám xông, lòng hiếu kỳ ngươi nặng như vậy, nếu không phải xông vào sâu trong thiên tài biệt phủ thì mới là chuyện lạ đấy. Sau khi ra ngoài lòng đất, Phong Phi Vân liền cảm giác được tinh thần sảng khoái, trêu chọc nói. Ngươi quan tâm đến an nguy của ta như vậy, hẳn là muốn gả cho ta sao? Trên người huyết phũ tản ra mùi thơm mê người, ngón tay yêu mỹ che miệng cười cười. Bộ ngực hương diễm theo đó nhẹ nhàng rung lên, nhõng nhẽo cười. Phong công tử thật sự là dễ quên, chẳng lẽ ngươi đã quên chủ nhân đã từng nói qua, chỉ cần ngươi xông đến vô lượng tháp tầng thứ 7 thì ta chính là người của ngươi sao? Phong Phi Vân nao nao. Ha ha, Phong công tử hôm nay chính là truyền nhân thần vương, tương lai thậm chí có khả năng có thể kế thừa thần vương tước vị, nếu là có thể gả cho Phong công tử làm nô làm thiếp, đó cũng là phúc phận do tiểu nữ tu luyện mấy đời mới được. Huyết phũ như linh điệp nhẹ nhàng nhảy múa, hồng sa quất vào mặt, xinh đẹp thấu xương, quả thực là một vưu vật hại nước hại dân, tại cố ý kích thích tà hỏa trong thân thể Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, yêu ma chi huyết trong thân thể lại bắt đầu ẩn ẩn quấy phá, dưới bụng có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, trong óc có chút mê loạn, thật giống như nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ lột sạch quần áo nằm ở dưới thân thể của mình vậy. Phong Phi Vân giờ phút này rất muốn ôm huyết phũ đặt lên giường. Hảo hảo thu thập nàng. Huyết phũ cũng nhìn ra ánh mắt Phong Phi Vân giờ phút này có chút không đúng, trở nên có chút lõa lồ, vì vậy vội vàng thu hồi mị thái, nàng cũng sợ yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân sẽ thật sự bị kích thích thức tỉnh, cho dù muốn hiến thân, cũng không phải vào lúc này. Ha ha, đi thôi, lễ vật thần bí của chủ nhân đã đưa tới cho ngươi rồi, đang chờ chính chủ như ngươi tới nhận đấy. Huyết phũ thản nhiên cười cười, ở phía trước dẫn đường. Chân thành mà đi vào trong cung điện. Phong Phi Vân trấn áp yêu ma chi huyết đang dục dịch trong cơ thể xuống, hít một hơi thật sâu, nhìn qua bóng lưng huyết phũ mắng một câu. Thật sự là một yêu cơ muốn mạng người a. Thiếu chút nữa đã thất thủ trong tay nàng, đây là một nữ tử cảnh giới thiên mệnh,
hơn nữa trà trộn trong phong trần, thông minh tuyệt đỉnh, mạo có thể khuynh thành, nào thật sự dễ dàng hiến thân cho Phong Phi Vân được. Loại nữ tử thế này vẫn không nên dễ dàng dính vào thì hơn. Bên trong cung điện, xác người trên mặt đất đã được người thanh lý sạch sẽ, còn trải lên sàn nhà kim ngọc, lưu quang trơn bóng, những thiên tài tuấn kiệt kia vẫn còn đó, một người cũng không rời đi. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu và Tam Vương Tử Đại Thực Quốc từ rất xa đi qua nghênh tiếp. Phong huynh, ngươi xem như trở về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đang phong lưu khoái hoạt với thiếu nữ nhà người ta đấy chứ, ha ha. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu biết rõ Phong Phi Vân muốn đi dò xét thiên tài biệt phủ, nhưng vẫn nói như thế, hiển nhiên là muốn giúp Phong Phi Vân che giấu rồi. Ha ha, cũng không biết là nữ tử nhà ai lại có phúc phận như thế. Tam Vương Tử Đại Thực Quốc cũng cười to ba tiếng, sau đó lôi kéo Phong Phi Vân ngồi vào vị trí. Sau khi ngồi xuống, Phong Phi Vân thấp giọng nói. Vị thần bí chủ nhân kia đã tới chưa? Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu chỉ về vị trí trên nhất trong cung điện, Phong Phi Vân theo đó nhìn sang, chỉ thấy trên đỉnh cung điện có một tầng vải tinh ngọc màu đỏ phủ xuống, ẩn ẩn ngăn chặn ánh mắt của mọi người, cũng không biết bên trong kia đến cùng có thứ gì. Huyết Phú giờ phút này ở bên phải màn vải, mỉm cười mà đứng, đặc biệt là lúc nhìn chằm chằm vào trên người Phong Phi Vân thì cười càng xinh đẹp hơn, quả thực như muốn câu hồn đoạt phách mấy thiên tài tuấn kiệt ở đây. Nếu có thể cùng nàng phong lưu một đêm, cho dù giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý. Mà bên tay trái màn vải lại có một lão giả áo đen đứng đấy, tựa như một u linh, phàm là người bị hắn nhìn phải đều không kìm được phải lui về phía sau một bước, giống như bị độc vật theo dõi vậy. Chủ nhân hôm nay thiết yến, chính là chuyên môn chúc mừng Phong công tử trở thành truyền nhân thần vương, đêm nay Phong công tử chính là chủ nhân của thiên tài biệt phủ. Huyết Phú mỉm cười nói. Vậy chủ nhân đã đi đâu rồi? Có người hỏi. Đây cũng là vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm. Huyết Phú hơi nhíu mắt, mỉm cười với người nó, lập tức khiến người nọ đại não mê muội, không kìm được xấu hổ cúi đầu, dùng ống tay áo lau đi máu nơi khóe mũi. Ha ha! Huyết Phú cười nói. Chủ nhân hôm nay có một chuyện cực kỳ quan trọng phải làm, không thể tới thiên tài biệt phủ được, nhưng lễ vật hắn tặng cho Phong công tử đã đến. Lễ vật của thần bí chủ nhân nhất định không nhẹ, Phong Phi Vân cũng có chút hiếu kỳ, cười hỏi. Lễ vật này không phải là một kiện linh khí đấy chứ? Linh khí tuy rằng rất thưa thớt, chính là trấn giáo châu báu, nhưng cũng không đủ điên cuồng. Huyết Phú cười nói. Điên cuồng, chẳng lẽ là một gốc linh dược ngàn năm? Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu giật mình. Huyết Phú lại lắc đầu, nói. Phong công tử chính là truyền nhân thần vương. Tương lai muốn đạt được linh dược ngàn năm cũng không phải việc khó, loại lễ vật này chủ nhân tự nhiên sẽ không lấy ra rồi. Tâm hiếu kỳ của mọi người đều bắt đầu chuyển động, ngay cả linh khí và linh dược cũng không đủ cấp bậc, vậy thì cái gì mới xem như đủ cấp bậc? Ánh mắt Phong Phi Vân có chút nhìn về phía trong màn vải, khóe miệng nhảy lên, cười nói. Chủ nhân, sẽ không thật sự tặng ngươi cho ta thế. Ha ha, ta ngược lại rất hy vọng, chỉ có điều... Chủ nhân đã chuẩn bị một phần lễ vật tốt hơn ta rồi. Huyết Phú thần bí cười, nhẹ vỗ tay ba cái. Ba, ba, ba. Tiểu nữ tử có một khúc đàn tranh dâng lên, không biết Phong công tử có nguyện lắng nghe không? Bên trong màn vải truyền đến một thanh âm dễ nghe, thanh âm này tràn đầy ý vị thanh nhã. Thanh âm nàng rất thấp, lại sướng đến rung động lòng người, điềm đạm đáng yêu, mang theo vài phần yêu thương, cổ yêu thương này lập tức tràn ngập ra. Truyền đến trong lòng tất cả mọi người ở đây, mỗi người vậy mà đều theo đó cảm thấy yêu thế, thậm chí có người không kìm lòng được đã rơi lệ. Cũng không biết mình yêu thương cái gì. Trong một chớp mắt, toàn bộ cung điện đều yên tĩnh lại, rất nhiều người thậm chí ngừng cả hô thấp. Thiên hạ sao lại có thanh âm nhu nhược mà mỹ diệu như thế chứ? Chỉ nghe thanh âm này thôi liền có thể tưởng tượng được đây là giai nhân thế nào, khiến người muốn hảo hảo thủ hộ nàng, bảo vệ nàng cả đời. Rửa tai lắng nghe. Phong Phi Vân cũng động dung, vận khởi Phượng Hoàng Thiên Nhãn, muốn nhìn thấy màn vải kia, nhìn xem bên trong rốt cuộc là nữ tử thế nào, lại có thể có được thanh âm mỹ diệu như thế. Nhưng lại bị một tầng bình chướng không nhìn thấy ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy, đó là một thân ảnh uyển chuyển, tuyệt mỹ tới cực điểm. Đàn tranh vang lên, như thiên âm rót vào tai. Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư, hán hữu du nữ, bất khả cầu tư. Hán chi quảng hí, bất khả vĩnh tư, giang chi vĩnh hí, bất khả phương tư.
Kiều kiều thắc tân, ngôn ngải kỳ sở, chi tử vu quy, ngôn mạt kỳ mã. Tiếng đàn tranh kia cũng như tiên âm hạ phàm trần, mà tiếng ca của nàng càng tuyệt mỹ êm tai, thiên hạ không ai sánh bằng. Chợt, trong cung điện điệp bay đầy trời, hồ điệp ngũ thải ban lan bị tiếng ca của nàng đưa tới, bay múa trên không trung, xuyên thẳng qua trong cung điện. Không khí nhiều thêm vài phần hàn khí, lại có bông tuyết màu trắng lặng yên ngưng tụ trong không khí, bay lả tả rơi xuống, phiêu trên ngói lưu ly, phiêu trên cánh hồ điệp. Tiếng ca này vậy mà khiến cuối thu tuyết rơi đúng lúc, có linh quang vô tận bay mua trong tuyết, cả thiên tài biệt phủ như biến thành tiên cảnh. Tích ngã vãng hí, dương liễu y y, kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi. Tiếng ca nhanh chóng biến đổi, nhiều thêm vài phần bi thương, đàn tranh cũng theo đó chuyển thành niềm thương nhớ, trong toàn bộ cung điện lập tức tình cảnh bi thảm, tình cảm tất cả mọi người đều bị lời ca dẫn dắt, lại có người bắt đầu rơi lệ, không ngừng dùng ống tay áo lau đi lệ nóng trên mặt. Cuối cùng tiếng đàn tranh cũng ngừng, truyền đến tiếng khóc ô ô của nàng kia. Thanh âm đàn tranh ngưng lại, phảng phất như khiến tiếng lòng của mọi người cũng theo đó đoạn mất, rất nhiều người đều có một loại cảm giác ruột gan đứt từng khúc, không kìm lòng được lên tiếng hét dài. Đặc biệt là nghe được tiếng khóc của nàng kia, càng có hơn phân nửa thiên tài tuấn kiệt theo đó gào khóc, mà ngay cả con trai trưởng Hổ Thiên Hầu và Đại Thực Quốc Tam Vương Tử tu vị cao tuyệt cũng theo đó rơi lệ, ngay cả chính bọn hắn cũng không tự biết. Phong Phi Vân du du thở dài, nói. Khúc đàn tranh này chính là ta tiên khúc đẹp nhất động lòng người nhất mà ta từng nghe qua, phần lễ vật này của chủ nhân quả thật suy nghĩ khác người, chỉ riêng khúc đàn này thôi quả thật đã nặng hơn bất kỳ linh khí và linh dược nào rồi. Trong màn vải kia truyền đến thanh âm tuyệt mỹ của nàng kia, nói. Phong công tử, đã hiểu lầm, khúc đàn này chỉ là để trợ hứng cho Phong công tử, Hồng Nhan lại không kìm lòng được nghĩ tới một ít chuyện cũ. Nhất thời bi theo tâm ra, khiến mọi người đã thương tâm theo rồi. Vậy lễ vật của chủ nhân là? Phong Phi Vân nói. Chính là Hồng Nhan, sau đêm nay, Hồng Nhan chính là người của Phong công tử rồi. Nam Cung Hồng Nhan ôm một cây đàn tranh tử mộc, vén màn vải lên từ bên trong đi ra. Nàng thân mặc một bộ áo lụa trắng đơn bạc, khôn nhiễm một tia hạt bụi, dáng người hết sức nhỏ mà nhu hòa, tựa như đám sương buổi sáng sớm, chỉ yên ở tiên giới. Khí chất khiến người có cảm giác như không ăn nhân gian khói lửa. Trên đầu tóc đen như thác nước, đen nhánh mà sáng bóng, cột búi tóc tiên nữ, cài một cây bạch ngọc trâm mộc mạc, trên ngọc tai đeo hai khuyên tai nhỏ, nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng nhạc như phong linh vậy. Trên mặt của nàng mang theo một tầng khăn che mặt hơi mỏng, che khuất đi dung nhan tuyệt sắc của nàng, nhưng chỉ từ dáng người và khí chất của nàng thôi cũng đã đủ miểu sát nữ tử khắp thiên hạ rồi. Nhị bát giai nhân thể như tô, Hồng Nhan nhất tiếu khuynh thiên hạ. Có người nhìn không được làm thơ. Ta vốn tưởng rằng ta đã gặp được nữ tử đẹp nhất thiên hạ, nhưng giờ phút này ta sao lại có một loại cảm giác như những cô gái kia cộng lại cũng không bằng một ngón tay của Hồng Nhan cô nương. Một cường giả tuyệt đỉnh trong một đời tuổi trẻ nói như thế, hắn nói lời này cũng không phải là lấy lòng, mà chính là tiếng lòng phát ra từ sâu trong lòng. Nam Cung Hồng Nhan lụa trắng che mặt, nhưng không cách nào che giấu được tiên tư vô thượng của nàng. Nàng liên tục bước tới trước người Phong Phi Vân, khom thân cúi đầu, thanh linh ôn nhu nói. Hồng Nhan, bái kiến Phong công tử. Nam Cung Hồng Nhan đệ nhất mỹ nhân tuyệt sắc lâu, chiêu bài kia treo ở phía trước nhân tuyệt sắc lâu, đã 3 năm vẫn không một ai có thể dung chuyển. Ở Phong Hỏa Liên Thành, có người nói, gặp Nam Cung Hồng Nhan một lần, dù chết cũng không hối tiếc. Phong Phi Vân lúc này liền gặp được, tuy rằng là nữ tử Phong Trần. Nhưng Phong Phi Vân lại không thấy nửa điểm tục khí trên người nàng, ngược lại loại khí chất siêu phàm thoát tục kia khiến nhân tâm phải sinh hướng về. Hồng Nhan cô nương chính là tuyệt đại giai nhân, đàn tranh đẹp, ca hay, người còn đẹp hơn. Phong Phi Vân trông thấy Nam Cung Hồng Nhan quỳ gối ở trước mặt hắn, luôn luôn có một loại cảm giác như mình đang khinh nhờn thần linh. Hồng Nhan tạ ơn Phong công tử. Nam Cung Hồng Nhan ôn nhu nói, sau đó ôm đàn tranh, từ từ đứng dậy. Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Phong Phi Vân, yên tĩnh đến tựa như một gốc không cốc u lan vậy. Tất cả mọi người có một loại cảm giác không chân thực, giai nhân như thế, rõ ràng bị thần bí chủ nhân đưa cho Phong Phi Vân, đây quả thực là còn chân quý hơn linh khí gấp trăm lần, dù là do với linh dược cũng muốn chân quý hơn gấp trăm lần. Rất nhiều người đều tự giác có chút lui về phía sau, thật giống như sợ đến gần quá sẽ là một loại khinh nhờn đối với nàng vậy. Xíu, yêu yêu. Có một đạo lưu quang màu trắng tự trong bầu trời đêm bay tới,
một nho y thư sinh đạp không mà đến, rơi xuống trong thiên tài biệt phủ, đúng là đệ nhất quỷ tài của vạn tượng tháp, thiên toán thư sinh. Thật giống như thiên hạ không có bất kỳ chuyện gì có thể giấu được hắn vậy. Hắn một tay nắm cầm một cuốn ngọc giản, một tay cầm một cây bút thanh đồng, đi vào trong cung điện, ánh mắt ngưng tụ trên người Nam Cung Hồng Nhan, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi, liền thán ba tiếng, lại liền kêu ba tiếng tốt. Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, Nam Cung Hồng Nhan. Thiên toán thư sinh nói ra một câu. Một câu nói kia tuy rằng bình thản, nhưng lại long trời lở đất, bởi vì những lời này chính là từ trong miệng thiên toán thư sinh nói ra, như vậy có thể tưởng tượng được, hôm sau lời này nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ. Nam Cung Hồng Nhan chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ mới nhất. Tuy rằng thiên toán thư sinh chỉ mới thấy được nửa thân thể Nam Cung Hồng Nhan, ngay cả khuôn mặt của nàng cũng che giấu dưới lụa trắng, nhưng không ai hoài nghi tính quyền uy của lời này cả. Thiên toán thư sinh tay niết bút thanh đồng, tinh tế viết xuống mấy chữ trên ngọc giản, Nam Cung Hồng Nhan, xếp hạng đệ nhất trên thiên phương Mỹ nhân phổ. Sau khi ghi Nam Cung Hồng Nhan lên đầu bảng, thiên toán thư sinh liền lại bước trên mây mà đi, biến mất trong bóng đêm mênh mông. Tất cả mọi người dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, thần bí chủ nhân đã tặng Nam Cung Hồng Nhan cho hắn, vậy thì từ nay về sau, Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng đã là người của hắn. Đương nhiên cũng có người lộ ra ánh mắt tham lam và ghen ghét, nhưng chỉ có thể tạm thời ẩn nhân, dù sao ở trước mặt mọi người, ai nếu dám cướp đoạt đệ nhất mỹ nhân, vậy thì quả thật là đang khiêu khích Phong Phi Vân, càng là đang gây hấn với thần vương. Phong Phi Vân cảm thấy vài cổ sát khí, trong lòng cũng đắng chát cười khẽ, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, cũng không biết là phúc hay là họa, xem ra trong tương lai không lâu sau, sát cơ sẽ nối đuôi mà đến rồi. Từ đầu đến cuối Nam Cung Hồng Nhan đều im im lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nàng đôi mắt dễ thương hàm yêu un giống như có tâm sự, mang theo vài phần thống khổ và nhu thương, quả thực khiến rất nhiều người phải thở dài. Nhất định là thần bí chủ nhân đưa nàng cho tên hỗn đản Phong Phi Vân khiến cho nàng tinh thần chán nản, sợ là đờ ruột gan cũng đứt từng khúc rồi. Rất nhiều người trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Phong Phi Vân cũng càng ngày càng bất thiện. Vốn những người này rất nhiều người đều không oán không cừu với Phong Phi Vân, nhưng bây giờ đều như có thâm cừu đại hận với Phong Phi Vân vậy, hận không thể bầm thây vạn đoạn hắn, nghiền xương thành tro, mới bằng lòng bỏ qua. Phong Phi Vân tự nhiên cũng nhìn ra hào khí không ổn, nếu lại ở tiếp, nhất định sẽ bị tất cả mọi người quần ẩu, vì vậy sau khi dựa qua 3 tuần liền tìm cơ hội cáo từ rời đi. Một cỗ xe hoa phong cách cổ xưa đã đợi ở bên ngoài, xe hoa này chính là được tạo từ vàng ròng. Linh thạch khảm nạm, kéo xe cũng 3 đầu dị cầm 400 năm, cánh dài chừng 7-8 mét, trên lông vũ lóe ra kim quang. Phong công tử, bên này. Huyết Vũ ngồi ở cạnh xe hoa, từ rất xa kêu gọi Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ngọc thụ lâm phong, sải bước đi ở phía trước, Nam Cung Hồng Nhan áo trắng không nhiễm bụi, ôm đàn tranh tử mộc cúi đầu, nhẹ nhàng đi theo phía sau hắn. Huyết Vũ, người đây là. Phong Phi Vân đi tới. Tự nhiên là đưa xe tới cho các ngươi rồi, Phong công tử, tỷ tỷ của ta thuở nhỏ cơ khổ, thân thế bi thương, kính xin ngươi phải đối xử tử tế với nàng. Huyết Phú từ trên xe nhảy xuống, mang theo ngữ khí khẩn cầu nói. Nam Cung Hồng Nhan và Huyết Phú đều là nữ tử của Tuyệt Sắc Lâu, Nam Cung Hồng Nhan xếp hàng thứ nhất, Huyết Phú bài danh thứ ba, Huyết Phú tự nhiên gọi Nam Cung Hồng Nhan là tỷ tỷ. Phong Phi Vân biểu lộ nghiêm túc, nói. Ta chỉ xem Hồng Nhan cô nương như Hồng Nhan chi kỷ của ta, tuyệt sẽ không đối đãi với nàng như nô tài. Vậy ta cũng yên tâm rồi. Huyết Phú lưu luyến không rời cáo biệt với Nam Cung Hồng Nhan, trong mắt đẹp nước mắt lưng tròng, nếu không phải thần bí chủ nhân áp bách, các nàng cũng sẽ không bị trở thành giống như hàng hóa tùy ý bị mang đi tặng người như thế rồi. Phong Phi Vân và Nam Cung Hồng Nhan trèo lên trên xe, lái xe mà đi, 3 con dị cầm vàng chói kia dương cánh phi không. Lôi kéo cổ xe, hóa thành một đạo lưu quang kim sắc, bay vào trong dãy núi Vạn Tượng Tháp. Trong cổ xe, lộ ra có chút yên tĩnh. Phong Phi Vân sau khi tiến vào cổ xe liền khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, dưới làn da có vầng sáng lưu chuyển, không ngừng trùng kích tới 3 đạo vết thương nơi cổ kia. 3 đạo vết thương này chính là bị quái vật thần bí trong lòng đất kia gây nên, bị độc khí nhập vào cơ thể, một mực không thể bước ra ngoài, cho tới giờ khắc này. Phong Phi Vân mới bắt đầu luyện hóa kịch độc trong cơ thể. Nam Cung Hồng Nhan im im lặng lặng ngồi ở một góc trong xe, ngồi trên tầm nềm hồ nhung màu đỏ,
đôi tay như ngọc không tì vết nhẹ ôm lấy đàn tranh, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, mấy lần muốn tới gần, nhưng lại lui trở về. Ngươi trúng độc. Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được ôn nhu nói, thanh âm mang theo vài phần ân cần. Sắc mặt Phong Phi Vân càng ngày càng tái nhợt, miệng vết thương trên cổ không cách nào khép lại, độc tố trong thân thể giống như có lẽ đã sáp nhập vào trong máu, vậy mà không cách nào luyện hóa được. Loại chuyện này là lần đầu xảy ra. Bất tử Phượng Hoàng thân cường đại cỡ nào, vậy mà không cách nào luyện hóa độc tố, quái vật kia đến cùng là vật gì, sao lại đáng sợ như thế chứ? Phong Phi Vân từ từ mở mắt, nhìn cổ tay Nam Cung Hồng Nhan, chỉ thấy trên cổ tay trắng như băng ngọc kia của nàng cũng mang theo một cái huyết cấm huyền trạc, xem ra nàng cũng là bị thần bí chủ nhân cho khống chế. Đích thật là trúng độc. Đã đồng bệnh tương liên, vậy thì cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Hơn nữa, Phong Phi Vân nhìn ra, khí tức trên người nàng nhỏ yếu, hiển nhiên không có tu vị, uy hiếp đối với mình cũng không lớn. Ta có một khỏa tam phẩm giải độc đan, có lẽ có thể giúp ngươi chữa thương. Nam Cung Hồng Nhan buông đàn tranh xuống, chậm rãi từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc xinh xắn đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lại không nhận lấy, tam phẩm giải độc đan giá trị phi phàm, quả thực có thể nói là thuốc tiên giải độc, quý trọng như thế, hắn sao có thể nhận được. Nam Cung Hồng Nhan tinh mâu thống khổ, vội vàng giải thích nói. Tam phẩm giải độc đan này chính là một vị lục phẩm đan sư đưa tặng, hôm nay, ngay cả Hồng Nhan cũng đã là người của công tử, đan dược này tự nhiên cũng là đan dược của công tử rồi. Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói. Hồng Nhan, chúng ta là có thể làm bằng hữu, ngươi không cần hèn mọn như vậy. Dừng một chút, lại nói. Ngươi nếu muốn rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Phong Phi Vân cũng không nhận lấy tam phẩm giải độc đan, lần nữa bắt đầu vận chuyển bất tử Phượng Hoàng thân chậm chạp luyện hóa độc tố trong máu, theo hắn thấy thì đây chưa hẳn không phải là cơ hội tốt để tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân. Có lẽ có thể mượn nhờ uy hiếp của độc tố một lần hành động đột phá đến bước thứ tư hoán huyết, phản phát quy chân. Rời đi lại có thể đi đâu? Nam Cung Hồng Nhan đôi mắt đẹp hàm yên, đắng chát lắc đầu. Chủ nhân thủ đoạn thông thiên. Không ai có thể chạy thoát được. Nam Cung Hồng Nhan thật sự ôn nhu động lòng người, từng câu từng chữ của nàng đều lộ ra khiến người si mê như vậy, tâm tình của nàng có thể ảnh hưởng đến tất cả người bên cạnh mình, bởi vì nàng mà bi thương, bởi vì nàng mà sung sướng, bởi vì nàng mà trầm mặc. Ngươi đã gặp vị thần bí chủ nhân kia chưa? Phong Phi Vân cũng bị tâm tình của nàng ảnh hưởng, trong lòng có chút nghiêm nghị. Loại cảm giác này quả thực khiến Phong Phi Vân có chút sợ hãi. May mắn nàng là một nữ hài tử thiện lương, là một nữ hài tử nhu nhược, bằng không vẻ đẹp của nàng đủ để họa loạn thiên hạ, cơ hồ không có bất kỳ một nam nhân nào có thể ngăn cản được vẻ đẹp của nàng. Nam Cung Hồng Nhan nhẹ gật đầu, có chút sợ hãi nói. Hắn quả thực chính là một tên ác ma. Hắn rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân liền vội vàng hỏi. Ta cũng không biết, chỉ biết là hắn phi thường già nua, tóc hoa râm, thân thể tiều tụy như gốc cây già. Thân thể mềm mại của Nam Cung Hồng Nhan nhẹ nhàng run rẩy, đối với thần bí chủ nhân không phải sợ hãi bình thường. Vậy ngươi có thể vẽ ra bộ dáng của hắn không? Phong Phi Vân đối với thần bí chủ nhân không có nửa phần hảo cảm, cảm thấy thần bí chủ nhân khẳng định chính là một đại nhân vật, giao bức họa của hắn cho thần vương, có lẽ có thể thỉnh thần vương ra tay, diệt trừ thần bí chủ nhân. Chỉ cần có thể giết thần bí chủ nhân, như vậy huyết cấm huyền trạc dĩ nhiên sẽ không thể khống chế hắn được nữa. Nam Cung Hồng Nhan lắc đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có nước mắt chảy xuống, nói. Ta lúc ấy cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, khí thế trên người hắn cũng quá cường đại, căn bản không phải dùng bút vẽ có thể vẽ ra, nhưng... chỉ cần ta có thể đủ gặp lại hắn, nhất định có thể nhận ra được. Phong Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hồng Nhan, nàng buồn vô cớ rơi lệ, thần sắc bi thương tiếc nuối. Hồng Nhan cô nương tựa hồ có tâm sự gì đó sao? Phong Phi Vân lại bị tâm tình của nàng dẫn động, tuy rằng đã cố gắng khắc chế tâm tình của mình, ngăn cản không để nàng ảnh hưởng, nhưng vẫn không nhịn được thở dài theo nàng. Loại cảm giác này thật sự rất không ổn. Ta muốn giết hắn, nhưng ta không dám. Ngươi có thể giúp ta không? Nam Cung Hồng Nhan tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đôi mắt kia quả thật điềm đạm đáng yêu đến cực điểm. Chỉ cần là nam nhân, thiên hạ chỉ sợ không có ai có thể cự tuyệt được nàng. Phong Phi Vân cũng là nam nhân,
hơi hơi dừng một chút, nói. Vì sao phải giết hắn? Hắn mang đi tỷ tỷ của ta, bán nàng cho thiên kim nhất tiếu lâu, hắn chính là một tên ma quỷ, một tên ma quỷ. Ngón tay Nam Cung Hồng Nhan nắm chặt lấy góc áo, thanh âm phát run, trong miệng không ngừng thì thầm. Một nam nhân cự tuyệt nữ nhân, tuyệt đối không phải một nam nhân tốt, vô luận là cầu hoan trên giường hay là khẩn cầu trong tuyệt cảnh. Huống chi còn là ở trước mặt một mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Phong Phi Vân mặc dù có chút kiêng kỵ đối với nữ nhân, nhưng cũng tuyệt đối là một nam nhân tốt, ít nhất chính hắn cho rằng như vậy. Kỳ thật thần bí chủ nhân kia chính là địch nhân chung của chúng ta, cho dù ngươi không cầu ta, ta sớm muộn gì cũng sẽ có một kết thúc với hắn. Phong Phi Vân nói xong lời này, liền lại bắt đầu tu luyện, dùng bất tử phượng hoàng thân trấn áp độc tố trong thân thể, cô đọng huyết dịch, đột phá cảnh giới. Nam Cung Hồng Nhan trong mắt tràn đầy cảm kích, có châu lệ nhỏ xuống, bộ dáng kia quả thực giống như kiều hoa trong mưa vậy. Ba con dị cầm kéo theo cổ xe ngang trời mà qua, tựa như tọa giá của thần tiên đang phi hành trên đỉnh núi, bay về hướng võ tháp. Oanh! Trên bầu trời, trong tầng mây, một bóng kiếm màu vàng cực lớn nhô lên cao chém xuống, tựa như một mảnh thủy mạc từ trên cửu trọng thiên chảy xuống dưới vậy. Phong Phi Vân bỗng mở hai mắt ra, từ trong cổ xe bay ra ngoài, giơ lên bạch thạch cự đao, cũng giơ lên cao chém xuống một đao, phá vỡ bóng kiếm vô biên kia. Hai cổ lực lượng này va chạm với nhau, khiến cổ xe bay giữa không trung phải mãnh liệt trầm xuống, mà ngay cả ba đầu dị cầm cũng phát ra một tiếng rên rĩ, có mảng lớn lông vũ trên người bị chấn nát. Người phương nào cản đường? Phong Phi Vân đứng trên đỉnh xe, xách lấy bạch thạch chiến đao, dáng người to lớn cao ngạo, nhìn chằm chằm vào bầu trời mịt mờ kia. Hai đạo nhân ảnh ngự kiếm mà đến, từ trong mây đen bay ra ngoài, đúng là Bắc Minh Đường và Đông Phương Mục. Phong Phi Vân, ngươi chẳng qua chỉ là một tên bị gia tộc vứt bỏ thôi, thân phận hèn mọn, chỉ như con sâu cái kiến, có tư cách gì đạt được mỹ nhân đệ nhất thiên hạ chứ? Bắc Minh Đường chân đạp một thanh cổ kiếm, mặc Bắc Minh Huyền băng khải, sát khí kinh người nói. Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, mỗi người đều thèm thuồng, nhưng giờ đã rơi vào trong tay Phong Phi Vân, đã trở thành nữ nhân của hắn, tự nhiên sẽ có người không phục, chuyện này quả thật khiến người càng khó tha thứ hơn cả chuyện trở thành đệ tử thần vương. Chỗ tốt gì đều bị Phong Phi Vân hắn giành lấy rồi, tự nhiên sẽ có người không để hắn yên lành. Phong Phi Vân vác bạch thạch cự đao trên vai, cà lơ phất phơ cười nói. Ha ha, ta không có tư cách, chẳng lẽ tên bại tương dưới tay ta như ngươi lại có tư cách sao? Bắc Minh Đường chẳng qua là ỷ có Đông Phương Mục làm chỗ dựa, cho nên mới dám đến đây cản đường, bằng không thì cho hắn thêm 10 lá gan nữa hắn cũng không dám lại giao thủ với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, ngươi thực cho rằng có thần vương làm chỗ dựa liền có thể coi trời bằng vung, chọc tới tứ đại môn phiệt trong thân thể, thần vương cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Bắc Minh Đường nổi giận nói. Vậy sao, giống như từ đầu đến cuối người gây chuyện đều là ngươi đi. Phong Phi Vân ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Đông Phương Mục vẫn một mực không mở miệng nói. Phong Phi Vân, ta mặc kệ ngươi và Bắc Minh Đường ân oán như thế nào, ta hiện giờ chỉ muốn đánh với ngươi một trận, ngươi như thất bại, Hồng Nhan cô nương thuộc về ta. Nếu ta thất bại, sẽ quỳ xuống đất 3 ngày để bồi tội. Phong Phi Vân chố mắt nhìn. Quỳ xuống đất 3 ngày. Đối với một tuyệt đỉnh cường giả mà nói, không có thứ gì chân quý hơn được tôn nghiêm bản thân, quỳ xuống đất 3 ngày, bởi vậy có thể thấy được hắn cực kỳ tin tưởng vào bản thân mình. Ngươi có dám đánh với ta một trận không? Đông Phương Mục mở rộng 99 đại huyệt toàn thân, linh khí chung quanh đều tụ tập đến chỗ hắn, vọt vào thân thể của hắn. Phong Phi Vân thì có vẻ chất phác hơn nhiều lắm, hắn lắc đầu cười nói. Không chiến. Ngươi không dám chiến. Đông Phương Mục hùng hổ dọa người. Đánh với ngươi một trận lại không có chỗ tốt gì, nhìn người quỳ xuống để làm cái lông à. Phong Phi Vân không có nhàm chán như vậy, nếu mỗi người đều dùng cách này để muốn đánh với hắn một trận, vậy thì hắn không cần tu luyện rồi, khẳng định người mỗi ngày tới khiêu chiến sẽ xếp thành hàng dài, không khiến mình mệt chết mới lạ đấy. Ngươi không ra tay, ta bức ngươi ra tay. Đông Phương Mục ngang trời mà đến, chân đạp trên kim kiếm lớn đến 9 mét. Cầm trong tay một cây chiến mâu đen kịt, trên người lao ra hắc hổ khí tượng, cao tới trăm trượng, chiếm cứ cả nửa bầu trời. Phong Phi Vân hai mắt nhíu lại, Đông Phương Mục cũng thật là bá đạo. Bên ngài thiên mạc, một chấp pháp giả cưỡi cự cầm màu bạc bay tới, mang theo áo giáp bạc,
cầm trong tay ngân mâu, quát lớn. Địa vực vạn tượng tháp cấm tranh đấu. Trên mặt Phong Phi Vân lộ ra dáng cười, có chấp pháp giả chạy đến là tốt rồi, cũng tránh cho mình phải ra tay, lãng phí khí lực. Cút ngay. Đông Phương Mục bắn trường mâu màu đen ra ngoài, đâm thẳng đến chấp pháp giả kia, đâm thủng cự cầm màu bạc dưới chân hắn, máu tươi nhuộm đỏ trường mâu. Một tên chấp pháp giả nho nhỏ cũng dám quản đệ tử tứ đại môn phiệt ta, muốn chết. Đông Phương Mục ngang nhiên ra tay, chém ra màu đen trường mâu, đánh nát áo giáp màu bạc trên người chấp pháp giả kia, đánh bay hắn ra ngoài. Chấp pháp giả chính là do đệ tử kiệt xuất của vạn tượng tháp tổ kiến mà thành, nhưng là Đông Phương Mục càng cường đại hơn, bài danh thứ 92 trên bách tháp bảng, một chiêu đã đánh cho vị chấp pháp giả kia trọng thương, thân thể đụng vào trong lòng núi. Thật sự là ngưu bức, rõ ràng ngay cả người của chấp pháp đội cũng dám đánh, Phong Phi Vân cũng có chút bội phục đảm phách của Đông Phương Mục rồi, cũng quá mức lớn rồi. Phong Phi Vân, hôm nay ta muốn dùng trường mâu xuyên thủng thân thể của ngươi, chứng minh ngươi căn bản không xứng làm truyền nhân thần vương, lại càng không xứng có được mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Đông Phương Mục lần này xem ra là động thật rồi, không ai có thể ngăn cản được ý chí của hắn cả. Một phương diện, chính là bởi vì hắn là đệ tử tứ đại môn phiệt, địa vị cao thượng, không ai có thể chế tài bọn hắn cả. Một phương diện khác, chính là vì bị mỹ mạo của Nam Cung Hồng Nhan kích phát ra hào khí, ở trước mặt mỹ nhân, một người nam nhân nếu sợ hãi rụt rè, chỉ sẽ khiến mỹ nhân xem thường mà thôi. Xứng hay không, không phải ngươi nói là được. Huyết khí trong thân thể Phong Phi Vân cũng bị kích phát ra rồi, người khác cũng đã khiêu khích đến mức như thế, nếu hắn còn không ứng chiến, vậy chẳng phải sẽ bị người xem thường sao? Hai tay nắm chặt bạch thạch chiến đao, thân thể bắn lên, bay đến trên không trung cả trăm trượng, thân thể dương cung chém xuống, một đạo đao khí bạch sắc liền từ trên lưỡi đao kéo dài ra ngoài. Long hoàng nhất đao sát. Bạch long dương nhanh múa vuốt bay ra, trực tiếp đâm vào trên trường mâu màu đen trước mặt. Cả hai đều chấn động kịch liệt, sóng lực lượng màu trắng và sóng lực lượng màu đen đan vào cùng một chỗ, tràn ngập trong thiên địa. Đông Phương Mục tuy rằng bá đạo, nhưng lại có tiền vốn để bá đạo, hắn đã đạt tới cảnh giới thần cơ đại viên mãn, trong thân thể tu luyện ra 99 đại huyệt. Ầm ầm, Phong Phi Vân khua lấy cuồng đao trong tay, vô số long ảnh từ trong thân đao bay ra, tiếng long ngâm chấn động thiên địa, không dứt bên tai, tụ tập thành một mảnh hồng lưu quần long. Đông Phương Mục cũng thi triển ra đỉnh tiêm tuyệt học của Ngân Câu gia tộc, trường mâu màu đen trong tay giống như biến thành một thiên trụ đen kịt quét ngang bát phương, chấn nát tất cả đám đao khí long ảnh kia. Đại chiến bực này, thập phần khiếp người, chỉ riêng dư âm lan ra thôi cũng có thể chấn đại thụ to như thùng nước hóa thành bột mịn. Dưới ánh trăng, Nam Cung Hồng Nhan từ trong xe đi ra, áo trắng như tuyết, người còn trắng hơn cả áo, nhìn qua hai người đang chiến đấu ở xa xa. Đôi mắt dễ thương thanh thản, giống như tiên tử hạ phàm vậy. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Hai đạo nhân ảnh cấp tốc chớp động trên đỉnh dãy núi, một lần dừng lại, tiếp theo đã xuất hiện ở trên một ngọn núi khác, cuối cùng hai người này đứng ở trên hai đỉnh núi, nhìn qua chiến đấu thập phần kịch liệt ở phương xa. Quả nhiên là Long Hoàng Đao Quyết. Mộc Đàm Thiên cười hắc hắc. Yêu ma chi tử tu luyện Long Hoàng Đao Quyết. Xem ra thần vương thật sự là đang bồi dưỡng hắn làm thần vương đời sau rồi, cũng khó trách La Phủ công chúa lại đứng ngồi không yên. Mộc Thuyết cũng là thản nhiên cười cười. Mộc Đàm Thiên là nam, Mộc Thuyết là nữ. Hai người này đều là thiên tài một đời tuổi trẻ bài danh top 100 trên bách tháp bảng, cũng bởi vì nhận được tin tức, nghe nói Phong Phi Vân tu luyện Long Hoàng Đao Quyết, cho nên mới từ trong bế quan chạy ra ngoài. Đệ tử thần vương tu luyện Long Hoàng Đao Quyết và đệ tử thần vương không tu luyện Long Hoàng Đao Quyết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không chỉ riêng bọn hắn, mà rất nhiều người trên bách tháp bảng đều vì chuyện này mà xuất quan, trong thời gian ngắn gần đây khẳng định đều sẽ tìm tới Phong Phi Vân. Người đầu tiên xuất thủ dĩ nhiên là Đông Phương Mục, bài danh thứ 92 trên bách tháp bảng, cũng không biết hắn đã luyện Long Hồ Chính Khí của Ngân Câu gia tộc tới tầng thứ 5 chưa nữa. Mộc Thuyết nhìn thiên mạc. Ánh mắt lạnh như băng xương. Ta ngược lại càng hy vọng Phong Phi Vân không nên thua ở trong tay hắn, như vậy truyền nhân thần vương cũng quá khiến người thất vọng rồi. Mộc Đàm Thiên cười nói. Ầm ầm. Trong bầu trời đêm không bình tĩnh, có linh khí gợn sóng giống như thủy triều cuồn cuộn đung đưa bay tới, một cỗ bát bộ long liễn lao nhanh mà đến, tám vị tu sĩ thần cơ đại viên mãn hộ giá hai bên. Bát bộ long liễn, đây là tọa giá của La Phù công chúa.
ngoại trừ 8 vị đại nội cao thủ thần cơ đại viên mãn cảnh giới ra, Thích Dạ Lai bài danh thứ 10 trên Bách Tháp bảng cũng đi theo đến. Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết liếc nhau một cái, đồng thời khom người cúi đầu, cung kính nói. Cung nghênh La Phù công chúa. Hai người bọn họ đã sớm đoán được La Phù công chúa nhất định sẽ đến, dù sao nếu Phong Phi Vân thật sự tu luyện Long Hoàng Đao Quyết, vậy thì tương lai nhất định sẽ nhắc lên quan hệ với Hoàng gia. La Phù công chúa với tư cách Hoàng gia thiên nữ, chuyện lớn như thế, nàng nếu không đến mới là lạ đấy. Quả nhiên là Long Hoàng Đao Quyết. Thanh âm của La Phù công chúa từ trong bát bộ long liễn truyền ra, trầm tư một lát, lại nói. Hai người các ngươi đứng lên đi. Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết lúc này mới đứng thẳng thân thể. Công chúa điện hạ, chuyện tối nay, có thể đừng huyên náo quá lớn không? Mộc Thuyết có chút lo lắng nói. Dù sao nơi này chính là địa vực Vạn Tượng Tháp, nghiêm cấm tranh đấu với nhau, nếu bị lớp người già Vạn Tượng Tháp truy cứu thì khó ai đảm đương nổi trách nhiệm này. Không sao, ta đã gặp qua Nạp Lan Vô Song của chấp pháp đội, tối nay thành viên chấp pháp đội đều sẽ không đến nơi này, sẽ đường vòng mà đi, tránh khỏi khối khu vực này. La Phù công chúa có chút nhíu mày một cái. Đông Phương Mục sao lại hành động trước? Công chúa nếu lên tiếng, hắn khẳng định cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui xuống thôi. Mộc Đàm Thiên cười nói. Không cần, ta vừa vặn xem thử Phong Phi Vân đã luyện Long Hoàng Đao Quyết tới cảnh giới nào rồi. Có tư cách trở thành người thừa kế thần vương hay không? La Phù công chúa tối nay chính là chuyên môn vì Phong Phi Vân mà đến, âm thầm làm ra rất nhiều bố trí, mời ra 7, 8 vị tuyệt đỉnh nhân kiệt bài danh top 100 trên Bách Tháp bảng, rất nhiều người đều đang chạy đến, Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết chính là hai người trong đó. Mảnh sơn lĩnh này kéo dài mấy vạn dặm, trong đó có rất nhiều kỳ phong và thần tháp thánh địa, đêm xuống, luôn có dị thú cao cả 100 mét cao đứng trong núi rừng như mãng hoang gào thét. Thần vương đứng trên đỉnh võ tháp, nhìn qua tinh hà đầy trời, trong đôi mắt chảy xuôi theo thần hoa nhỏ giọt, giống như có thể nhìn xuyên hư không, chứng kiến thổ địa bao la mờ mịt ngoài ngàn dặm vậy. Tuổi của hắn đã tiếp cận với chập tối, nhiệt huyết trong lòng cũng đã không còn như lúc trẻ, đã có lòng muốn quy ẩn, muốn tiềm tu đại đạo, trả lại sân khấu này cho người trẻ tuổi rồi. Quần long phệ thiên, thái vi thủ tâm. Hắn nhìn qua hàng tỷ đầy sao, nhìn tinh tượng xoay chuyển. Trong lòng có chút phức tạp, lầu bầu nói. Cơ nghiệp vương triều không thể bị diệt, quần long cùng lên, họa loạn thiên hạ, dù sao cũng phải có một người xuất thế, trảm quần long, trấn giang sơn. Quần long phệ thiên, mấu chốt là thái vi tinh khi nào xuất thế, sư tôn cho rằng Phong Phi Vân chính là khỏa thái vi tinh thủ tâm này sao? Trương Bá Đạo cũng đứng trên đỉnh võ tháp, dừng một chút, lại nói. Ta sao lại có cảm giác hắn giống như một trong quần long thì đúng hơn? Trương Bá Đạo duỗi ra ngón tay, chỉ vào tinh hà trên màn trời, có hơn 10 khỏa đại tinh đều nằm trong phạm vi hắn chỉ, hơn 10 khỏa đại tinh này đều là lăng không sinh ra đời trong những ngày gần đây, bộc lộ tài năng, trực chỉ nội cung. Chỉ có một khỏa thái vi tinh ảm đạm đang thủ hộ trong cung. Thái vi tinh tuy rằng ảm đạm, nhưng lại là biến số lớn nhất, một khi tách ra hào quang, nhất định có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, chiếu sáng một mảnh tinh không. Thần vương vuốt râu mà cười. Ta đã gặp tháp chủ tầm bảo, hai người chúng ta đều đã thương lượng qua, cho rằng Phong Phi Vân chính là người lựa chọn tốt nhất. Vì sao? Trương Bá Đạo biết rõ thân phận tầm bảo tháp chủ không tầm thường, thần vương cùng nàng thương nghị cũng rất bình thường. Bởi vì hắn không có dã tâm, chỉ có đạo tâm, hơn nữa truy cầu cũng không phải đế vương tôn sư, mà là tiên thánh tôn sư. Thần vương từng tìm thiên toán thư sinh chuyên môn bói một quẻ, chính là muốn suy tính tâm của Phong Phi Vân. Thiên toán thư sinh hao tổn đi 10 năm tuổi thọ, mới suy tính ra kết quả, nhưng tương lai vẫn là trống rỗng, Phong Phi Vân giống như là một người không thể suy tính vậy, ở giữa thiên địa như có một cổ lực lượng to lớn không hiểu đang giúp hắn che giấu hướng đi vận mệnh. Cũng chính vì có kết quả suy tính này, thần vương mới có thể yên tâm can đảm truyền Long Hoàng Đao Quyết cho Phong Phi Vân, bằng không thì chí tôn thiên công của hoàng tộc sao có thể dễ dàng truyền cho một ngoại nhân như vậy chứ? Thì ra là thế. Trương Bá Đạo ngầm hiểu, nghi hoặc trong lòng được cởi bỏ, lập tức phá lên cười ha ha. Hắn vốn là một người ngay thẳng, có một câu, nói một câu, tuyệt không che giấu. Trên thiên mạc, tinh không hạo miểu, tràn đầy biến số vô tận, tinh không chi tượng, là một trong các thiên tượng lại ánh xạ địa tượng, mà địa tượng lại ánh xạ nhân tượng. Mà thiên tượng thường thường lại ở trước địa tượng và nhân tượng,
cho nên người hiểu xem tinh tượng, cũng có thể phỏng đoán được vài phần xu hướng thiên địa đại thế và cùng xu thuế đế vương nhân thế. Sư tôn, tối nay sợ là có chút không bình tĩnh, bên phía La Phù công chúa náo ra động tĩnh không nhỏ a. Trương bá chủ cười tủm tỉm chằm chằm vào dãy núi nơi xa xa, nói. Chúng ta có nên ra tay can thiệp một chút không? Thần vương cười lắc đầu, nói. Xem ra đã có không ít người biết rõ Phi Vân tu luyện Long Hoàng Đao Quyết, rất nhiều người cũng bắt đầu âm thầm bố trí a. Bên phía La Phù cũng không cần ngươi quan tâm, chuyện nàng sẽ ra tay đã nằm trong dự liệu của ta rồi. Trương bá đạo sững sờ, nói. La Phù công chúa chẳng lẽ không muốn Phong Phi Vân trở thành người thừa kế thần vương vương tước sao? Khác họ muốn phong vương, phải lấy công chúa. Đây là quy củ mà lão tổ tông định ra, thần vương vị, không có khả năng truyền cho một ngoại nhân. Thần vương cười hắc hắc, sau đó liền sải tay ra ngoài, chân đạp hư không, quay trở về tầng thứ 99 của võ tháp. Trương bá đạo hai mắt trừng lớn, hít một hơi lớn, nhắc lại. Wow, lấy công chúa. Ai con mẹ nó dám lấy công chúa a hát. Ha ha, khó trách La Phù công chúa lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, thái giám khó làm, phò mã càng khó làm. Ha ha, ngôi sao đầy trời, cũng đã bị bụi mù cuộn lên bao phủ, biến thành một mảnh mây đậm đặc che khuất bầu trời. Phong Phi Vân đứng giữa bụi mù cuồn cuộn, hai tay cầm đao, không ngừng chém ra Long Hoàng nhất đao sát, trong lòng hoàn toàn đi lĩnh ngộ ý cảnh đao quyết. Thiên công bảo điển như Long Hoàng Đao Quyết chính là do vô số đời tiên hiền của hoàng tộc sáng chế, sau đó lại trải qua không ngừng nghiên cứu, không ngừng cải thiện, quả thực bác đại tinh thâm, thâm ảo phức tạp, cho dù cảm ngộ của Phong Phi Vân đối với thiên đạo đã đạt đến tình trạng rất cao nhưng vẫn cần một thời gian lớn để tìm hiểu và thực chiến. Nếu nói Phong Phi Vân lúc trước lĩnh ngộ đối với chiêu thứ nhất của Long Hoàng Đao Quyết chỉ có 3 phần tinh túy, nhưng trong khi đại chiến một trận với Đông Phương Mục, hắn đã bổ ra không dưới 300 đao, mỗi khi bổ ra một đao, lĩnh ngộ đối với Long Hoàng nhất đao sát sẽ nhiều thêm một phần, uy lực cũng sẽ mạnh hơn một phần, hắn hiện giờ đã có thể thi triển ra 4 phần tinh túy của Long Hoàng nhất đao sát rồi. Long Hoàng nhất đao sát, chính là chiêu thứ nhất của Long Hoàng Đao Quyết. Oanh! Đông Phương Mục không hổ là tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn, linh khí trong thân thể cuồn cuộn không dứt, 99 đại huyệt có uy năng thôn phệ thiên địa. Trường mâu đen kịt trong tay đen kịt mỗi một lần đâm ra đều như chống trời chi trụ màu đen, khiến cho bạch thạch cự đao cũng nhẹ rung lên. Phong Phi Vân đang cảm ngộ đao quyết, chỗ khác nhau lớn nhất giữa đao và kiếm ở chỗ, kiếm đi chính là thiên phong, động tác phiêu giật, mà đao chính là một cổ đại khí, đao đại khí mới có khí phách. Oanh! Phong Phi Vân giờ phút này liền chủ động công phạt, mỗi khi bước ra một bước, sẽ bổ ra một đao, kéo ra một đạo đao khí hình rồng. Đến cuối cùng khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh, tựa như hóa rồng vậy, mang đến cho người cảm giác không thể địch nổi. Bạch thạch cự đao chính từ trong vô lượng tháp mang ra, lai lịch thật không đơn giản, tuyệt đối không chỉ là một thanh thạch đao như vậy. Phong Phi Vân đã từng nghiên cứu qua chuôi cự đao này, từ trong thân đao hắn cảm nhận được một cổ khí tức đến từ thượng cổ. Chỉ là cổ hơi khí tức này đã lắng đọng trong trường hà tuế nguyệt, rất khó tỉnh lại được. Đông Phương Mục càng đánh càng kinh ngạc. Cảm giác được khí tức trên người Phong Phi với càng ngày càng lớn mạnh, uy lực đao pháp cũng càng ngày càng mạnh, từng bước một kéo lên, tựa hồ như không có giới hạn vậy. Hắn đây là đang lấy ra ta để luyện đao, lý nào lại vậy? Đông Phương Mục liền lùi lại hơn 90 trượng, cùng Phong Phi Vân kéo ra một đoạn khoảng cách thật dài, trường mâu trong tay tựa như hắc long, lần nữa đánh ra ngoài, lúc này càng thêm hung mãnh, vận dụng lực lượng toàn thân hắn, hắc mang mà trường mâu nhổ ra quả thực vươn chín xích. Thân thể Phong Phi Vân dừng lại, không tránh không né, eo hổ trầm xuống, hai tay lưu động lấy thần mang kim loại, nắm chuôi đao, nhô lên cao mà chém, có hào quang như long lân màu trắng hiện ra trên thân đao, sau đó điên cuồng phóng ra ngoài. Ngao! Bạch long khiếu thiên, hình thái kiện toàn, tựa như một đầu chân long. Đạo đao khí này Phong Phi Vân đã bổ ra 5 phần chân tủy, đạt đến đao phong hóa hình chi cảnh, trực tiếp chém vỡ mũi trường mâu màu đen trong tay Đông Phương Mục. Biến thành vụn sắt vô tận, bay vụt ra ngoài như toái tinh. Nghe được long khiếu, La Phù công chúa đang ở trong bát bộ long liễn cũng có chút giật mình, nói. Mới tu luyện không đến 2 tháng, vậy mà cũng đã luyện chiêu thứ nhất của Long Hoàng Đao Quyết ra 5 phần chân tủy, năng lực lĩnh ngộ của hắn sao lại đáng sợ như thế? Trong lòng La Phù công chúa, người năng lực lĩnh ngộ đáng sợ nhất chính là Thái tử Long Thần Nhai của Hoa Naga tộc,
người này cùng nàng cùng cha khác mẹ, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, như Minh Nguyệt đương không, chính là một trong bát đại thiên tài cấp bậc sử thi. Nhưng luận năng lực lĩnh ngộ, Long Thần Nhai tựa hồ cũng không độc nghịch thiên như Phong Phi Vân, ít nhất Long Thần Nhai cũng không thể trong vòng 2 tháng đã lĩnh ngộ ra 5 phần chân tủy chiêu thứ nhất Long Hoàng Đao Quyết. Nhưng luận thể chất, Phong Phi Vân hiển nhiên vẫn kém hơn Long Thần Nhai một bậc, chỉ sàn sàn với Thích Dạ Lai. Phong Phi Vân vậy mà chém nát trường mâu của Đông Phương Mục, lực lượng yêu ma chi tử thực không phải thổi ra. Mộc Đàm Thiên ngồi trên một khối cổ thạch, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách. Hai người đã giao thủ 732 chiêu, Phong Phi Vân cảnh giới thần cơ đỉnh phong, tu luyện ra 7 đạo thần thức, Đông Phương Mục thần cơ đại viên mãn, tu luyện ra 99 đại huyệt. Mộc Thuyết hai mắt sáng trong, con mắt cho tới bây giờ cũng chưa từng nháy lấy một cái, đang giúp mọi người ở đây phân tích số liệu. Đông Phương Mục cũng là nghịch thiên tài tuấn, sao lại kém cỏi như thế chứ, ai nha? Thất vọng a hát, thất vọng a hát, mẹ nó, Ngân Câu gia tộc quá áp chế rồi. Một thiếu niên tóc lộn xộn đặt mông ngồi ở cạnh Mộc Đàm Thiên, trực tiếp hất khiến Mộc Đàm Thiên thiếu chút nữa đã ngã lăn xuống đất. Ai mẹ nó nói khoác không biết ngưỡng như vậy, có gan ngươi đi ra so chiêu với Đông Phương Kính Thủy thì ngươi liền biết rõ Ngân Câu gia tộc áp chế hay không áp chế ngay. Mộc Đàm Thiên tức giận nói. Ách, gia hỏa Kính Thủy kia quá nghiêu bức rồi, ta mới không thèm so chiêu với hắn, hắc hắc. Ta ngược lại có chút hứng thú với muội muội hắn. Cạc cạc. Tên thiếu niên tóc lộn xộn kia hai tay trà sát, cười rộ lên, trên gương mặt đen bóng kia liền phát ra sáng bóng như than đá, khiến hai hàng hàm răng nổi bật lên sáng như tuyết, dáng tươi cười hèn mọn bỉ ổi quả thực có thể khiến một đại hán tục tằng cũng phải sợ tới mức ác hàn. Mẹ nó, Tất Cơ Suy, tại sao là ngươi a hát, ai con mẹ nó cho ngươi đi ra hả? Mộc Đàm Thiên sau khi thấy rõ ngồi thiếu niên mặt đen ngồi bên cạnh mình liền vội vàng nhảy dựng lên, sờ lên ngực và quần áo, xem có thiếu thứ gì không. Đây chính là một kẻ cắp nổi danh tay chân không sạch sẽ a. Khục khục, đương nhiên chỉ có hoàng gia thiên nữ tụ tập mỹ mạo và cao quý vào một thân như La Phù công chúa mới có thể mời ta ra, bằng không, thiên hạ còn có người phương nào có thể mời được ta nữa. Hắn đột nhiên lại là giống lên một tiếng. Còn có. Xin gọi ta là Tất Ninh Xuất, không phải Tất Cơ Suy. Khuôn mặt đen như đáy nồi kia của Tất Ninh Xuất lại cười hắc hắc, cười đến hiện ra bóng nhoáng, khiến mọi người ở đây đều thấy sợ hãi. Đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bi thảm. Mẹ nó, ta biết ngay gặp được ngươi sẽ không có chuyện tốt mà, bán thiên lâu linh của ta có phải đã bị ngươi trộm không? Mộc Đàm Thiên sờ soạng trên người một hồi, phát hiện quả nhiên thiếu đi ít thứ. Không có, tuyệt đối không có. Tất Ninh Xuất đánh chết cũng không thừa nhận. Bà mẹ nó, ba khối chân diệu linh thạch của ta cũng không thấy rồi, khẳng định là bị ngươi cuỗm rồi. Mộc Đàm Thiên ngay cả tâm muốn khóc cũng có, trực tiếp nhào tới thiếu niên mặt đen kia. Con mẹ nó ngươi không chỉ là mặt hắc, mà ngay cả tâm cũng hắc a, trả linh thạch, trả bán thiên lâu linh lại cho ta. Không có, thật không có, không tin ngươi lục đi. Tất Ninh Xuất rất thản nhiên, chủ động vươn hai tay ra. Kể cả Thích Dạ Lai trong đó, tất cả đỉnh tiêm tài tuấn ở đây thấy một màn như vậy, đều có một loại cảm giác không an toàn, nhao nhao sờ lên bảo vật trên người, xem thứ có còn không, sau đó đều rời chúng vào vị trí thiếp thân. Trời, vẫn là trời như vậy. Đêm tối, màu đen bao phủ khắp đại địa, tựa hồ như vĩnh viễn cũng không thể xua tan vậy. Trường mâu trong tay Đông Phương Mục vỡ vụn, chỉ còn lại một đoạn chừng nắm tay, đây chính là một kiện bảo khí đỉnh cấp. Lại bị Phong Phi Vân một đao chém nát, biến thành vụn sắt. Còn chưa đạt tới thần cơ đại viên mãn đã có chiến lực như thế. Đông Phương Mục tâm chìm như sắt, đứng trên mặt đất tràn đầy vết nứt, buông tay ra, ném đoạn mâu kia xuống đất. Ta chỉ là đang mang ngươi ra luyện đao thôi. Phong Phi Vân cách xa hắn trăm trượng, khí thế trên người không suy, trên thân đao khí phách trường tồn. Hừ, kết luận quá sớm rồi. Cho ngươi biết một chút về tuyệt học của Ngân Câu gia tộc ta, Long Hổ Chính Khí. Đông Phương Mục chưa từng thua ở trong tay người nào tu vị thấp hơn mình, trường mâu mặc dù đoạn, nhưng cổ khí tức trên người vẫn kéo dài, cuồn cuộn không dứt. Long Hổ 3.000 dặm, Bạch Ngọc treo Ngân Câu. Phong Phi Vân đã sớm muốn kiến thức Long Hổ Chính Khí của Ngân Câu gia tộc, Bạch Thạch chiến đao trong tay lần nữa nâng lên, chủ động giết ra ngoài, thân đao như rồng, thân thể cũng như rồng. Trên cánh tay Đông Phương Mục mang theo một đôi thiết chảo tràn đầy lân mịn, hai tay đột nhiên duỗi ra,
một mảnh hồng ba màu vàng từ trong thân thể lao ra, chính khí hát vang, rầm rộ. Một chảo đánh ra, một mảnh thần hồ liền lăng không sinh ra trong không khí, đơn giản bóp nát long hình đao khí Phong Phi Vân chém ra. Chảo thứ hai chộp về phía trước, một mảnh thần hồ kim quang sáng ngời liền ép đến trên đỉnh đầu Phong Phi Vân. Oanh! Phong Phi Vân một đao chảm phá nó, thân thể xông phi mà lên, sau đó lại đâm ngược mà xuống, một đao tiếp lấy một đao chém ra, giống như sóng biển trên bích hải vậy, một lớp nối tiếp một lớp, một đao mạnh hơn một đao, bức cho Đông Phương Mục phải liên tục lui về sau. Long hồ chính khí tầng thứ tư. Trên người Đông Phương Mục liên tục có bốn đạo linh khí sóng biển màu vàng lao ra, đánh nát 72 đạo long hình đao lãng. Long hồ chính khí và long hoàng đao quyết đều ẩn chứa long tính, một cái chính, một cái bá, thanh âm long ngâm vang vọng cửu thiên, long hình đao khí và long hình chính khí, cả hai khắc chế lẫn nhau, đối địch lẫn nhau. Phong Phi Vân vừa rồi đắm chìm trong tu luyện đao pháp, đối với chiêu thứ nhất của long hoàng đao quyết dùng đã càng ngày càng thành thạo. Chân tủy trong đó cũng lĩnh ngộ được ngày càng nhiều. Nam Cung Hồng Nhan đứng trên cổ xe, dưới ánh trăng nhu hòa, dáng người nhu nhược tiều tụy, một đôi tinh mâu hàm yên chỉ có thể nhìn thấy yên vân nồng đậm ở ngoài trăm dặm, còn có chính khí màu vàng và đao lãng màu trắng từ trong yên vân truyền ra, phát ra tiếng rít xé gió khủng bố. Xíu, yêu yêu. Bắc Minh Đường chợt xuất hiện ở trên cổ xe, đứng sau lưng Nam Cung Hồng Nhan, trong mắt mang theo thần sắc kích động hưng phấn. Hưng phấn đến có chút run rẩy, sau đó đáp xuống cạnh cổ xe, có thể nghe thấy được mùi thơm cơ thể từ trên người Nam Cung Hồng Nhan phát ra, quả thực khiến người phiêu phiêu dục tiên. Nam Cung Hồng NS cứ vậy đứng ở đó, cũng đã khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, run rẩy phát ra từ trong xương tủy. Phong Phi Vân không xứng với ngươi, theo ta đi, ta cho ngươi trở thành chủ nhân tương lai của Bắc Minh gia tộc. Bắc Minh Đường cũng không hỏi nàng có nguyện ý hay không, liền nhấc liền khóa sắt cột vào trên cổ ba đầu dị cầm màu vàng, khống chế cổ xe, bay dưới ánh trắng cực lớn, bay về phương Bắc. Đông Phương Mục dù sao từ nhỏ đã tu luyện long hồ chính khí, tu luyện gần 30 năm, đã luyện long hồ chính khí đến tầng thứ tư, xa xa không phải một người chỉ tu luyện long hoàng đao quyết có 2 tháng như Phong Phi Vân có thể so sánh được. Ầm ầm, hạo nhiên chính khí, kim mang phá tầng mây. Một quyền đánh ra, hư ảnh nắm đấm màu vàng kia đã lớn chừng như một căn phòng màu vàng rồi. Luyện đao chấm dứt. Phong Phi Vân bỗng nhiên thu đao, liếc qua cổ xe ở phương Bắc, trong mắt lộ ra sát cơ, vậy mà dám cướp ngươi ở trước mặt ta, Bắc Minh Đường, ngươi muốn chết. Hắn ném bạch thạch cự đao cả 7 mét ra ngoài, cắm ở trên mặt đất bên cạnh, giống như một tấm bia đá vậy. Phi thân rơi xuống trên chuôi đao, hắn tế ra miểu quỷ ban chỉ. Linh khí chi uy lập tức bị dẫn động, 6 cái cổ đồ từ trên vách ban chỉ bay ra, U Minh Thần Tháp, Bách Quỷ Phó Yến, Vạn Gia Đăng Hỏa. Như 6 tòa khí tượng đánh xuống dưới. Sau khi Phong Phi Vân xông đến vô lượng tháp tầng thứ 7 thì tu vị không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần, uy lực linh khí có thể vận dụng cũng tăng lên gấp bội. Bành! Miểu quỷ ban chỉ ầm ầm đánh ra, phá tận quyền ảnh màu vàng cực lớn kia, xuyên thủng long hồ chính khí của Đông Phương Mục. Đông Phương Mục cảm giác được có một cổ lực lượng bài sơn đảo hải đánh vào trên người, có thể cảm giác được ngực đang sụp đổ, huyết dịch toàn thân giống như muốn từ trong làn da ép ra ngoài vậy. Phốc! Lớp da nơi ngực bị chấn nát, có máu tươi bị đè ép ra, rơi vãi khắp mặt đất, Đông Phương Mục lui về sau 7 bước, quỳ một chân trên đất, lấy tay chống lấy mặt đất để chống đỡ thân thể. Lực lượng của linh khí quả thực không cách nào chống lại. Nếu không phải hắn đã đạt đến thần cơ đại viên mãn thì căn bản đã không thể ngăn được cổ lực lượng kia, vừa rồi đã phải nuốt hận đương trường rồi. Không có thời gian chơi với ngươi. Phong Phi Vân thu hồi miểu quỷ ban chỉ, dẫn theo bạch thạch cự đao, liền đuổi theo về hướng Bắc, một bước dẫm ra, bước tiếp theo đã rơi xuống cách đó hơn trăm trượng. Mấy lần muốn giết Bắc Minh Đường, đều không thể thành công, hắn cũng dám động vào Nam Cung Hồng Nhan, tối nay nhất định phải lưu lại tánh mạng hắn. Đừng hòng ai bảo vệ được. Phong Phi Vân chúng ta vẫn chưa xong. Trên thân thể Đông Phương Mục có huyết mạch văng tung tóe, huyết phụ đậm đặc bao khắp toàn thân, kim mang vô tận từ trong huyết nhục lao ra, biến thành một mảnh lĩnh vực màu vàng chói mắt. Long hổ chính khí, tầng thứ 5. Đông Phương Mục cắn răng, thủ chảo vươn lên cao vỗ ra, cự chảo màu vàng thật giống như một mảnh tầng mây màu vàng, trực tiếp chấn áp xuống Phong Phi Vân. Hắn thi triển cấm thuật. Trả một cái giá cực lớn, nghiền ép tiềm lực bản thân, rốt cục thi triển ra một chiêu long hồ chính khí tầng thứ 5.
Phong Phi Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, toàn bộ bầu trời giống như đều biến thành màu vàng, tiếng oanh minh cuồn cuộn đung đưa, có thể trông thấy một cái cự trảo màu vàng lớn chừng 100 mét đang ép sống. Không biết sống chết, vậy cũng là long hổ chính khí tầng thứ 5. Miểu quỷ ban chỉ lần nữa bay ra, cấp tốc xoay tròn, dẫn tới tất cả phong bạo trong không gian đều vặn vẹo, tạo thành một cái vòi rồng màu đen rộng 10 mét, phóng lên trời, động phá cự trảo màu vàng. Phốc! Đông Phương Mục phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run lên bần bật, trừng lớn mắt, không chỉ có không lùi, ngược lại còn tấn công mạnh ra ngoài. Bá, bá, bá! Thân thể Phong Phi Vân trên mặt đất hiển hóa ra 7 đạo hư ảnh, trong chốc lát liền từ hơn 100 trượng lướt ngang trở về, xoay người bổ một đao xuống đầu vai Đông Phương Mục, lưỡi đao trực tiếp từ vị trí bả vai chém tới vị trí trên ngực, đại lượng huyết dịch theo vết đao tuôn ra, trôi trên mặt đất. Trên người Đông Phương Mục vậy y mà cũng có khắc Chu Sa trận vân, chặn lấy một đao kia của Phong Phi Vân, bằng không thì một đao kia đã chém hắn thành hai nửa rồi. Phàm là nghịch thiên tài tuấn của tu tiên gia tộc thì lúc vừa ra đời đều có cao thủ cấp bậc thiên mệnh dùng máu tươi khắc lục Chu Sa trận vân trên cơ thể bọn hắn, làm bạn theo suốt cuộc đời bọn hắn, trước khi bọn hắn còn chưa lớn lên, có thể vào lúc cần thiết bảo trụ bọn hắn một mạng. Xem trên mặt mũi một vị cố nhân ngân câu môn phiệt các ngươi, hôm nay tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi đã nói thua phải quỳ thẳng 3 ngày, vậy thì quỳ một bên cho ta đi. Phong Phi Vân nhấc lấy bạch thạch cự đao. Hoành vỗ vào trên hai đùi Đông Phương Mục, khiến hai chân của hắn uốn lượn, trực tiếp đánh bay hắn ra, sau đó có một đao vỗ vào đỉnh đầu của hắn, đánh bay hắn xuống mặt đất. Bành! Hai chân Đông Phương Mục đâm vào trên bùn đất, hãm xuống mặt đất một xích, đầu gối cũng bị nát bấy, vững vàng quỳ gối trên mặt đất. Hắn cắn răng, muốn một lần nữa đứng dậy, nhưng lại bị một tòa trận vân đen kịt chân áp, thân thể không thể nhúc nhích. Phong Phi Vân! Ngươi lại dám khiến đệ tử tứ đại môn phiệt quỳ xuống, lần này ngươi xông đại họa rồi. Đệ tử tứ đại môn phiệt mặc dù chết cũng không thể nhục. Đông Phương Mục cảm giác khuất nhục vô biên, ngửa mặt lên trời hét lớn, trong nội tâm tràn đầy oán hận. Vậy sao? Phong Phi Vân xoay người, lại điểm xuống đỉnh đầu hắn một tòa trận pháp, 10 vạn cân cự lực đặt ở trên đỉnh đầu hắn, khiến hắn ngay cả lực lượng ngẩng đầu lên cũng không có. Vậy ngươi đi mời cao thủ ngân câu môn phiệt các ngươi tới thu thập ta đi, ta tùy thời xin đợi. Phong Phi Vân không chút để uy hiếp của Đông Phương Mục kia vào mắt, khiêng đao, sải bước đuổi theo về hướng Bắc. Mẹ nó, không chơi, công chúa điện hạ, ta không chơi, trong tay tên yêu ma chi tử kia rõ ràng nắm giữ một kiện linh khí, ngay cả Đông Phương Mục thi triển ra long hồ chính khí tầng thứ 5 cũng bị đánh cho quỳ xuống, ai cùng hắn so chiêu thì xui xẻo rồi. Tất Ninh Suất liền định chạy trốn, coi như là mặt mũi của công chúa hắn cũng không cho. Ngươi nếu không ra tay, vậy thì ta cũng chỉ có thể thông chi Lý Tiêu Nam của thần linh cung thôi, đừng quên là hắn vẫn một mực đang tìm ngươi, ngươi đoán sau khi hắn biết ngươi nấp trong vạn tượng tháp thì. La Phù công chúa ở trong bát bộ long liễn thản nhiên nói. Đừng a hát, đừng a hát, thân bà cô, ngươi đừng a hát, mọi thứ đều có thể thương lượng, mọi thứ đều có thể thương lượng. Tất Ninh Suất vốn đã chạy đi rất xa nghe nói như thế, liền lại ngoan ngoãn lui trở về, nếu Lý Tiêu Nam thật sự đi tới vạn tượng tháp, hắn liền thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa rồi. Sắc đảm Bắc Minh đường này thật sự bao thiên, cũng dám bắt cóc Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân cấp tốc đuổi theo, sát cơ trong lòng càng ngày càng thịnh, Nam Cung Hồng Nhan chính là một người không hề biết tu luyện, chỉ là một nữ tử nhu nhược, càng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Nếu giờ nàng đã là nữ nhân của Phong Phi Vân hắn, vậy thì người khác tuyệt đối không thể động vào được. Lúc Phong Phi Vân đuổi theo ra ngoài 500 dặm thì rốt cục thấy được cổ xe đang bay giữa không trung kia, hắn bắn ra một cái, thân thể đột nhiên đột ngột từ mặt đất phong lên, rơi xuống trên cổ xe, một cổ mùi máu tươi liền xông vào mũi Phong Phi Vân. Trong lòng chợt nổi lên cảm giác bất ổn. Trên xe máu tươi đầy đất, Nam Cung Hồng Nhan khiếp nhược trốn ở một góc trên xe, co lấy thân thể. Lạnh run, thật giống như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ vậy, mỹ mâu nhắm chặt, không ngừng thì thầm. Không nên giết ta, không nên giết ta. Phong Phi Vân đi vào trong cổ xe, chỉ cảm thấy trong xe càng thêm huyết tinh, có một cỗ thi thể lạnh băng đóng đinh trên vách xe, hai mắt bị móc đi, đầu lưỡi bị cắt mất, hai tay bị gắp lấy đinh sắt, vẫn có máu tươi ấm nóng chảy ra. Tuy rằng huyết nhục trên mặt cỗ thi thể này đã bị đánh nát một nửa, thân thể huyết nhục mơ hồ. Nhưng Phong Phi Vân vẫn có thể nhìn ra, hắn
đúng là Bắc Minh Đường. Bị chết thật sự quá thảm, toàn thân chảy máu, khiến Phong Phi Vân trông thấy cũng có một cổ cảm giác sởn hết cả gai ốc. Một màn này thật sự khiến người rung động, thật giống như Vô Hà công tử Phong Phi Vân nhìn thấy trong thiết quan vậy, chỉ là Vô Hà công tử còn sống, mà Bắc Minh Đường lại bị chết đến không thể chết lại. Dạ dày Phong Phi Vân có chút nhao nhao, yết hầu có chút nhờn nhợt. Hai mắt bị móc, đầu lưỡi bị cắt, hai lỗ tai bị đóng đinh sắt, cái mũi bị đập nát, trái tim cũng bị người móc ra, rơi trên mặt đất, chảy xuôi theo nùng huyết, loại thủ đoạn giết người cực kỳ tàn ác này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Hắn lúc chết khẳng định hết sức thống khổ, Phong Phi Vân có thể nhìn thấy huyết mạch toàn thân hắn đều kéo căng, loại thống khổ này quả thật còn tàn nhẫn hơn bị người lăng trì. Không nên giết ta, không nên giết ta. Nam Cung Hồng Nhan lạnh run cuộn mình ở đó, quần áo tinh khiết hoàn mỹ trên người còn dính lấy máu tươi, rất hiển nhiên là lúc Bắc Minh Đường chết nàng cũng ở một bên, máu tươi bắn đầy người nàng khiến nàng sợ hãi tới mức không nhẹ. Hồng Nhan, là ta, Phong Phi Vân. Trong lòng Phong Phi Vân có chút băn khoăn, đây là một loại cảm thụ phát ra từ nội tâm, lại bị tâm tình của nàng lây nhiễm. Không nên giết ta, không nên giết ta. Nam Cung Hồng Nhan chăm chú nhắm mắt lại, lông mi thật dài đang run động, không ngừng lắc đầu. Ta là Phong Phi Vân, rốt cuộc là ai giết Bắc Minh Đường? Phong Phi Vân ngồi xổm xuống, ôn nhu vươn tay ra chạm vào vai nàng một cái, muốn trấn an nàng, thân thể mềm mại của nàng mãnh liệt run lên, phát ra một tiếng thét lên, khóc ổ lên, khóc đến bi thương như vậy. Có thể thấy rõ ràng nàng khóe nàng đã chảy xuôi nước mắt, tựa như lê hoa đái vũ, yếu ớt đáng thương. Phong công tử, người cuối cùng đã đến, người cuối cùng đã đến, ta thật sợ, thật sợ. Nam Cung Hồng Nhan mở ra đôi mắt tuyệt mỹ đẫm lệ, thân hình yếu ớt mà ôn nhu loa nhào vào trong ngực Phong Phi Vân, ôm chặt lấy hắn, tựa như một người sắp chết đuối bắt được một cọng rơm rạ cứu mạng cuối cùng vậy. Ta thật sợ hắn sẽ giết ta. Hắn kia tàn nhẫn, hắn chính ma quỷ, thủ đoạn giết người của hắn. Ô ô, Nam Cung Hồng Nhan ôm chặt lấy Phong Phi Vân. Đầu tựa vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn, vẫn đang run rẩy, nàng nói năng lộn xộn, kinh hãi lần này giống như một hồi ác mộng đáng sợ vậy, ở trong đầu nàng không cách nào xóa nhòa đi. Trong cả hai kiếp của Phong Phi Vân, đây là lần thứ hai có nữ hài tử chủ động nhào vào trong ngực của hắn, lần đầu tiên là Thủy Nguyệt Đình, lúc Thủy Nguyệt Đình bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn thì hắn đã cảm giác đường mình lần đầu tiên có tim đập, hơn nữa không biết làm sao. Lúc Nam Cung Hồng Nhan nhào vào trong lòng ngực của hắn thì tim đập của hắn lại một lần nữa nhanh hơn, cũng không biết làm sao. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần có ta ở đây, trên đời này sẽ không ai dám động vào một sợi tóc của ngươi, nếu ai động vào thì kẻ đó phải chết. Phong Phi Vân do dự một chút, sau đó vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, một tay nhẹ nhàng đặt trên mái tóc nàng. Nước mắt của Nam Cung Hồng Nhan giống như có thể hòa tan mất hàn băng cứng rắn nhất trên đời này vâu. Trước hai mắt đẫm lệ của nàng, coi như là một tên đồ tể giết người không chớp mắt cũng sẽ buông bỏ đồ đao. Cho dù một nam nhân hận nữ nhân tận xương cũng sẽ vì nàng mà thay đổi. Ta vẫn sợ lắm, lời nam nhân bình thường đều là lừa gạt nữ hài tử cả. Nam Cung Hồng Nhan rúc vào trong ngực Phong Phi Vân, giống như một con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, thời gian dần trôi qua nàng cũng ngừng khóc, khuôn mặt đẹp tới cực điểm nhẹ nhàng cọ sát trong ngực Phong Phi Vân. Một đôi cánh tay như ngó sen ôm thật chặt lấy Phong Phi Vân, ôn nhu nói. Ngươi dám thể không? Thanh âm của nàng khiến nhân tâm rung động, đôi cánh tay tựa như nước chảy chơi tháng ba, muốn hoàn toàn hòa tan lấy Phong Phi Vân. Trong đầu Phong Phi Vân hiện ra một thân ảnh yểu điệu khác, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên trong đùa, nhân tiện nói. Nếu ngươi tin tưởng lời thế của nam nhân, ta tin tưởng ngươi. Nam Cung Hồng Nhan gối lên lồng ngực nở nang của Phong Phi Vân. Đôi mắt đẹp nhắm lại, giờ khắc này nàng cảm thấy cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, bên miệng đang nói gì đó, như là nói mê vậy, khiến người không thể nghe rõ. Phong Phi Vân chưa từng bàng hoàng như hiện giờ, loại bàng hoàng này trước đó chưa từng có, bởi vì hắn không biết mình đến cùng là đang sợ gì, chỉ cảm thấy có một cổ nguy cơ đang chậm rãi tiếp cận, tựa như loại cảm giác đại nạn sắp tiến đến vậy, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng lại tồn tại chân thật, khiến người sợ hãi từ tận đáy lòng. Ta thề, chỉ cần có ta ở đây, trên đời này sẽ không ai dám động vào một sợi tóc của ngươi, nếu ai động vào thì kẻ đó phải chết. Phong Phi Vân nói. Nhớ kỹ. Nam Cung Hồng Nhan vẫn bình yên nhắm đôi mắt đẹp lại,
im im lặng lặng rúc vào lồng ngực Phong Phi Vân, giống như đã ngủ, cũng như đang nói mớ. Trong cổ xe, huyết thi treo trên vách xe vẫn còn nhỏ máu, trên mặt đất phát ra tiếng tí tách, mà một góc khác lại yên tĩnh mà duy mỹ, hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau, có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của đối phương, loại cảm giác này. Thật sự mỹ diệu, thật tốt. Cũng không biết đã qua bao lâu, Nam Cung Hồng Nhan mới sâu kín tỉnh lại, nhưng nàng vẫn rúc vào trong ngực Phong Phi Vân, ôn nhu nói. Chính là chủ nhân, là hắn đã giết Bắc Minh Đường, ta tận mắt nhìn thấy Bắc Minh Đường đã bị chết trong tay hắn, mau tươi nhuộm đỏ cả mắt ta đã cho rằng ta cũng sẽ chết trong tay hắn, hắn chỉ trừng ta, khi thấy ánh mắt kia của hắn thì ta thật sự rất sợ hãi. Thật sự rất sợ hãi. Trong khi nói chuyện, mắt nàng lại chảy ra hai hàng thanh lệ, óng ánh và réo rắt thảm thiết. Ta cũng đoán là hắn. Loại thủ pháp tàn nhẫn này quả thực giống như đúc Vô Hà công tử gặp phải, ngoại trừ thần bí chủ nhân, người khác không thể ác độc như vậy được. Đột nhiên, Phong Phi Vân chố mắt nhìn, hai lỗ tai khẽ động, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng khí lưu động, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng lại không thoát được hai tai hắn. Người nào? Phong Phi Vân trấn an Nam Cung Hồng Nhan, sau đó từ trong xe đi ra ngoài, ngóng nhìn lấy trong màn đêm. Bá! Một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên cổ xe, đây là một người không có mặt, không, không phải là không có mặt, mà là mặt của hắn thật sự quá đen, quả thực giống như đáy nổi vậy. Trong bóng đêm đen kịt, quả thật là không thể thấy được mặt hắn, chỉ có khi hắn cười mới có thể chứng kiến hai hàng răng trắng như tuyết. Ha ha, Phong huynh, tìm ngươi đã lâu, cuối cùng cũng đã tìm được các ngươi rồi. Tất Ninh suốt cười đi tới. Mặt đen kịt như mới chui ra từ mỏ than, giữ lại một đầu tóc ngắn dựng đứng, tùy tiện, không chút khách khí đi tới. Thật giống như hắn rất quen thuộc với Phong Phi Vân vậy, tiếng cười kia quả thực không dám lấy lòng. Ngươi là... Phong Phi Vân cũng cười nói, trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Ta là Tất Ninh Suất A Hát, thần thông tháp Phong Lưu Tiểu Tài Tử, đệ nhất cao thủ trên Bách Tháp Bảng. Tất Ninh Suất vẫn cười hắc hắc, một đôi tay còn đen hơn cả mặt nhẹ trà sát. Tự nhận là mình cười rất thân mật. Nếu như không phải bị La Phù công chúa uy hiếp, hắn đã sớm chạy trốn rồi, nào dám đến gây chuyện với Phong Phi Vân, dù sao vừa rồi kết cục của Đông Phương Mục đã rõ như ban ngày. Giờ phút này, cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Phong Phi Vân nói, ngươi là đệ nhất cao thủ trên Bách Tháp Bảng. Khục khục, nghe ta nói hết lời đã, đệ nhất cao thủ trên Bách Tháp Bảng đã từng cùng ta từng có một đoạn lữ trình vui sướng, không hơn, hắc hắc. Tất Ninh Suất tự nhiên sẽ không nói cho Phong Phi Vân biết, hắn từng đào đi thiên niên linh hoa mà đệ nhất cao thủ Bách Tháp Bảng bồi dưỡng, bị người khác truy sát 9 ngày 9 đêm, chạy như điên 37.000 dặm, thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Các hạ đây là... Phong Phi Vân trung quy vẫn mà giác thiếu niên mặt đen đột nhiên xuất hiện này ánh mắt có chút không đúng, tùy thời nhìn vào miểu quỷ ban chỉ trên tay mình. Ánh mắt kia thật giống như ác hán mới được thả ra từ ngục giảm thấy được một đại cô nương như hoa như ngọc vậy. Ta, sư phụ, người nhận ta đi. Tất Ninh Suất đột nhiên bổ nhào vào trên mặt đất, ôm lấy hai chân Phong Phi Vân, tê tâm liệt phế khóc giống lên, nước miếng nước mắt đều lau vào đùi Phong Phi Vân, nức nở nghẹn ngào hò hét nói. Phong sư phụ, người ta đã sùng bái người từ lâu, từ nhỏ đã lấy người làm mục tiêu, làm thần tượng của ta. Từ lúc ta còn trong bụng mẹ đã thề sau khi trưởng thành nhất định phải làm hán tử đỉnh thiên lập địa như lão nhân gia ngươi, chăm sóc người bị thương, hành hiệp trượng nghĩa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Phi, cầu sư phụ thu ta làm đồ đệ, truyền ta yêu ma thần pháp thông thiên triệt địa. Phong Phi Vân trên trán bốc lên hắc tuyến, hỗn đản này rõ ràng lấy vạt áo của hắn lau nước mắt, khiến ống quần Phong Phi Vân đều ướt mảng lớn, thật sự rất muốn một cước đá bay hắn ra ngoài. Ở đâu chui ra tên này vậy? Ta còn chưa được 15. Phong Phi Vân làm ho hai tiếng nói. Tất Ninh Suất ngừng khóc một chút, sau đó khóc đến càng thêm lớn, thanh âm tựa như mổ heo vậy. Cầu Phong sư phụ nhận lấy ta, truyền ta một chiêu thần thuần nghịch thiên phản lão hoàn đồng. Phong Phi Vân đã siết chặt lấy tay, rất muốn đánh người rồi, tên này quả thật còn lưu manh hơn cả hắn, rất khó đối phó, một đấm trực tiếp đánh ngất xỉu chính là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Ngay khi Phong Phi Vân nhếch miệng cười, muốn đánh người thì Tất Ninh Suất vốn ngồi dưới đất liền ngừng khóc, thật giống như không có việc gì vậy, vỗ phủi bụi trên người, nói. Phong huynh, sau này gặp lại, cáo từ.
Nói xong lời này, Tất Ninh Xuất liền lại bay vào trong màn đêm, biến mất trong hắc ám mông lung. Nháy mắt trước còn khóc đến tê tâm liệt phế, sau một khắc đã lủi đi thật nhanh. Tới không hiểu thấu, đi càng thêm không hiểu thấu. Phong Phi Vân cũng có chút khó hiểu, nhìn qua màn đêm tĩnh mịch, trong lòng đang suy đoán xem thiếu niên mặt đen này đến cùng có lai lịch gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.